Chương 1019, tầm tầm, sao, huyết minh xoa xoa phát ngốc nam tầm, cười hỏi, này cười phản phất có thể đem người linh hồn nhỏ bé câu đi. Nam tầm nuốt nuốt nước miếng, không, không có gì. A à Minh, lần trước ra ngoài gương mặt kia liền khá tốt, vì sao lại đổi, gương mặt này quá yêu, đi thương vô ngôn địa bàn, hắn chung quanh như vậy nhiều nữ ma tu, nếu là thấy như vậy A à Minh, còn không toàn bộ mất hồn nhi nàng nhưng không nghĩ nam nhân nhà mình bị như vậy nhiều nữ nhân thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm xem. Huyết Minh giải thích nói, lần trước gương mặt kia là hành tẩu tu chân giới dùng, hiện tại gương mặt này là hành tẩu ma vực dùng. Nam tầm phiêu hồ hồ mà nga một tiếng, thấp giọng nhắc nhở nói, thương vô ngôn nơi đó khẳng định có rất nhiều nữ ma tu, đến lúc đó ngươi cũng không nên tùy tiện đối người vứt mị nhãn. Huyết Minh cười khẽ, ta chỉ đối tầm tầm vứt mị nhãn. Nam tầm vội vàng thu hồi ánh mắt, câu nhân tiểu yêu tinh, làm người hảo tưởng hung hăng chà đạp. Hai người bay thẳng đến tiếu diện ma quân nơi Mỹ Nhân Phong bay đi, không trung lưỡng đạo lưu quang xẹt qua, rớt xuống với Mỹ Nhân Phong Thượng. Đại năng giả buông xuống kinh động Mỹ Nhân Phong Thượng Ma Tu, cùng núi yêu quái cùng lưu hỏa phong tương phản. Này Mỹ Nhân Phong Thượng náo nhiệt thật sự, đóng giữ rất nhiều Ma Tu, hai người vừa rơi xuống đất. Một đám Ma Tu liền đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Nam tầm không quản này đó Ma Tu, trực tiếp đối với phía trước cung điện nói, tiếu diện ma quân, bạn cũ tới chơi, thanh âm này nghe không lớn, lại thẳng tới tiếu diện ma quân trong đầu. Trong nháy mắt, một đạo màu tím bóng dáng liền từ cung điện thuấn di ra tới. Trăm năm không thấy, hiện giờ thương vô ngôn khí thế càng vì lạnh lẽo bức người, chỉ là cặp mắt đào hoa kia như cũ đa tình. Nam đạo hữu, thương vô ngôn giật mình không thôi, ta tìm ngươi nhiều năm không có kết quả, không nghĩ ngươi thế nhưng chủ động tìm tới môn, hắn vẫy lui cấp dưới, ánh mắt tự huyết minh trên người đảo qua, nhìn đến một cái so với chính mình muốn Mỹ Nam nhân khi, trong lòng kỳ thật có một tí xíu khó chịu. Người này cư nhiên trang điểm đến so với hắn còn quyến rũ, kia đối mắt đào hoa so với hắn còn câu nhân. Nam đạo hữu, không biết bên cạnh ngươi vị này chính là. Nam tầm cười nói, là ta đạo lữ, thương vô ngôn nghe vậy, thần sắc bỗng dưng biến đổi, ngươi không phải hỉ. Hắn lời nói đến một nửa đột nhiên im bặt, đột nhiên cảm thán nói, này tình tình ái ái quả thật là trên đời khó nhất giải đồ vật, ta cho rằng nam đạo hữu ái người nọ sâu vô cùng, sẽ không lại tâm duyệt mặt khác nam tử, không nghĩ tới, thôi, ngươi đều như thế, huống chi ta, lời này tuy rằng nói được như lọc vào trong sương mù, nhưng nam tầm cũng nghe ra điểm nhi tên tuổi, thương vô ngôn đối nào đó nữ tử động tâm. Chỉ là liền chính hắn cũng không xác định có thể cùng nàng kia bên nhau lâu dài, cho nên nhẫn tâm cự tuyệt đối phương, thương đạo hữu, chúng ta tiếng điện nói thương vô ngôn thần sắc quẻ oải mà đem hai người lãnh nhập chính mình cung điện, ngẫu nhiên nhìn về phía huyết minh ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Nếu không phải nam đạo hữu, hắn tuyệt không sẽ làm người này tiến vào hắn cung điện, thương vô ngôn hơi hơi giơ tay, liền có mỹ diễm tỳ nữ trình lên rượu ngon món ngon. Nam tầm cho rằng kia mỹ diễm tỳ nữ sẽ đối thương vô ngôn thằng nhãi này liếc mắt đưa tình, không nghĩ nàng vẫn luôn cúi đầu, động tác quy quy củ củ, chưa từng làm ra bất luận cái gì du cự việc nếu là năm năm trước, nam tầm cho rằng sự tình đích xác sẽ phát sinh, tỷ nữ ám đưa cái thu ba quả thật thường thấy việc, thương vô ngôn ngẫu nhiên tâm tình rất tốt, còn sẽ trực tiếp đem tỷ nữ ôm vào trong lòng cộng phó mây mưa. Chỉ là, từ năm năm trước hắn ma hộ rời nhà trốn đi sau, hắn liền không còn có đã làm loại này hoang đường sự. Có một lần bởi vì tỷ nữ lớn mật ngã vào hắn trong lòng ngực, hắn một cái tức giận, trực tiếp làm đối phương hôi phi yên diệt, từ đây, cung điện nội tỷ nữ lại không dám vượt qua giới hạn trừ bỏ mấy cái bưng trà đưa nước tỳ nữ, thương vô ngôn sớm đã phân phát trong cung sở hữu Mỹ Nhân Nhi. Thương vô ngôn sách lên một bầu rượu trực tiếp hướng trong miền đảo, hướng nam tầm nói, nam đạo hữu sao không uống, ta nơi này rượu chính là ma vực ít có rượu ngon. Nam tầm nhìn chung quanh một vòng, tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì, sau lại tưởng tượng, nàng không thấy được tiểu ma hồ, tiểu mặt nhi đâu, nó không phải luôn thích ngồi sổng ngươi trên vai sao, sao không thấy nó, vốn là tầm thường một câu, không ngờ thương vô ngôn nghe được lời này, trong mắt lại xẹt qua một tia chập vật, cầm bầu rượu tay cũng đi theo rung lên, rượu sái ra tới. Nam tầm hơi hơi nhíu lại mắt, ngươi sẽ không vì chính mình tiêu dao, liền đem nó tống cổ đến nơi khác đi đi. Thương vô ngôn, ngươi nếu thật không hiếm lạ nó liền đưa ta, ta thực thích tiểu mặt nhi, thương vô ngôn dừng một chút, có chút chột dạ nói, ta cùng nàng náo loạn điểm nhi mâu thuẫn, nàng rời nhà đi ra ngoài, nam tầm nhíu mày, rời nhà trốn đi tiểu mặt nhi như vậy trung tâm hộ chủ, định là ngươi sai, nó đi ra ngoài ngươi cũng không đi tìm nó, quán thượng ngươi như vậy cái chủ tử, nó thật là xui xẻo, thương vô ngôn trầm mặt, lẩm bẩm một câu, nàng gặp được ta xác thật xui xẻo, nói đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì chọc nó sinh khí, thương vô ngôn do dự một lát mới nói, ta không cẩn thận đem nàng cấp, ngủ, phốc, nam tầm một ngụm rượu toàn bộ phun tới. Nàng khó có thể tin mà trừng mắt thương vô ngôn, ngủ, ngươi cái cầm thú tiểu mặt nhi một con còn chưa hóa hình hùng thú, ngươi thế nhưng cũng hạ thủ được, thương vô ngôn nằm liệt mặt ha hả một tiếng, nguyên lai ngươi cũng cho rằng nó là hùng thú. Nam tầm hỏi lại, chẳng lẽ không phải, mới gặp tiểu mặt nhi thời điểm, nó cùng thương vô ngôn trận chiến ấy đánh đến cực kỳ kịch liệt, chiến đấu bộ dáng sông đuôi ma hồ hung ác đến cực điểm, hơn nữa nó lúc ấy vẫn là ấu tể. Nào đó dùng để phân rõ hùng thư khí quan không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra tới, vì thế liền có sao lại cái này ô lông thương vô ngôn uống một ngụm rượu, cười khổ nói, năm năm trước, nàng đột nhiên hóa hình, biến thành cái 16-7 tuổi tiểu cô nương, lớn lên đẹp cực kỳ, lúc ấy ta mỹ diễm nữ tu ăn nhiều, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái không rành thế sự tiểu nha đầu, trong lòng liền xôn xao, sau lại, sau lại tự nhiên liền dùng hoa ngôn xảo ngữ đem người lừa lên giường, tại đây sự thượng nàng ngây ngô đến cực điểm. Cái này làm cho thương vô ngôn trong lòng càng thêm nhộn nhạo, hắn trước kia từng có lại nhiều nữ tu, kia cũng đều là kinh nghiệm phong nguyệt có từng gặp qua như vậy ngay ngô đáng yêu thiếu nữ bởi vì hắn cũng không cưỡng bách nữ nhân lúc ấy còn hỏi kia cô nương có thích hay không hắn tới tiểu cô nương một đôi đen lúng liếng mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn liên tục gật đầu nói ta thích nhất chủ nhân nàng gọi hắn chủ nhân hắn còn tưởng rằng là tình thú một phen mây mưa qua đi nàng khôi phục thú thể khi đó thương vô ngôn mới là ngốc lại sau lại hắn ăn không nhận trướng cố tình xa cách đối phương còn chuyên môn làm trò nàng mặc cùng mặt khác nữ tu khanh khanh ta ta, liền vì làm nàng biết khó mà lui. Nàng trốn đi trước một ngày khóc lóc hỏi hắn, rốt cuộc có thích hay không nàng, không thích vì sao phải như vậy đối nàng, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, nàng cùng này đó nữ nhân là giống nhau. Khi đó thương vô ngôn nhiều tuyệt tình a, à, nhẫn tâm mà đối nàng nói, không thích, nàng cùng này đó nữ nhân là giống nhau. Từ kia sau, kia chỉ luôn là dáng hắn tiểu ma hồ không thấy, suốt năm năm đều không có lại trở về nam tầm khiếp sợ lúc sau trở về chính đề hỏi vậy ngươi rốt cuộc có thích hay không nàng này năm năm còn không đủ để lệnh ngươi nghĩ kỹ thương vô ngôn tự dẻo nói đại để là thích đi nàng đi rồi ta đối mặt khác mỹ nhân nhi đều nhất không nổi hứng thú nhưng này lại như thế nào ta loại này phong lưu đa tình nam nhân ngày sau thật có thể đối nàng toàn tâm toàn ý liền ta chính mình đều không xác định sự tình ta lại sao dám hứa hẹn nàng cái gì hơi đốn hắn nhìn về phía ngồi ở nam tầm bên người không nói một lời hồng y nam tu lạnh nhạt nói cứ việc đằng huyết minh trăm năm trước cũng đã đã chết nhưng ngươi à liền ngươi đều có thể đổi cái người trong lòng ta chẳng lẽ sau ngươi càng chuyên tình huyết minh đưa cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt lạnh lùng phun ra mấy chữ ngu xuẩn đến cực điểm nam tầm biết thương vô ngôn mấu chốt nơi sau dở khóc dở cười ngươi cho rằng ta khác tìm tân hoang thương vô ngôn hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải trăm năm trước kình sơn đệ tử đằng huyết minh ở không vân luận bàn đại hội thượng nổ tan xác bỏ mình việc này tu chân giới đều biết ma vực cũng biết ta vốn tưởng rằng ngươi cùng kia đằng huyết minh đều là si tình loại ngày sau định có thể đánh vỡ thật mạnh trở ngại ở bên nhau không nghĩ cảnh còn người mất hắn đã chết mà ngươi cũng thế việc này không trách ngươi rốt cuộc người đều đã chết nhiều năm như vậy nam tầm mắt trợn trắng hắn chính là a minh hiện giờ sát lục ma quân thương vô ngôn thần sắc bỗng nhiên biến đổi, cái gì, hắn gắt gao nhìn chậm chậm thay đổi mặt huyết minh, tuy rằng lớn lên không giống nhau, kia lạnh nhạt khinh thường hết thảy ánh mắt nhưng thật ra không thay đổi, nguyên lai hắn không chết, thương vô ngôn bá một chút lên, trực tiếp đi ra ngoài, ta muốn đi tìm nàng, hắn lại tin tưởng tình yêu, huyết minh thân hình vừa động, che ở trước mặt hắn, nói, có chuyện thông báo ngươi. Ta muốn thống nhất ma vực, ngươi thế lực về ta giữ lại ngươi ma quân chi vị, bởi vì ngày sau ta sẽ xưng hoàng, thương vô ngôn tuy rằng nhớ thương tìm người, nhưng nghe đến hắn cường đạo nói khí cười, đằng huyết minh, ngươi có biết ta thống lĩnh này phiến ma vực hoa nhiều ít công phu, ngươi tùy tiện một câu khiến cho ta chấp tay muốn cho, quả thực vô sĩ, huyết minh lạnh nhạt nói, phế đi ngươi tu vi, làm thủ hạ của ngươi đổ máu, hoặc là ngươi quy thuận với ta, không thấy huyết, hai người tuyển một cái. Thương vô ngôn bình tĩnh xuống dưới, hỏi câu máu chốt nhất, ngươi hiện giờ cái gì tu vi? Này trăm năm tới hắn tu vi tiến bộ thần tốc, nải ma vực vạn năm khó gặp nghịch thiên chi tài, hơn một trăm tuổi hợp thể kỳ đại năng, phóng nhãn thiên hạ, có thể đến được trên đầu ngón tay. Quyết minh nhàn nhạt phun ra một câu, đại thừa kỳ, thương vô ngôn nháy mắt câm miệng. Ha ha, mới vừa rồi lời nói còn tính toán, giữ lại ta tiếu diện ma quân phong hào, này phiến vực thổ như cũ về ta quản hạt, ta chỉ cần nghe theo ngươi liền thành. Thương vô ngôn cười tủm tỉm hỏi, biến sắc mặt trở nên cực nhanh. Huyết minh từ một tiếng, đại thừa kỳ, ly phi thăng không lâu, mà thương vô ngôn còn muốn tại đây ma vực ngay ngốc mấy trăm năm, hiện tại thỏa hiệp, chờ về sau người này phi thăng, liền không ai sai sự hắn. Thương vô ngôn tin với tính kế, có được giảng được, lập tức liền gọi một câu, ma hoàng. Nam tầm không nghĩ tới thương vô ngôn như thế không cốt khí, một câu cũng không phản bác liền sửa miệng. Thương vô ngôn cái này cấp dưới đương đến cực kỳ xứng chức biết ma hoàng muốn thống nhất ma vực, lập tức dâng lên chính mình ý kiến, ma hoàng nếu tưởng thống trị toàn bộ ma vực, trừ bỏ ta, vấn tâm ma quân cũng rất quan trọng, đáng tiếc ta đối hắn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, không biết hắn bản tính như thế nào, người ngoài đồn đại vấn tâm ma quân lãnh, mạc vô tình, vì thống lĩnh hắn kia một mảnh ma vực, giết người vô số, hơn nữa người này cực thiện con rối thuật, có thể một lần ngự hơn một ngàn con rối. Ma hoàng tuy lợi hại lại cũng muốn để ý hắn. Huyết Minh không để bụng, một hồi liền biết, thương vô ngôn chấp tay, bẩm ma hoàng, thuộc hạ hiện tại muốn đi giải quyết một chút bản thân chung thân đại sự, ngắn hạn nội chỉ sợ không thể trở về vì ngài hiệu lực. Này phiến vực thổ liền lao ma hoàng tốn nhiều tâm, Huyết Minh quét hắn liếc mắt một cái, chuẩn, nam tâm. Một giây biến thành trên dưới cấp quan hệ, thật là kinh ngạc đến ngay người nàng. Thương vô ngôn được lời nói nháy mắt biến mất, đi tìm hắn tiểu ma hồ, tìm không được đại để là sẽ không đã trở lại đi phía trước, thương vô ngôn thần thức quảng tán, tuyên bố tôn sát lục ma quân vì hoàng tin tức, chấn kinh rồi một chúng ma tu, đi tu chân giới, huyết minh hỏi nam tầm. Hắn biết nàng trong lòng nhớ hai cái tiểu bối, cũng nhớ kình sơn, không nghĩ nam tầm lại nói, không vội. Không bằng chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đêm này vấn tâm ma quân cùng hỏa vũ ma quân cũng thu phục, dù sao đều là người quen, thấy hắn mặt mang nghi hoặc chi sắc, không kịp hắn hỏi cái gì, Nam Tầm đã cười ha hả mà giải thích nói, ta cùng vấn tâm ma quân từng có gặp mặt một lần, A à Minh có biết hắn là ai? Huyết Minh xoa xoa nàng đầu, không nói gì, là ai đều không quan trọng, nhưng mà Nam Tầm phía dưới nói vẫn là làm cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân chú ý. Ta không đoán sai nói, vấn tâm ma quân hẳn là chính là lục tâm mặt, là năm đó lục thế hàng tâm ma, hắn cắn nuốt lục thế hàng nguyên thần, thay thế, nguyên bản ta cho rằng thân là tâm ma, hắn sẽ là cái đại gian đại ác người, lại không nghĩ hắn đối ma cùng nói đều có giải thích làm việc đều có nguyên do Quyết minh ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chầm nàng đột nhiên hỏi câu tầm tầm cũng biết năm đó lục thế hàng vì sao sinh tâm ma nam tầm ngẩn ra khùng một tiếng chột dạ nói này ta nào biết a à? huyết minh hơi hơi híp mắt lạnh lùng a à một tiếng như thế liền đi gặp một lần này vấn tâm ma quân đi nam tầm một trăm năm trước lão dấm chua đều có thể ăn lòng già hẹp hòi nam nhân Nam Tâm cho rằng hắn lập tức liền đi, lại không nghĩ vừa mới biến thành hồng y tiểu yêu tinh huyết minh lại, đổi mặt. Không chỉ có đổi mặt, này một thân tao bao hồng y cũng đổi thành một kiện không dính bụi trần tuyết trắng trường bào. Hắn nghiêng đầu xem Nam Tâm, cũng không biết có phải hay không bởi vì thay đổi mặt duyên cớ, này một đôi mắt cho người ta cảm giác cũng thay đổi, đạm mạc không gần sống, phiếu miểu tĩnh mịch, rồi lại phản phất hội tụ thiên địa tinh hoa, thâm thúy mê người. Nam Tâm ngơ ngẩn mà xem hắn nàng luôn muốn xem A Minh xuyên bạch y bộ dáng, nhưng mà vẫn luôn không chờ đến, hiện giờ tuy chờ tới rồi, lại là một khác khuôn mặt. Trước mắt cái này là nàng gặp qua xuyên bạch y đẹp nhất nam nhân, cấm dục, lạnh nhạt, cao quý, không dung người nhìn thẳng. Nam tử trường thân mà đứng, tự thành một đạo tuyệt sắc phong cảnh, tiểu bác, ha hả đác, huyết minh đại đại ngài lão thật biết chơi, hiện tại lại biến thành quốc sư đại nhân. Tầm tầm, đi thôi, huyết minh đột nhiên mở miệng nói. Một tiếng tầm tầm làm nam tầm nháy mắt tìm được rồi huyết minh bóng dáng. Mặc kệ hắn biến thành cái gì mặt, kia đáy mắt sủng lịch cùng dung túng chi sắc đều là độc thuộc về A Minh. Nghĩ vậy nhi, nam tầm khóe miệng hơi hơi cong lên, chờ hai người tới rồi vẫn tâm ma quân sống ở nơi vu sơn, nhìn thấy kia một thân bạch y lục tâm mặt lúc sau, nam tầm hậu tri hậu giác mà hiểu được, A Minh vì sao phải đổi gương mặt này, ấu trĩ. Nam tầm ở trong lòng yên lặng phun tào một câu. Lục Tâm Mặc đem một thân bạch y xuyên ra tiên nhân khí chất, Huyết Minh lại đem một thân bạch y xuyên ra cửu thiên thần chi khí chất, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, bởi vì hai người đều thay đổi mặt, Lục Tâm Mặc nhìn đến hai người sau chinh lăng một chút. Một nam một nữ, toàn bạch y, hai người đứng chung một chỗ, lại là nói không nên lời xứng đôi, đẹp mắt đến cực điểm. Ngắn mũi chinh lăng sau, Lục Tâm Mặc nhận ra nam tầm, bạch liên tiên tử. Nam tầm tò mò hỏi, ngươi như thế nào nhận ra là ta? lục tâm mặt hơi hơi mỉm cười, một loại cảm giác. Bên cạnh vị này chính là ngươi đạo lữ. Nam tầm ngạc nhiên nói, này ngươi lại là như thế nào biết được, lục tâm mặt nói, ta đối hơi thở tương đối mẫn cảm, trên người của ngươi có hắn hơi thở, trên người hắn cũng có hơi thở của ngươi. Nam tầm nghe được lời này, mặt bá một chút đỏ, huyết minh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, vô hình trung phóng thích uy áp thoáng thu liễm. Tiểu bác độc đã hiểu huyết minh đại đại ý tứ, tính ngươi thức thời lục tâm mặc thỉnh hai người nhập tòa tự mình vì hai người chăm trà đạm cười nói tiên tử lần trước nói ta trà không hảo uống ta liền lại lần nữa làm một ít ngươi nếm thử này trà mới trong viện con rối vẫn là trăm năm trước hai cái nhưng nam tầm biết này vu sơn phạm vi trăm dặm ẩn nút không dưới một ngàn cái con rối lần này trà so lần trước khá hơn nhiều không sáp không khổ nam tầm nhấp một ngụm liền thả lại mặt bàn nàng nhìn thoáng qua huyết minh đi thẳng vào vấn đề nói Ta đạo Lữ sát lục ma quân tính toán nhất thống ma vực, Lục đạo hữu nhưng nguyện quy thuận với hắn, Lục Tâm mặt đối huyết minh hơi hơi gật đầu, rộng rãi nói, "Này phiến ma vực đó là tặng cho ngươi hai người cũng đúng, ta một lòng vấn đạo, nếu không phải có người nhiễu ta, ta cũng sẽ không thống lĩnh này phiến ma vực." Nam Tâm mỉm cười, giải thích nói, "Không cần ngươi chấp tay nhường lại, ngươi vẫn là vấn Tâm ma quân, chỉ cần tôn sát lục ma quân vì giết chóc ma hoàng, chiêu cáo ngươi con dân liền có thể." Lục Tâm mặt kinh ngạc, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn chỉ là một cái ma hoàng phong hào lại vào lúc này huyết minh nhàn nhạt mở miệng năm tháng từ từ quá mức nhàm chán thừa dịp phi thăng phía trước đưa nàng một cái ma hậu chi vị làm nàng làm trò chơi chơi lục tâm mặt giật mình cũng không biết tại đây nháy mắt nghĩ tới cái gì lại có chút thất thần ngay sau đó hắn nói câu ma hoàng cùng ma hậu thật là ân ái này đó là trực tiếp thừa nhận huyết minh ma hoàng thân phận đáp ứng ngày sau lấy hắn vi tôn hiện giờ ngươi chấp niệm còn ở, huyết minh đột nhiên hỏi hắn. Lục tâm mặt biết hắn ý tứ, không cấm cười nói, ta nhân nạn mà sinh, này phân chấp niệm dung với thần hình, như thế nào không ở. Nhưng là chấp niệm không phải ái mộ, mà hoàng cứ yên tâm đi, hơi đốn, hắn nắm chén trà ngón tay hướng trong vừa thu lại, buông xuống mặt mày nhiễm một mạc ôn nhu, ta đã có tâm duyệt người, lần đầu gặp mặt. Hắn đối bạch liên tiên tử cảm giác phá lệ bất đồng, đó là một loại thực vi diệu cảm tình khi đó hắn cho rằng đó chính là tình yêu nam nữ, nhưng theo thời gian trôi đi năm tháng biến thiên, hắn thấy được nhiều, hiểu được đến nhiều, cũng liền hiểu được, kia không phải tình yêu nam nữ, mà là một loại cầu mà không được, loại này cầu mà không được đến từ lục thế hàng, đều không phải là hắn, hắn nhân này hai người mà sinh, rồi lại thoát ly với này hai người ở ngoài, hắn là lục tâm mặt, là cái độc lập người, nghe xong hắn nói, nam tầm rất là ngoài ý muốn, trong lòng lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, như thế rất tốt nhà nàng nam nhân chính là cái đại lưu giấm. Quy thuận với này giết chóc ma hoàng lúc sau, lục tâm mặt cùng thương vô ngôn giống nhau, lập tức thả ra thần thức, tuyên cáo quy thuận sát lục ma quân, tôn này vì hoàng. Ma vực lại lần nữa oanh động, đờ mờ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao tiếu diện ma quân cùng vấn tâm ma quân trước sau quy thuận sát lục ma quân, còn tôn này vì ma hoàng? Chiếu này xu thế, hỏa vũ ma quân hay là cũng muốn quy thuận, toàn bộ ma vực chẳng phải vì giết chóc ma hoàng thống lĩnh huyết minh cùng nam tầm rời đi sau hai người ăn ý mà liếc nhau a à minh ngươi nhưng cảm giác được vẫn tâm ma quân trong viện tự hộ giấu kín một người chỉ là người này nấp trong vô hình ta tìm không thấy vị trí huyết minh chấp khởi tay nàng ánh mắt rơi vào nàng vòng ngọc phía trên trong không gian tiểu bác theo bản năng mà ngồi thẳng thân mình huyết minh suy một tiếng bất quá là cái trữ vật tiên khí thôi so ra kém ngươi cái này nam tầm cười khẽ có lẽ đúng là hắn trong miệng tâm duyệt người hai người rời đi vu sơn đi trước lưu hỏa phong liền ở hai người mới vừa đi sau không lâu lục tâm mặc định viện bên trong trống rỗng xuất hiện một người khẽ meo meo chú ý bên này tiểu bác nháy mắt đờ mờ một tiếng khí vận tử tô vị ngữ muộn mụ mễ a à, đây là cái gì thần triển khai khí vận tử cùng lục thế hàng tâm ma đờ mờ hắn muốn điên rồi lục tâm mặc phẩy tay áo một cái trên bàn mấy chén trà nóng không thấy thay đổi hai ngọn tân hắn nhìn về phía nữ tử đạm cười nói ngữ nhi ta vừa mới lời nói ngươi nhưng nghe được tô vị ngữ ngồi ở hắn đối diện vừa rồi nam tầm ngồi quá ghế đá thượng nâng chung trà lên cái miệng nhỏ suýt uống liếc nhìn hắn một cái nếu hôm nay là kia bạch liên tiên tử một người tiến đến ngươi vẫn là này phó phản ứng nữ tử so sánh với trăm năm trước lạnh nhạt nhiều vài phần nhân tịnh mùi vị nói lời này khi ngữ khí rõ ràng mang theo một tia trêu chọc lục tâm mặt khẽ lắc đầu cười hỏi không bằng lần sau ta lại đơn độc thấy nàng một mặt cùng nàng nói lại lần nữa, ta đối nàng cũng không ái mộ chi tình. Tô vị ngữ thưởng thức trong tay chén trà, học hắn làng điệu tới một câu, ta nhân nàng mà sinh, này phân chấp niệm dung với thần hình, như thế nào không ở. Lục tâm mặt đột nhiên chấp khởi nàng một bàn tay, nói, ngữ nhi, ta vốn chính là một đoàn chấp niệm, trừ phi ta chết, này chấp niệm mới có thể tan đi, ngươi muốn ta chết sao? Tô vị ngữ hơi hơi rũ mắt, bất quá miệng nói nói thôi, nhưng thật ra ngươi này thân thể, ta càng vì ghét bỏ. Rốt cuộc cùng khác nữ tu hoang hảo quá, liền hài tử đều có. Nói lên này thân thể hài tử, tô vị ngữ càng là vô ngữ, cái kia kêu lục thời giữ nam nhân ấu trị đến cực điểm, luôn thích giả xấu, kia vụng về thuật dịch dung nàng liếc mắt một cái liền xuyên qua, cũng liền kia bích trần tiên tử bị hắn lừa đến xoay quanh, lục tâm mặt gật đầu, y ngươi. Chờ ta tu vi lại cũng cố một ít, ta liền đi quỷ giới mượn kia u minh dung nham trị, nghe nói u minh chi hỏa nhưng đúc lại thân thể ta nếu không có nhìn lầm, hai người bọn họ toàn đã dùng kia u minh chi hỏa đúc lại quá thân thể, tô vị ngữ nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, tính, ngươi vốn chính là tà vật, ta sợ kia u minh chi bỏng lửa ngươi, ngữ nhi không chê ta, ghét bỏ. Nhưng là bất luận cái gì sự đều không kịp ngươi tánh mạng quan trọng, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận ngươi đã khỏe, lục tâm mặt nở nụ cười, ngữ nhi, lời này là ta nghe qua nhất êm tai lời âu yếm. Nhận thức ngươi, ngô chi hạnh tô vị ngữ nhận thức ngươi ngô chi bất hạnh nhưng ta vui vẻ chịu đựng này đầu hai người ở ve vãn đánh yêu tu chân giới kia đầu hai người cũng ở ve vãn đánh yêu tiểu bác thông qua thần chi mắt tìm được rồi lục thời dữ cùng yêu tiểu manh thân ảnh mắt nhìn hai người cười đùa cười đùa liền hôn lên sốt ruột tiểu bác lập tức thay đổi hình ảnh ha ha đát yêu tiểu manh ở tầm đại đại giật dây hạ quả nhiên đem khí vận tử nam nhân đoạt lấy tới mà khí vận tử cương nhiên ghét bỏ lục thời dữ ấu trĩ còn cùng hắn cha cặp với nhau. Cốt truyện này thật đúng là thoát cương thảo nê mã. Tiểu bác nỗ lực hồi tưởng một chút nguyên thế giới đi hướng, nguyên thế giới nguyệt hoa công tử đạm mạc cao lãnh, liền cùng hiện tại lục tâm mặt giống nhau giống nhau, lục thời giữ cùng khí vận tử từ quen biết đến yêu nhau chi gian ma hợp thật lâu, trải qua thật mạnh khảo nghiệm mới cuối cùng đi tới cùng nhau. Bởi vì khí vận tử xuyên qua trước kia đã chịu quá tình thương, cực không tín nhiệm người, nhưng hiện tại bởi vì nam tầm cùng huyết minh đại đại trộn lẫn, khiến cho hiệu ứng bươm bướm. Lục thời giữ tính tình chỉ là thoáng khiêu thoát chút, đối yêu tiểu manh cũng đổi mới đến hơi sớm, ba người cảm tình tuyến liền đi theo đã xảy ra đại biến động. Liền ở tiểu bác cảm thán thế sự vô thường thời điểm, hỏa vũ ma quân cũng đã chiêu cáo hỏa vũ châu chúng ma tu, tôn sát lục ma quân vì hoàng. Từ đây, sát lục ma quân nhất thống ma vực, xưng giết chóc ma hoàng, nhất thống ma vực sau, hai người lập tức đi tu chân giới nghe nói yêu tiểu manh cùng lục thời dữ đã ở kình sơn không vân chứng kiến hạ kết làm đạo lữ sau nam tầm rất là hưng phấn a à minh ngươi xem mệnh số cũng là có thể thay đổi quyết minh hoàng nàng eo nói là ngươi thay đổi gặp mặt sau yêu tiểu manh cùng lục thời dữ vui mừng không thôi đồng thời hành lễ bái đại lễ nam tầm trêu ghẹo nói hành đại lễ liền không cần cho ta bao cái đại hồng bao đó là tiên tử thời dữ đều cùng ta nói về sau ta liền đồng thời cùng giống nhau xưng ngài một tiếng sư nương, yêu tiểu manh thẹn thùng nói, trọng nhìn lục thời giữ liếc mắt một cái. Lục thời giữ lôi kéo tay nạn, cảm kích nói, nếu không phải sư nương năm đó giật dây, ta cùng tiểu manh có lẽ cuộc đời này liền bỏ lỡ, đa tạ sư nương, ai? Ta nhưng không có giật dây, các ngươi suy nghĩ nhiều, nam tầm phủ nhận. Lục thời giữ cùng yêu tiểu manh liếc nhau, cười mà không nói, có phải hay không sư nương giật dây, qua nhiều năm như vậy, bọn họ sao lại không biết? yêu tiểu manh dọn ra mấy cái bình đào hoa nhưỡng, lôi kéo nàng nhất sùng bái tiên tử, hồ to không say không về. Đến sau lại, lục thời giữ cùng huyết minh từng người đứng ở một bên, nhìn nhà mình con ma men. Nam tầm cười ha hả mà vặn eo hừ ca, triều huyết minh vứt mị nhãn câu ngón tay, tới nhà tạo tác nha dù sao có bó lớn thời gian. Yêu tiểu manh nghe xong một lần liền học được, cũng đi theo sướng lên, so nam tầm thoáng rụt rè một chút, chỉ cho chính mình đạo lữ tặng thu ba lục thời giữ bất đắc dĩ đỡ trán huyết minh lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn nam tầm môi mỏng hơi sốc vẻ mặt sủng nịch dung túng chi sắc mặc kệ trăm năm ngàn năm nàng bất biến hắn cũng không biến có đôi khi duyên phận là một loại thực kỳ diệu đồ vật lục thời giữ tưởng nếu không phải sư nương cho hắn như vậy một cái nhiệm vụ hắn cùng yêu tiểu manh liền không có mặt sau này đó giao thoa bởi vì ở hắn trong ấn tượng yêu tiểu manh là hắn nhất tránh còn không kịp kia một loại nữ tu lớn lên mỹ lại quá kiều nhu giống hắn mẫu thân kỳ thật hắn mẫu thân là vị dịu dàng mỹ lệ nữ tử nhưng nàng đem tình yêu xem đến quá nặng đem phụ thân trở thành nàng thiên bởi vì lo được lo mất liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ cuối cùng trở nên ghen ghét xấu xí nữ nhân này đem vốn nên ngọt ngào sinh hoạt biến thành một tòa nhà giam đem chính mình vây ở bên trong cũng đem phụ thân hắn vây ở bên trong cuối cùng sống sờ sờ vây đã chết hai người người cả đời rất dài đặc biệt tu sĩ cả đời này trừ bỏ tình yêu còn có rất nhiều quan trọng đồ vật, hắn hy vọng chính mình tương lai bạn lữ có thể là một cái độc lập tự mình cố gắng tầm mắt trống trải nữ tu. Nếu tìm không thấy, kia liền tính, cùng yêu tiểu manh ngắn ngủn mấy ngày ở chung làm hắn đối này đổi mới, kia lúc sau hắn mới hiểu được, có người là không thể quan xem bên ngoài, nàng bề ngoài kiều nhu, nội tâm lại là một cái cực có chủ kiến nữ tử, nàng trong lòng không ngừng có tiểu tình tiểu ái, càng có tu tiên đại đạo, có người thiện lương qua đầu, nàng thiện lương lại gãi đúng chỗ ngứa. Nàng biết chiếu cố hắn lòng tự trọng, không ở trước mặt hắn nói hắn xấu, gặp được nguy hiểm, nàng không có một mặt mà giữ gìn hắn, mà là chờ hắn không đối phó được thời điểm lại ra tay giúp đỡ. Nàng nhìn đến thực nhân thú ấu tệ cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan, nghĩ phóng kia ấu thú một con ngựa, bởi vì nàng minh bạch, này ấu thú lớn lên lại đáng yêu cũng chỉ là ăn người yêu thú, hôm nay không giết chúng nó, ngày sau chúng nó liền sẽ nuốt rất càng nhiều tu sĩ. Ha hả nàng đánh nhau thời điểm cũng đơn giản thô bạo nhưng hắn có như vậy trong nháy mắt lại bị loại này đơn giản thô bạo hấp dẫn đương nàng nói chính mình thích khôn vân nguyệt hoa công tử muốn truy người nọ thời điểm lục thời giữ bị nàng đơn giản trắng ra dọa tới rồi nàng còn nói người nọ nhìn làm nàng rất muốn khi dễ lục thời giữ nghe được lúc sau dở khóc dở cười hắn người ở bên ngoài trong mắt thanh lãnh ít lời không dễ thân cận như thế nào đến miệng nàng liền biến thành làm người tưởng khi dễ chính là Đương nàng nói Nguyệt Hoa công tử nội tâm thực cô độc thời điểm, hắn lại ngơ ngẩn. Bọn họ gặp mặt bất quá hai lần, nàng thế nhưng từ hắn đáy mắt thấy được hắn nội tâm cô độc, hắn có đối hắn nhiều hơn chiếu cố trưởng môn, có âm thầm ái mộ hắn đông đảo sư tỷ muội còn có ở hắn sinh hoạt hắc ám nhất thời điểm cho hắn ấm áp thần bí sư phụ cùng không đáng tin cậy sư nương. Cho nên, hắn ở cô độc cái gì? Sau lại tưởng tượng, hắn tự hồ minh bạch, trưởng môn đích xác đối hắn nhiều có chiếu cố, nhưng ở hắn tu vi lại vô tiến bộ khi hắn đáy mắt chỉ có thất vọng chẳng sợ này tu vi đình trệ chỉ là biểu tượng cái này làm cho lục thời dưỡng minh bạch không có người sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo trưởng môn đối phụ thân hắn ký thác cực đại kỳ vọng cao phụ thân ngã xuống sau hắn liền đem hy vọng đặt ở vị này ái đồ con trai độc nhất trên người đương chính mình không đạt được hắn yêu cầu khi hắn tự nhiên sẽ thất vọng trong môn phái đích xác có đông đảo sư tỷ muội âm thầm ái mộ hắn nhưng này đó sư tỷ mùi nhiều là tu vi cảnh giới thấp hèn nữ tu những cái đó tu vi cao sư tỷ mùi nhóm có lẽ cũng sẽ nhiều xem hắn vài lần lại chỉ là bởi vì hắn xuất chúng diện mạo cùng kia làm người thổn thức liền đã lôi linh căng nếu là muốn các nàng cùng hắn kết thành đạo lữ các nàng định là không muốn hắn cũng đích xác có sư phụ cùng sư nương nhưng bởi vì môn phái quan hệ hắn cùng bọn hắn gặp mặt số lần cực nhỏ mặc kệ này đó đã cho hắn ấm áp người về sau sẽ trở nên như thế nào hoặc là này đó ấm áp cùng với loại nào mục đích, hắn đều bị ấm áp quá, cho nên, chẳng sợ thấy rõ hết thảy, hắn vẫn cứ tâm tồn cảm kích, chỉ là, hắn sẽ cảm thấy cô độc, vì che giấu này phân cô độc, hắn nỗ lực tu hành, 20 tuổi thời điểm liền đã đi vào nguyên anh cảnh giới, mọi người nếu là biết nhất định phải nói một câu tư chất nghịch thiên, chính là, so với những cái đó truy phủng, hắn càng nguyện ý thao quan mịt mờ. Nhìn đến những cái đó ngày thường xem thường hắn, cũng hoặc là những cái đó đáng thương hắn các sư huynh đệ, ở biết được hắn cảnh giới sau lộ ra khiếp sợ sùng bái biểu tình, hắn sẽ cảm thấy cao hứng sao? Cũng không sẽ, hắn chỉ biết cảm thấy không thú vị. Bất quá 20 tuổi, hắn liền đã xem hết này tu chân giới nhân tình ấm lạnh, nếu không phải sư phụ cùng sư nương, hắn đại để sẽ trở thành một cái nội tâm tan thương, lão nhân. Này phân cô độc hắn tạng đến như thế thâm, yêu tiểu manh lại thấy được. Nàng nói thích hắn, lục thời giữ lúc đầu khiếp sợ ngay sau đó cảm thấy buồn cười tưởng nàng hẳn là bị chính mình này phó túi da hấp dẫn thích thật sự nông cạn nhưng ở nghe được những lời này sau hắn bị xúc động có lẽ trên đời này thực sự có nhất kiến chung tình không phải thích một khối túi da mà là thích kia cụ túi da hạ linh hồn nàng nói hắn tu vi thấp không quan hệ có ta ai khi dễ hắn ta giúp hắn khi dễ trở về nàng còn nói hắn lớn lên tuấn ta cũng không kém chúng ta thực xứng đôi tự tin đến đáng yêu lục thời giữ đột nhiên có chút chờ mong lên chờ mong nàng muốn như thế nào đuổi theo cái này trong miệng nhất kiến chung tình nguyệt hoa công tử cùng yêu tiểu manh phân biệt là lúc lục thời giữ sinh ra một tia không tha chi ý cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc à nhưng thật ra nha đầu này đi được tiêu sái đến cực điểm khi đó hắn ở trong mắt nàng chỉ là cái sự bát quái thấp cảnh giới tu sĩ đích xác không gì hảo lưu luyến nàng nói muốn truy hắn lục thời giữ liền cho nàng một cái cơ hội cũng cho chính mình một cái cơ hội. Chỉ là hắn đợi hồi lâu cũng không chờ đến. Không vân môn không hảo tiếng, trừ phi chính hắn rời đi không vân. Hai tháng sau, lục thời giữ rốt cuộc động, chủ động cùng vài vị sư huynh để cùng nhau xuống núi rèn luyện. Yêu tiểu manh không biết từ chỗ nào được đến tin tức, thế nhưng cùng hắn tới cái xảo ngộ. Lục đào hữu, thật xảo, nàng triều hắn cười nói. Lục thời giữ trong lòng cười nhạo. Đối, thật xảo, hắn bất quá thay đổi cái thân phận yêu tiểu manh ở trước mặt hắn liền rụt rè rất nhiều, thoạt nhìn thật là cái ôn nhu đoan trang nữ tu, xứng đôi kia bích trần tiên tử chi xưng. Nhưng hắn gặp qua nàng trong lén lúc bộ dáng, nàng mặt sau cùng hắn nói chuyện khi, hắn liền cảm thấy thật là thú vị. Yêu tiểu manh đại để là tưởng chi khai hắn bên người mấy cái sư huynh đệ, chính là vài lần không có kết quả, nàng liền dứt khoát từ bỏ, cũng không kiên dè ánh mắt của người khác, tóm được cơ hội liền cùng hắn nói chuyện. Lục đạo hữu có thể thấy được quá ngàn năm địa hoàng tinh lục đạo hữu biết vừa rồi kia đầu yêu thú là cái gì cảnh giới cấp bậc sao lục đạo hữu nghe nói ngươi là lôi linh căng ngươi có thể ngự lôi sao lục đạo hữu hắn bên người vài cái sư huynh đệ nàng lại chỉ hỏi hắn một người bất quá mấy ngày nàng rụt rè liền không có chẳng sợ nàng đối hắn dị thường chú ý dẫn tới mặt khác sư huynh đệ thần sắc vi diệu nàng cũng không chút nào để ý nàng biểu hiện đến như thế rõ ràng liền kém đem thích hai chữ nói ra thế cho nên bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tu chân giới đã có chút danh tiếng bích trần tiên tử thích không vân cái kia thiếu niên thiên tài. Thiếu niên thiên tài này xưng hô bất quá một loại chăm chọc, ai đều biết hắn tu vi vẫn luôn đình trệ ở trúc cơ sơ kỳ, mà nàng khi đó đã là kim đan trung kỳ tu vi. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn kỳ thật là không xứng với nàng. Một tháng rèn luyện sau khi kết thúc, yêu tiểu manh rốt cuộc tìm được rồi cùng lục thời giữ đơn độc ở chung cơ hội. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt phấn thấu hồng, thấp giọng hỏi hắn, lục đạo hữu, ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, lục thời giữ ra vẻ khó hiểu, hỏi, nhìn ra cái gì, yêu tiểu manh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà trừng hắn, ta đều truy ngươi đuổi theo một đường, ngươi chẳng lẽ không biết ta thích ngươi. Cấp cái lời nói, ngươi cảm thấy ta người này như thế nào, không đợi hắn trả lời, nàng liền e thẹn mà tự hỏi tự đáp, ta cảm thấy chính mình khá tốt, tu vi cao, tính tình hảo, lớn lên cũng đẹp, xứng ngươi đủ rồi. Lục thời giữ trong mắt ý cười một lượt mà qua, nghiêm mặt nói, tiên tử tự nhiên cực hảo, chỉ là chúng ta ở chung thời gian cực đoạn, lẫn nhau còn không phải thực hiểu biết, yêu tiểu manh tóm được lời này trung lỗ hổng, lập tức trả lời, đúng vậy, ta cũng cảm thấy chúng ta ở chung thời gian cực đoạn, cho nên chúng ta không bằng nhiều ở chung ở chung. Sau đó, nàng cấp ra một cái tự nhận là thập phần hoàn mỹ kiến nghị, không bằng lục đạo hữu mỗi tháng đều ra tới rèn luyện như vậy ba bốn ngày, lục thời giữ cười khẽ. Ở nàng ngay người khi hơi hơi gật đầu. Môn phái đệ tử xuống núi đúng là chuyện thường, có rất nhiều vị rèn luyện, có rất nhiều vị ngắt lấy linh thảo, lấy này đổi lấy linh thạch, chỉ cần ra ngoài thời điểm báo bị cấp chấp sự trưởng lão liền có thể. Cứ như vậy, hai người ở chung số lần nhiều lên, theo hắn đối yêu tiểu manh hiểu biết càng ngày càng nhiều, hắn liền càng ngày càng thích cái này thật tình nữ tử. Đến sau lại, hắn thế nhưng không thỏa mãn kia mỗi tháng ngắn ngủn mấy ngày. Nguyệt Hoa công tử là thanh lãnh rụt trè, nhưng sự bát quái dư nhật thốn lại không phải trước kia ra ngoài hắn đều dùng mặt nạ che lấp thân phận sau lại hắn không thích mang mặt nạ sửa vì dùng dương nhật thốn thân phận khắp nơi lắc lư tìm kiếm chính mình cơ duyên cũng chờ đợi có thể cùng yêu tiểu manh tới cái xảo ngộ đáng tiếc ông trời cố tình không cho hắn như ý hắn xác thật xảo ngộ một người rất nhiều lần nhưng người nọ lại không phải yêu tiểu manh mà là tô vị ngữ vài lần xảo ngộ tô vị ngữ biểu hiện ra sát phạt quyết đoán làm lục thời giữ thập phần thưởng thức bất quá đại để là bởi vì trong lòng đã trước trang một người mặc kệ sau lại lại như thế nào xảo ngộ này tô vị ngữ trong lòng lại như thế nào thưởng thức nàng hắn đối tô vị ngữ đều không có càng sâu một bước cảm tình cuối cùng một lần xảo ngộ tô vị ngữ cùng hắn nói nàng liếc mắt một cái liền xuyên qua hắn cải trang hắn thật là ấu trĩ đến cực điểm lục thời giữ cảm thấy nữ nhân này thật sự không đáng yêu mệt hắn ngay từ đầu cảm thấy người này thú vị trong đầu có như vậy trong nháy mắt còn toát ra quá một cái ý tưởng nếu hắn về sau có đạo lữ, nhất định phải giống này tô vị ngữ giống nhau cơ trí bình tĩnh. Này nữ tử đích xác cơ trí bình tĩnh, nhưng muốn thật tiền nạn như vậy làm đạo lữ, hắn ngày sau phỏng chừng đến mệt chết. Tiểu manh như vậy thật tốt, sát phạt quyết đoán có, ông nhu tiểu ý cũng có, hắn thích bộ dáng, nàng đều có, hắn đối nàng không phải nhất kiến chung tình, lại từ từ tình thâm. Mười năm sau, yêu tiểu manh đi vào nguyên anh cảnh giới, trở thành kình sơn thứ bảy mươi ba phong phong chủ sau đó một thân bích y nữ tử trực tiếp xông lên khôn vân đối với khôn vân cao giọng nói lục thời dữ ta lấy kình sơn thứ bảy mươi ba phong vì xính tiến đến cầu thú ngươi làm ta đạo lữ ngươi đáp ứng không thanh âm kia lấy linh lực phóng đại vang vọng toàn bộ khôn vân kia một ngày lục thời dữ thành toàn bộ khôn vân trò cười chính là lục thời dữ bản nhân lại thoải mái cười to sau khi cười xong hắn hoàn toàn khôi phục chính mình nguyên anh đỉnh đại viên mãn tu vi cao giọng đáp ta ứng Thương vô ngôn là cái phong lưu phôi, hắn sở dĩ như vậy phong lưu, lại nói tiếp cũng là có nguyên nhân. Thương vô ngôn còn ở phạm nhân giới thời điểm, là cái phú thương chi tử, hắn cha tránh vàng nhiều đến có thể sử dụng cái rương nâng. Người một nhiều liền thích khoe khoang, hắn nơi cái kia quốc gia, nữ nhân nhiều ít đó là một người nam nhân thành công tiêu chí, hắn cha cưới hắn nương lúc sau. Trước sau hướng trong phòng nâng không dưới 10 cái di nương, là địa phương nhất ngưu bẻ nam nhân, có thể nói nhân sinh người thắng, bởi vì địa phương phong tục, hắn nương rất là hiền huệ đoan trang hắn cha hướng trong phủ nâng nữ nhân thời điểm hắn nương so với ai khác đều cao hứng lúc ấy thương vô ngôn vẫn là cái tiểu thí hài bảy tuổi đại ngày thường lớn nhất yêu thích trừ bỏ chơi vàng chính là xem mỹ nhân hắn đã chịu cha mẹ ảnh hưởng trong lòng đối nữ nhân không lớn coi trọng cảm thấy nam nữ hoang ái việc đúng là bình thường nữ nhân chính là dùng để lấy lòng nam nhân cộng thêm giúp chồng dạy con tám tuổi khi thương vô ngôn bị tu chân giới tới tiên trưởng nhìn trúng từ biệt thế gian cha mẹ, từ đây bước vào tu chân giới. Hắn lúc đi, hắn cha mẹ khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nhưng là thương vô ngôn lại phiết phiết miệng nhỏ. Hắn lão cha như vậy nhiều nữ nhân, chờ đến ngày sau có mặt khác nhi tử, nơi nào còn nghĩ đến khởi hắn. Thương vô ngôn khi còn nhỏ tam quan vốn dĩ liền oai, thuộc liêu sau lại lại bái nhập hợp hoang phái. Này hợp hoang phái nghe là tu chân đại phái, nhưng kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều khinh thường hợp hoang phái đệ tử, chỉ vì hợp hoang phái không khí thật sự không tốt. Trong môn phái các sư huynh sư tỷ ở không ký kết đạo lữ dưới tình huống liền song tu, mấy ngày nay cùng cái này song tu, quá đoạn thời gian lại cùng cái kia song tu. Nói câu khó nghe, này cùng trong hoa lâu cô nương cùng tiểu quan có gì khác nhau, thương vô ngôn ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, lại như thế nào trông cậy vào hắn trưởng thành một cái nhiều chính trực mầm. Hắn sinh đến hảo, mới 15, 16 tuổi liền đã mê hoặc không ít sư tỷ nhưng thương vô ngôn không khéo cực kỳ, 15 tuổi tính toán cho chính mình phá thân thời điểm, tiền chính là bọn họ hợp hoang phái một vị lớn lên đẹp nhất sư tỷ. Một buổi tham hoang, từ đây, hoang đường không ngừng, hợp hoang phái xong tu chú ý cái ngươi tình ta nguyện, hắn cũng cực có phong độ, cũng không ăn cường vặn dưa. Sau lại, hắn lớn chút, đối việc này cũng càng thêm bắt bẻ, đều không phải là ai đều có thể, mà là chọn lựa kỹ càng. Thương vô ngôn rất sợ nữ nhân cuốn lên hắn, hắn thích chính là bách hoa tùng, cũng không phải bụi hoa trung bất luận cái gì một đóa, cho nên, liền tính chủ động thông đồng khác nữ tu, hắn cũng sẽ trước quan sát đối phương là loại người như vậy, chuyên tình si tình hắn không chọc, ngày ngô tiểu quả táo hắn cũng không chọc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có trượt chân một ngày, nhập ma đạo lúc sau, hắn hành sự càng thêm bừa bãi tùy ý, ma vực nữ tu cũng so tu chân giới phóng đến khai, hắn có thể tùy tiện trêu chọc, nhưng các nạn cũng càng tham lam ý đồ từ kia một buổi tham hoang trung được đến cái gì làm một cái đủ tư cách tình nhân thương vô ngôn sẽ đối xử tử tế mỗi một vị cùng hắn từng có quan hệ nữ tu nói đến cùng này cũng không phải một giao dịch mà thôi ai cũng không thể so ai cao thượng trở thành tiếu diện ma quân lúc sau hắn có càng nhiều rượu ngon cùng mỹ nhân nhi nhưng hắn chưa bao giờ lưu người cộng miên hắn ngẫu nhiên sẽ tưởng có hay không như vậy một ngày hắn sẽ cho phép nữ nhân cùng hắn cùng chung chăn gối đương hắn đêm khuya mộng hồi đều có thể nhìn đến bên người nằm cùng cá nhân. Khi ý tưởng bất quá một cái chớp mắt mà qua, hắn tự giễu cười. Có ai sẽ yêu hắn như vậy phong lưu đa tình nam nhân, sẽ bồi cái này phong lưu đa tình nam nhân bạch đầu giai lão, có đôi khi liền chính hắn đều sẽ chán ghét chính mình, huống chi người khác, hy vọng xa vời có cái nữ nhân bồi ở hắn bên người cả đời, còn không bằng hy vọng xa vời tiểu mặt nhi vĩnh viễn bồi hắn. Nó là hắn ma sủng, nó lại như vậy thích dán hắn, có lẽ, bọn họ thật có thể làm bạn cả đời. Đêm đó, hắn không cẩn thận uống nhiều quá, mơ mơ màng màng nhìn thấy phía trước đứng cái cả người trần trụi mỹ nhân nhi. Nàng lớn lên cùng trong cung điện những cái đó nữ ma tu đều không giống nhau, thanh thuần trung lộ ra một tia vũ mị, chính xấu hổ nhìn hắn. Thương vô ngôn nhớ rõ, trong phòng cũng không có nữ nhân, bởi vì phía trước mỹ nhân bị hung hãn tiểu mặt nhi cắn một ngụm, rời đi. Mà cung thị nữ đều biết, hắn nhất sủng này chỉ ma hồ, liền tính bị nó cắn hạ mấy khối thịt, các nàng cũng không dám nhiều lời một câu. Chính là, hiện giờ tiểu mặt nhi không thấy, trong phòng lại trộm tiền nhập một cái nữ ma tu, còn không cần hắn động thủ, chính mình liền trước một bước quần áo tẩn cởi. Thương vô ngôn khẽ cười một tiếng, một tay đem mỹ nhân nhi ôm vào trong lòng, kia mỹ nhân nhi hoảng sợ, duỗi tay đẩy hắn, đừng, ta là, tiếp theo nháy mắt hắn đã ngăn chặn nàng miệng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi nháy mắt trừng lớn mắt, chinh lăng một hồi lâu sau, bắt đầu chậm rãi đáp lại hắn. Nàng trúc trách làm thương vô ngôn thực thích, tuy rằng cảm thấy toàn bộ ma cung nữ ma tu đều không thể giữ lại nguyên âm, hắn vẫn là bị nàng lấy lòng tới rồi. Sau lại, nàng ấm ơ mà cùng hắn được rồi cá nước thân mật, hắn khiếp sợ, nàng thế nhưng thật sự giữ lại nguyên âm chi thân. Nhưng một cái chớp mắt khiếp sợ lúc sau, nữ tử đã ngượng ngùng mà ông lấy hắn, thanh âm mềm nhẹ mà gọi hắn chủ nhân. Nghe nàng thanh âm, Thương vô ngôn vốn là có chút choáng ván đầu óc xem nhẹ trong đó các loại điểm đáng ngờ, đem trận này cá nước thân mật tiến hành rốt cuộc. Một đêm qua đi, hắn còn đang suy nghĩ, về sau trong khoảng thời gian này liền đem nàng lưu tại bên người, hắn thích nàng ngây ngô cùng cặp kia nóng rực đôi mắt, nhưng mà... Chờ hắn tận mắt nhìn thấy đến trong lòng ngực nữ tử biến trở về sông đuôi ma hồ hậu, hắn trong đầu ầm vang một tiếng, hoàn toàn chỗ trống, vẫn là nho nhỏ một đoạn, nhưng kia nho nhỏ một đoàn cư nhiên làm ra nhân tính hóa thẹn thùng biểu tình móng vuốt nhỏ đạp lên hắn trên đùi miệng phun nhân ngôn chủ nhân đêm qua tiểu mặt nhi hảo thẹn thùng cũng thực vui vẻ khó trách chủ nhân luôn là cùng các nàng làm loại sự tình này thật sự thực nhưng là về sau chủ nhân chỉ có thể cùng ta làm loại sự tình này tiểu mặt nhi nguyên âm đều bị ngươi hái ngươi nhìn đến phụ trách thương vô ngôn nhìn ngồi sổng trên đùi kia chỉ tiểu ma hồ vẻ mặt mộng bức thanh âm cùng tối hôm qua thượng kia thẹn thùng mỹ nhân nhi, giống nhau như đúc. Sau đó, hắn đáng xấu hổ mà chạy thoát. Mấy ngày tránh mà không thấy, giả vờ đã quên chuyện đó nhi, chờ đến sau lại tránh cũng không thể tránh, hắn liền cố ý làm trò nàng mặt cùng người khác khanh khanh ta ta, hy vọng làm nàng thấy rõ hắn phong lưu bản tính. Thương vô ngôn không phải không có chú ý tới nàng bị thương biểu tình, nhưng hắn vẫn là nhẫn tâm mà làm như không thấy. Hắn cho rằng chính mình là vì tiểu mặt nhi hảo, lại trước nay không có nghĩ tới, như vậy hắn có bao nhiêu thương nàng tâm. Ngày đó, nàng khóc lóc hỏi hắn, rốt cuộc có thích hay không nàng, không thích vì sao phải như vậy đối nàng, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, nàng cùng này đó nữ nhân là giống nhau. Thương vô ngôn đa tình không biết bao nhiêu lần, cô đơn tuyệt tình kia một lần, hắn nói không thích, một đêm kia, nàng cùng này đó nữ nhân là giống nhau. Sau đó, nàng không thấy, hắn tiểu ma hồ rời nhà đi ra ngoài, ước chừng 5 năm, năm không có trở về, có lẽ cả đời đều sẽ không đã trở lại chờ nàng đi rồi hắn mới bắt đầu hối hận hắn bắt đầu hồi tưởng trước kia điểm điểm tích tích hồi tưởng nàng giáng bộ dáng gián của hắn sau lại hắn mới hiểu được hắn khả năng thật sự đối nàng động tình chỉ là hắn không dám thích nàng liền chính hắn đều không tin chính mình lại như thế nào làm như vậy chính mình đi ái người khác năm năm hư không tịch mịch làm hắn tính tình trở nên hỉ nộ vô thường hắn không hề thích mỹ nhân chỉ có rượu ngon làm bạn thẳng đến nam tầm cùng đằng huyết minh tới chơi hai người chi gian nồng hậu cảm tình làm hắn nguyện ý nếm thử một lần có lẽ vì hắn tiểu mặt nhi hắn có thể đem chính mình trở nên càng tốt thương vô ngôn tìm được tiểu mặt nhi thời điểm nàng hơi thở thoi thóp mà nằm trong vũng máu hắn đại kinh thất sắc trái tim sậu đình này trong nháy mắt hắn nghĩ tới chính mình nhập ma ngày đó tình hình hợp hoang phái đối hắn vô tình chỉ có nàng bất quá hết thảy mà che chở hắn nguyên lai từ khi đó khởi nàng ở trong lòng hắn cũng đã không thể thay thế. Thương vô ngôn dùng ước chừng 50 năm mới đưa tiểu mặt nhi thân mình hoàn toàn dưỡng hảo. Sau lại, bọn họ ở bên nhau. Thương vô ngôn, ngươi hôm nay có phải hay không xem cái kia nữ ma tu? Ta xem ngươi đôi mắt đều dính trên người nàng, tức giận tiểu mặt nhi chống nạnh rống to, bộ dáng hung hãn đến cực điểm. Thương vô ngôn đào đào chính mình lỗ tai, cười ha hả nói, sao có thể, ở lòng ta ngươi đẹp nhất, nữ nhân khác đều không kịp ngươi một cây ngón chân đầu tiểu mặt nhi lập tức vui vẻ ra mặt thương vô ngôn khinh thân mà thượng loại này thời điểm cái gì đều không cần nhiều lời tới một hồi liều chết triền miên hoang ái dùng thân thể nói cho nàng chính mình chỉ đối nàng cảm tính thú hắn cưới cái tiểu hãng thê nhưng là nàng thực hảo hống hắn thực ái nàng về sau có lẽ sẽ càng ngày càng yêu nam tầm cùng huyết minh ở ma vực lại lãng trăm năm sau mới đồng thời phi thăng chờ này hai người phi thăng thượng giới sau ma vực chúng đám ma tu hoang hô không thôi chính là này hai chính là này hai cái không biết xấu hổ, cả ngày nị nị oai oai toàn chết cá nhân. Ngươi nói ngài nhị lão đều nị nị oai oai hai trăm năm, còn không cảm thấy chán ngấy như sao, cũng không biết có phải hay không đã chịu ma hoàng cùng ma hậu ảnh hưởng, tam đại ma quân có chính mình bạn lữ lúc sau cũng bắt đầu nị oai. Tiếu diện ma quân cùng nhà hắn vị kia hãng thê mỗi ngày đều có thể xả ra một đống gà bay chó sụ thú sự, nhìn là ở âm ỉ, kỳ thật ngọt nị đến làm người giận sôi. Hỏa Vũ Ma Quân cùng nhà nàng kia cây đồ cổ thụ liền càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là hai cái lão không biết xấu hổ. Vấn Tâm Ma Quân hơi chút hảo một chút, nhân gia tốt xấu là đóng cửa phòng lại nị oai. Đúng rồi, hắn vị kia tiểu Kiều Thê nhưng đến không được, nghe nói là tu chân giới một thiên tài tu sĩ, không chỉ có có được hỏa linh căn, còn có được mấy vạn năm khó gặp Nhật linh căn. Như vậy cái mấy vạn năm khó gặp Nhật linh căn thiên tài cư nhiên thành bọn họ ma quân tức phụ, mặt danh tự hào a à ha 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 có sủng thê cùng ma ma hoàng cùng vô tiết tháo tam ma quân lãnh đạo, toàn bộ ma vực đều có thể ngửi được luyến ái toan xuống mùi vị, nhưng mà ma tu trừ bỏ này mấy cái kỳ ba, dư lại đều là một ít phóng đảng người, chú ý chính là có nhạc tưởng nhạc, chủ nghĩa duy tâm, cho nên đặc chịu không nổi loại này toan xuống mùi vị. Hiện giờ này đi đầu phát tán luyến ái toan xuống mùi vị ma hoàng trốt cuộc lăng đến thượng giới đi, bọn họ có thể nào không vui hô, lại nói nam tầm cùng huyết minh, hai người tuy rằng cùng nhau phi thăng, lại là các cư đầy đất. Mau phi thăng thời điểm, nam tầm về tới kình sơn thanh trúc phong, làm cho toàn bộ tu chân giới đều nhìn đến kia phi thăng tiên quan xuất từ kình sơn. Nam tầm này cử rất lớn cấp kình sơn dài quá mặt, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đều cười đến miệng đều khép không được. Khi cách ba nghìn nhiều năm, tu chân giới rốt cuộc lại có người phi thăng, người này còn xuất từ kình sơn, quả thật hỷ sự một cọc. Bọn họ kình sơn ít nhất còn có thể lại đương năm nghìn năm tu chân giới lão đại nam tầm ở một chúng đệ tử lễ bái trung phi thăng thượng giới đương nàng quan sát dưới chân núi sông lại một lần cảm nhận được trời đất này diện tích rộng lớn không nghĩ tới ta nam tầm một ngày kia thành chân tiên ha 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 quá điếu tạc thiên trong không gian tiểu bác yên lặng trợn trắng mắt nếu không phải huyết minh đại đại ngươi nha lại quá một vạn năm lại tưởng này phi thăng chuyện này đi nam tầm vị liệt tiên bang bị tiên giới quân thượng phong làm bạch liên tiên tử chưởng quản bạch liên trì không biết đại khái cho rằng nạn là cái bạch liên hoa tiên bởi vì cùng huyết minh ước hảo cùng nhau phi thăng lại không chờ đến hắn nam tầm không cấm buồn bực mà lúc này toàn bộ tiên giới lại bởi vì một sự kiện oanh động liền ở hôm nay mà giới phi thăng một vị đại ma đầu nghe nói kia đại ma đầu lợi hại lợi hại mới vừa đến ma giới liền khiêu chiến ma giới chi chủ ma tôn dễ dàng đem kia ma tôn cấp xử lý chính mình thay thế hiện giờ kia ma giới đã dễ chủ Nam tầm khóe miệng vừa kéo. Nàng không nghĩ dùng đều biết này tân ma tôn là ai. Huyết minh này vương bác đảng cư nhiên không có phi thăng tiên giới, mà là đi ma giới. Cái này kẻ lừa đảo, còn lừa nàng nói chính mình là chính thống yêu tu, sát khí như vậy nùng chỉ là trời sinh tự mang. Chính thống yêu tu sẽ mẹ nó phi thăng đến ma giới. Ma giới tân ma tôn như thế thích vết chóc, làm cho tiên giới nhân tâm hoảng sợ. Lần trước tiên ma đại chiến đã là mười vạn năm phía trước. Lúc ấy hai bên toàn ngã xuống không ít đại tướng, hiện giờ một màn này không ngờ lại muốn trình diễn. Tiên giới quân thượng lập tức bắt đầu điểm binh điểm tướng, giữ nghiêm tiên giới các nơi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này mà giới đột nhiên đại sứ giả, mà giới sứ giả trình lên một phần cầu thân thư, cộng thêm 180 gánh xính lễ. Những cái đó xính lễ đó là tiên giới này đó tiên trưởng gặp qua lúc sau cũng muốn mắc thèm không thôi. Đây là muốn đem thất giới bảo vật đều dọn trống không tiếc tấu a. À. Cầu thân thư triển khai, Tân Ma Tôn trầm thấp thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Ma Tôn đằng huyết minh cầu thú tiên giới bạch liên tiên tử, thất giới chí bảo vị xính, tiên ma hai giới từ đây giao hảo. Chúng tiên khiếp sợ. Một phen tranh luận lúc sau, bạch liên tiên tử chủ động đồng ý việc này. Vì thế, vừa mới vị liệt tiên ban bạch liên tiên tử oanh oanh liệt liệt mà gả vào ma giới, này đại nghĩa cử chỉ còn bị tái nhập tiên giới sách sử trung. Tiểu bác, thí cái đại nghĩa cử chỉ, này hai hóa vốn là có tư tình bạch liên tiên tử gả vào ma giới lúc sau khổ bức ma giới chúng ma tiếp ma vực chúng ma tu ban ngày ngày ăn cẩu lương tầm tắt đến cực điểm nam tầm vốn tưởng rằng ma giới là cái loại này trời đất tối sầm địa phương sau lại mới phát hiện nơi này chỉ là ban đêm sau ban ngày trường thôi nàng cung huyết minh sở trụ ma cung là trực tiếp cậy của ma tôn xa hoa không thôi chung quanh cảnh sắc cũng cực mỹ trồng trọt rất nhiều mỹ lệ ma thực này đó ma thực ở ban đêm sẽ chợt lóe chợt lóe mà phát ra ánh huỳnh quang nối thành một mảnh mỹ đến giống một uông ánh huỳnh quang chi hải nam tầm đặt mình trong này ma thực trong rừng nhìn kia chợt lóe chợt lóe ánh huỳnh quang có chút thất thần nhoáng lên đó là một ngàn năm trong lúc này nàng cùng huyết minh tựa như tầm thường phu thê giống nhau ân ái ngọt ngào bởi vì nàng có cái thập phận to lớn mục tiêu hai người có gần nửa thời gian đều ở tu luyện tu luyện thời gian lại có hơn phân nửa thời gian là ở sông tu tiểu nhật tử quá đến không biết xấu hổ bất quá nam tầm ở có càng phong phú lịch duyệt lúc sau cuối cùng là thấy rõ một sự thật vô luận nàng như thế nào tu luyện nàng đều không thể đạt tới huyết minh độ cao đặc biệt là tự do xuyên qua ba nghìn thế giới gì đó đối nàng tới giảng chính là cái chê cười đó là thần giới thần đều không thể dễ dàng xuyên qua đến thế giới khác huống chi nàng một cái nho nhỏ tiên tầm tầm ngươi suy nghĩ cái gì Quyết minh một cái thuấn di đi vào nàng bên cạnh, cánh tay dài duỗi ra, động tác quen thuộc mà ông lấy nàng vòng eo. Không có gì, nhật tử quá đến quá thoải mái, liền bắt đầu thu buồn thương xuân, nam tầm cười khẽ. Huyết minh phản phất biết nàng ở thương cảm cái gì, không cấm nói, hiện giờ ta thần hồn đã hoàn toàn cùng thân thể hòa hợp nhất thể, tầm tầm muốn đi chỗ nào ta đều có thể mang ngươi đi. Nam tầm lắc đầu, lại muốn xé rách hư không, lại muốn hộ ta, quá nguy hiểm A Minh. Nói, nàng than một tiếng, làm như trong lúc lơ đãng hỏi khởi, gần nhất ta luôn có loại kỳ quái cảm giác, giống như ta đã quên cái gì chuyện quan trọng, chính là ta như thế nào đều nhớ không nổi, A à, Minh biết là chuyện như thế nào sao? Huyết Minh ánh mắt hơi lóe, ôn nhu mà xoa xoa nàng đầu, nếu là chuyện quan trọng, về sau tổng hội nhớ tới. Nam tầm khóe miệng nhẹ công, kia nếu vẫn luôn đều nhớ không nổi, như vậy cũng không quan hệ sao, Huyết Minh chỉ nói, sẽ nhớ lại tới. Nam Tầm không có lại tiếp tục cái này đề tài, đột nhiên cùng hắn nói, A Minh, ta giống như lại thèm ăn. Huyết Minh cười nhạo, sủng nịch hỏi, lần này lại muốn ăn cái gì? Nam Tầm hướng hắn chớp chớp mắt, ngươi đoán, ta đoán không được, Tầm Tầm thích ăn đồ vật quá nhiều. Nam Tầm nhạc nói, ta tưởng uống đào hoa phong vu trưởng lão ủ đào hoa rượu, A Minh đi kình sơn vì ta muốn mấy đàn đi, hiện tại liền đi, mau mau. Huyết Minh đạm cười, hảo, ta đây liền đi, xoay người hết sức, nam nhân đôi mắt một thâm, hắn đã nhận ra cái gì, nhưng hắn cái gì đều không có hỏi, dây lát liền xé rách hư không đi rồi, chờ hắn vừa đi, nam tầm trên mặt ý cười chậm rãi liễm khởi. Nàng nhìn chầm chầm trên cổ tay vòng ngọc, nói câu, xích huyết đằng xà thiên hạ đệ nhất thần thú. Nàng này thân thể cũng coi như là cùng nàng nguyên thần hòa hợp nhất thể, đó là tiến vào vòng ngọc cũng sẽ không thân hồn chia lìa. Tiểu bác nhìn đến nàng sau thực bình tĩnh, này nghìn năm qua, nam tầm cũng không phải lần đầu tiên tiến vào chỉ là nó trúng huyết minh đại đại chiêu ở nàng trước mặt một câu đều nói không nên lời bất quá hôm nay nam tầm nhìn chằm chằm nó ánh mắt phá lệ bất đồng nàng đột nhiên mở miệng tiểu bác đi thế giới tiếp theo nghe được lời này tiểu bác cả kinh trực tiếp từ thú thể biến thành hình người hắn miệng giật giật hiển nhiên làm ra đờ mờ hai chữ khẩu hình tiểu bác miệng động a động thiên a nam tầm ngươi khôi phục ký ức lạp khi nào khôi phục Nam tầm nhàn nhạt nói, lần trước sông tu là lúc, kia khóa trụ ta ký ức phong ấn đột nhiên liền phá. Thế giới này lãng lâu lắm, đổi cái thế giới lãng đi, tiểu bác, cứ như vậy đi rồi, huyết minh đại đại sẽ không tức giận sao? Nam tầm ha hả một tiếng, tức giận chẳng lẽ không nên là ta sao? Hắn dựa vào cái gì thiện làm chủ trương phong tỏa ta ký ức, ta biết hắn động cơ, cũng lý giải, nhưng trong lòng vẫn là thật khó chịu, lúc trước ta là không thể không lừa hắn, hắn lại là tính toán tỉ mỉ lừa gạt ta này như thế nào giống nhau hỗn đảng này đem ta giống cái ngốc tự giống nhau chơi đến xoay quanh ngươi nói ta có nên hay không sinh này lão dâm xà khí tiểu bác câm miệng không dám nói là nhìn ngươi này túng hình dáng ngươi sợ hắn ta nhưng không sợ hắn ngay sau đó nam tầm đã là nguyên thần xuất khiếu nàng đem này phó thân thể lưu tại sao trời không gian cũng ở thân thể bốn phía bày ra tụ linh trận lấy linh khí tẩm bổ tiểu bác trợn trắng mắt cùng huyết minh đại đại một cái tính tình, ta này sao trời không gian đều mau thành các ngươi kho thân thể két sắt. Nam tầm nhìn chầm chầm kia cụ quen thuộc vô cùng thân thể, nói, này thân thể là căn cứ ta nguyên thần đúc lại ra tới, không coi là thế giới này đồ vật, ta trước gửi ở nơi này, tiểu bác lại tưởng trận trắng mắt, lại vào lúc này, hắn đột nhiên thu được một đợt công đức giá trị, đơ mơ. Sao lại thế này, ta như thế nào thu được công đức giá trị? Ngao 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 tuy rằng không có trong tưởng tượng nhiều, nhưng cũng không ít. Nam tầm bình tĩnh nói, ta cùng A Minh phu thê ngàn năm, trên người hắn công đức giá trị đã có gần nửa độ đến ta trên người, đến nỗi dư lại, ha hả, ta không tính toán muốn, thu được một đợt công đức giá trị lệnh tiểu bác trên người hiện lên một đạo kim quang, hắn ngửa đầu hướng lên trời trống to, vừa mới bắt đầu không thanh âm, nhưng gào thét gào thét, thanh âm kia liền như là đột phá cái gì trở ngại, quanh một tiếng vọt ra, ngao. Nam tầm điếu tạc thiên gia phá tan huyết minh đại đại ngôn chú có thể cùng ngươi nói chuyện mị ha ha tiểu bác việc này không nên chậm trễ chạy nhanh rời đi thế giới này hắn mau trở lại được rồi sau đó một người một thú nói lưu liền lưu ở nam tầm bị tiểu bác đưa đến tân thế giới thời điểm đại để là bởi vì trước thế giới tu luyện thành công nàng mơ hồ cảm giác được ngực ấn ký trung bỏ chạy một sợi cực đạm thần thức nếu không phải kia ấn ký liền khắc vào nàng nguyên thần thượng nàng cũng cảm thụ không đến. Lão dâm xà, khó trách ngươi không có sợ hãi, ta đến chỗ nào, ngươi thần thức liền đến chỗ nào, ta bám vào người thời điểm, ngươi thần thức cũng bám vào người. Nhưng này lại như thế nào, lần này ta xuyên thành người qua đường giáp, cũng không chủ động tiếp cận ngươi, ta xem ngươi như thế nào tìm được ta. Hừ, nam tầm tỉnh lại thời điểm chính ghé vào trên bàn sách, phía trước laptop đã hát bình. Nàng che che chính mình ngực, cảm giác thực không thoải mái. Tiểu bác, sao lại thế này, nằm tầm kêu gọi tiểu bác. Tiểu bác giải thích nói, lần này nguyên chủ sau khi chết cũng không có cái gì chấp niệm, cho nên ngươi là ở nàng linh hồn vừa mới ly thể, thân thể còn chưa mất đi sinh khí thời điểm tiến vào. Nguyên chủ là cái trạch nữ, võng nghiện rất nghiêm trọng, hai ngày này suốt đêm chơi game, một giây trước chết đột ngột. Tiểu bác giải thích thời điểm, Nam tầm cũng đứt quản mà tiếp thu nguyên chủ ký ức. Này sinh hoạt quá đến thật đúng là hỏng bét, nguyên chủ có một cái, ân, rất đàn ông tên, Tần ca, nghe nói, vốn là kêu tần ca, kết quả thượng hộ khẩu thời điểm thượng sai rồi, sau lại đâm lao phải theo lao, tên này nhi một đường gọi vào hiện tại. Khi còn nhỏ tần ca bởi vì tên này nhi còn nháo ra không ít chê cười, khi đó tần ca sẽ khóc vừa khóc làm ồn ào, làm ba mẹ cho nàng sửa cái danh, chính là trong nhà nghèo a, à, luyến tiếc hoa kia mấy cái tiền nhi, hơn nữa tần mụ mụ cảm thấy hoàn toàn không gì ảnh hưởng, liền không quản. Sau lại tần ba ba sinh ý làm đi lên, trong nhà có điểm nhi tiền trinh, nhưng tần ca sớm đã đại danh truyền xa, liền tính sửa lại cũng không ý gì, mà tần ca chính mình cũng thói quen. Đại để là đã chịu tên ảnh hưởng, tần ca thật đúng là triều giả tiểu tử phương diện phát triển, nội tâm ở một cái tháo hán tử. Nàng ba mẹ cho nàng sinh cái đệ đệ sau, đối nàng chú ý càng ngày càng ít, tần ca khảo cái rời nhà rất xa nhị lưu đại học, vốn định tốt nghiệp sau tìm phân hảo công tác, ở cái này thành thì cắm rễ, đáng tiếc, hiện thực xa không có nàng trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Đại học thời điểm Tần ca bài chuyên ngành học được không tốt, cao không thành thấp không phải, tốt nghiệp suốt một năm đều không có tìm được một phần vừa lòng công tác. Nguyên chủ ba mẹ biết sau cũng không nói gì thêm, chỉ là mỗi tháng đúng giờ cho nàng đánh sinh hoạt phí. Tần ca vừa mới bắt đầu còn cảm thấy thực cảm thấy thẹn, sau lại thế nhưng yên tâm thoải mái, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày mà tìm công tác, thời gian nhàn hạ chơi chơi game sau lại một không cẩn thận phát hiện một khoản kêu thần tôn võng du từ đây xa vào với trò chơi vô pháp tự kiềm chế đơn giản liền công tác cũng không tìm mỗi ngày trạch ở thuê tới căn nhà nhỏ chơi game trong sinh hoạt nơi chốn vấp phải trắc trở sống được hèn nhát nhưng nàng ở võng du trung lại hỗn đến hô mưa gọi gió võng du người kia thành tầng ca tinh thần ký thác có đôi khi nàng cảm thấy võng du thế giới mới là chân thật thế giới hiện giờ nàng bởi vì suốt đêm chết đột ngột trong phòng có lẽ chờ đến thi thể có mùi thúi mới có thể bị người phát hiện, nghe cũng là thật đáng buồn. Thân thể này quá không xong, ta hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là hảo hảo ngủ một giấc. Tiểu bác, cho ta uy viên tích cốc đan. Tiểu bác, ngươi nhà thật đúng là không khách khí. Nam tầm, ha hả, ở trước thế giới ngốc qua sau ta mới phát hiện ngươi những cái đó đang dược đều không tính gì, cho nên ngươi cũng đừng keo kiệt. Tiểu bác, liền trò chơi giao diện đều lười đến quan, nam tầm trực tiếp đảo đến trên giường chuẩn bị ngủ cái trời đất tối sầm. Một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Nam tầm duỗi người, đi phòng tắm chiếu chiếu chính mình này khuôn mặt, chợt vừa thấy đến trong gương người nọ, nam tầm bị hoảng sợ. Màu da phát tóc vàng ám, quần thâm mắt rất nặng, nhìn một bộ quẻ oải không phấn chấn lại dinh dưỡng bất lương bộ dáng, một đầu áo choàng tóc dài dầu mỡ, cũng không biết bao lâu không giặt sạch, kỳ thật nguyên chủ ngay từ đầu là tóc ngắn, giả tiểu tử cái loại này, sau lại lười đến ra cửa cắt tóc, vẫn luôn lưu a lưu, một không cẩn thận liền biến thành tóc dài. Trên người khoác một đầu dầu mỡ tóc dài, trên mặt một tầng du đều có thể quát xuống dưới sát dày da, nam tầm thực phát điên. Tiểu bác cười hắc hắc mà bảo đảm, tầng ca đấy thực không tồi, ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng, thực mau là có thể dưỡng thành cái đại mỹ nhân nhi. Nam tầm đỡ tráng, vốn định gần nhất liền lãng đến bay lên, chính là thực hiển nhiên, này phó thân mình lãng không đứng dậy. Nam tầm mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, gì đều không có chỉ có trong phòng ngủ một cái thùng giấy tử còn có năm thùng mì gói khó trách sắc mặt vàng như nến trường kỳ ăn mì gói loại này rác rưởi thực phẩm một chút dinh dưỡng đều không có nam tầm đem chính mình dọn dẹp một phen đi tiểu khu phụ cận siêu thị mua hai đại túi dự trữ lương rau dưa trái cây thịt gạo bột mì từ từ cho chính mình làm một đốn phong phú cơm trưa ăn uống no đủ nam tầm bắt đầu làm chính sự nhi tiểu bác đồng chí xin hỏi tần ca cái này đại trạch nữ cùng thế giới này đại bốt có cái gì liên hệ? Tiểu bác nói, lần này là dựa theo ngươi yêu cầu tới đát, thỏa thỏa người qua đường giáp, duy nhất liên hệ đại khái chính là đại bốt cũng chơi cái này kêu thần tôn, võng du. Nam tầm phi thường vừa lòng, thực hảo, đủ người qua đường giáp. Tiểu bác ngươi quá tuyệt vời, tiểu bác ngạo kiều mà hừ hừ nói, ngươi ngẫm lại cái kia võng du, chẳng lẽ không cảm thấy gia thực tri kỷ sao, bởi vì ngươi ở trước thế giới ngốc đến lâu lắm, gia sợ ngươi một chốc thay đổi bất quá tới, cố ý cho ngươi tìm thế giới này. Thần tôn, thế giới quan đuổi kịp cái thế giới còn mang giống, đều là tu chân, thế giới, tri kỷ tiểu bác, xin hỏi thế giới này đại bốt là đang làm gì? Máy tính lông đầu xí nghiệp tuổi trẻ lão tổng, thần tôn này khoảng võng du chính là đại bốt kỳ hạ một nhà võng du công ty nghiên cứu phát minh. Khí vận tử lần này là cái nam, trong đời sống hiện thực là đại bốt hắn lão tử tư sinh tử đại bốt vẫn luôn tưởng khí vận tử mẹ nó đương tiểu tam hại chết mẹ hắn đối khí vận tử hận thấu xương sau lại khí vận tử ở đại bốt hắn lão tử giúp đỡ hà thuận lợi từ nhất ngưu bức a đại tốt nghiệp tốt nghiệp sau cùng một đám sư huynh để cùng nhau gây dựng sự nghiệp khai gia võng du công ty chính là nơi chốn bị đại bốt chèn ép thẳng đến sau lại thành công nghiên cứu phát minh ra một khoản siêu việt thần tôn tân võng du công ty nhanh chóng cuộc khởi trở thành đại bốt đối thủ lại sau đó lại ở hắn cha trộm giúp đỡ hạ, công ty càng làm càng lớn. Trong lúc đó là hai người các loại thương nghiệp tranh đấu, thương chiến thần mã ngươi minh bạch liền hảo, cuối cùng đại bốt đấu thua, công ty game đóng cửa, bị khí vận tử thu mua, đại bốt hận hắn tận xương, mướn người sát khí vận tử, cuối cùng đương nhiên là không có giết chết, còn bị cảnh sát tra được, kết cục có thể nghĩ. Nam tầm thật là vô ngữ, khác ta không hỏi nhiều, ta liền muốn hỏi một câu đại bốt hắn ba là hắn thân ba sao? Tiểu bác nói, đúng vậy, nhưng khí vận tử cũng là, khí vận tử là mẹ nó cùng đại bốt lão tử hồ đồ một đêm sản vật, nàng mẹ lúc ấy là lầm uống lên người khác phóng dược rượu, cho nên mới cùng đại bốt hắn lão tử kia gì gì, lúc sau liền đi rồi, cũng không nghĩ muốn cho chính mình nhi tử nhận tổ quy tông gì. Là đại bốt hắn lão tử trong lúc vô tình phát hiện cái này tư sinh tử, lại thực thưởng thức đối phương tài hoa, cho nên âm thầm giúp đỡ không ít. Nam Tầm ha hả nói, ta nghe như thế nào giống như là cẩu huyết ngôn tình trong tiểu thuyết kiều đoạn đâu. Tiểu bác cười, sinh hoạt nơi chốn là cẩu huyết. Nam Tầm nhướng mày, không cần nói cho ta, đại bốt sau lại đều ngồi sống nhà tù, hắn ba lại cùng khí vận tử cùng khí vận tử mẹ nó, một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn mà sinh hoạt ở bên nhau. Tiểu bác, đáp đúng, nhưng là không có khen thưởng. Nam Tầm cùng tiểu bác một bên trò chuyện, một bên đổ bộ, thần tôn, võng du giao diện trò chơi ID danh nhi, xã hội ngươi tầng ca. Mật mã, s đổ bộ sau, một người mặc hồng bào, trước ngực lộ ra tảng lớn da thịt mỹ nam tử ấn xuyên qua mi mắt, tào bào đến hơi kém lóe mù nam tầm mắt. Không sai, nguyên chủ chơi là cái nam hào, tuyển vẫn là tu chân giới tám đại môn phái, hợp Hoang Tông, nhân vật tiến vào trò chơi giao diện sau, đỉnh đầu sẽ tự động biểu hiện ID danh cùng tu luyện cấp bậc. Nam tầm xem xét liếc mắt một cái, xã hội ngươi tầng ca. 90 cấp, phân thần sơ kỳ, ngưu bẻ, nguyên chủ chỉ dùng 3 tháng liền tu luyện đến xuất khiếu sơ kỳ, tưởng nàng trước thế giới chỉ là từ nguyên anh cảnh giới đến xuất khiếu kỳ liền dùng mười mấy năm. Trong trò chơi mỗi 3 cấp một cái tiểu cảnh giới, cái thứ ba tiểu cảnh giới yêu cầu 4 cấp, cũng chính là 10 cấp một cái đại cảnh giới. Dựa theo trò chơi giả thiết tu chân phó bản cấp bậc, luyện khí, trúc cơ, khai quang, thai tức, tích cốc, kim đan, đại thừa, độ kiếp, ước chừng 12 cái đại cảnh giới mỗi cái đại cảnh giới lại phân giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới, nếu muốn luyện đến tu chân giới phó bản độ kiếp kỳ, phi thăng đến tiên giới phó bản, vậy đến luyện đến 120 cấp, bởi vì nguyên chủ thao tác cấp lực, căn bản không có người chơi hoài nghi nàng là cái nữ, lúc trước nguyên chủ sở dĩ tuyển hợp hoang phái, cũng là vì nàng thích hợp hoang phái hoa thức đánh nhau chiêu thức, nhìn đẹp lại không mất khí phách, phi thường thích hợp nàng loại này nữ hán tử, tiểu bác. Cái này thiết kế trò chơi người thật là cái thiên tài lòng nhiều như vậy cấp bậc tiểu bác nhạc nói trò chơi sao cấp bậc không nhiều lắm điểm nhi nói người chơi một lát liền luyện đến mãn cấp này còn như thế nào hấp dẫn khách hàng như thế nào kiếm tiền tu chân giới phó bản soát xong còn có tiên giới đâu tiên giới soát xong còn có thần giới đâu thần giới soát đến cuối cùng mới có thể biến thành thần tôn hơn nữa mặt sau càng ngày càng khó thăng cấp hắc hắc điếu tạc thiên đi gia phỏng chừng trò chơi này đối với trò chơi cặn bã tới nói có thể chơi cái mười mấy hai mươi năm Nam Tâm, Tiểu Bác tiếp tục nói, hiện tại trò chơi vừa mới ra tới, chờ về sau thời gian lâu rồi, trò chơi này càng ngày càng hỏa bạo, liền sẽ diễn sinh điện cạnh ngành sản xuất, xuất hiện một đám chức nghiệp người chơi. Chức nghiệp điện cạnh tuyển thủ phần lớn là đã soát đến thần giới phó bản ngưu bức người chơi, tốc độ tay, cũng tức hữu hiệu áp cơ bản đều ở 200, trở lên. Nam Tâm, cái này ta biết, chỉ là trước kia không như thế nào chú ý quá điện cạnh ngành sản xuất. Nam tầm clip mở cá nhân trung tâm nhìn nhìn chính mình gia sản, ân, ừ, rất giàu có, trang bị vũ khí gì đó đều không tồi, xem ra tầng ca tại đây mặt trên tạp không ít tiền. Quả nhiên, linh thạch kia hạng nhất mặt sau, 155.500. Trong trò chơi linh thạch có thể làm nhiệm vụ lĩnh, nhưng này xa xa không đủ người chơi mua một ít trang bị cùng vũ khí, cho nên rất nhiều người chơi sẽ tự xuất tiền túi. Một khối tiền có thể đổi 100 khối linh thạch, tần ca tài khoản cư nhiên có 1.555 đồng tiền, hơn 1.000. Nam tầm lại click mở nạp phí ký lục. Chơi trò chơi bất quá 3 tháng, nguyên chủ thế nhưng hoa không dưới 5.000 khối, cũng coi như là cái nho nhỏ người chơi nhân dân tệ. Chính mình kiếm tiền nói tưởng như thế nào lãng đều không sao cả, nhưng này đó tiền đều là nguyên chủ ba mẹ coi như sinh hoạt phí đánh tới. Nguyên chủ ăn mặc cần kiệm sinh hoạt phí toàn bộ dùng tới rồi này mặc trên, lãng phí ba mẹ tâm ý không nói, cũng phá đổ thân thể của mình, thật sự là kỳ cục. Đây quả thực là ở lấy sinh mệnh chơi trò chơi A, à, Nam Tầm cảm khái nói. Xem xong cá nhân trung tâm, Nam Tầm lại đi thế giới bản xếp hạng đi dạo một vòng. Thế giới bản xếp hạng rất nhiều, có tu vi cấp bậc bản, cảnh giới bản, vũ lực giá trị bản, TK nhân số bảng, tài phú bản. Nam Tầm click mở nhìn nhìn, mỗi cái bảng đơn đệ nhất danh đều không giống nhau. Ngươi có phải hay không ở tiền đại bốt? Tiểu bác đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta muốn tìm được hắn sau đó tránh đi hắn, kiên quyết không cho này vương bác đảng nhanh như vậy tìm được ta, tiểu bác nga một tiếng, vậy ngươi đừng tìm, này mặt trên sở hữu bản đơn đều không có hắn, nam tầm sửng sốt, vì sao, tiểu bác, bởi vì hắn là cái tốc độ tay tra, tục xưng trò chơi tra, cho rằng đại bốt sẽ thực điếu tạc thiên nam tầm, thổ hào bản thường cũng không có sao, nam tầm hỏi, tiểu bác, ân. Đại bốt sẽ không tiêu tiền tại đây loại vô dụng sự tình thường là cái thần dữ của bất quá huyết minh đại đại liền không giống nhau huyết minh đại đại là ta đã thấy nhất rộng rãi đại, đại bốt nhìn xem trước thế giới huyết minh đại đại cho ngươi làm ra nhiều ít bảo bối a à. nam tầm gật đầu vẻ mặt tiếc hận chi sắc đáng tiếc đều không thể lấy đi ta chỉ hận chính mình không có sớm một chút khôi phục ký ức bằng không ta khẳng định đuổi ở chính mình trước khi rời đi đem a à minh đưa ta sở hữu bảo bối tất cả đều sờ soạn ăn dùng tiểu bác thật là đủ rồi ngươi ở trước thế giới sợ qua ăn qua dùng quá bảo bối còn không tính cỡ nào. Tiểu bác, đại bốt trò chơi ai đi kêu gì, tiểu bác hì hì một tiếng, ngươi khác không khác, muốn hay không uống trước một ngụm thủy, nghe tiểu bác như vậy vừa nói, nam tầm thật là có điểm nhi khác, nguyên chủ tình nguyện khác chết cũng không đi động thủ nấu nước, không giống nàng, đặt cần mẫn, cùng nhau tới liền thiêu hồ thủy. Nam tầm mới vừa bao một ngụm thủy liền nghe tiểu bác nói, đại bốt trò chơi ai đi kêu vừa thô vừa dài nam tầm một ngụm thủy phun tới rồi trên màn hình máy tính ha 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 tên này ni ma cười chết ta ta đều tưởng tượng tới rồi a à minh biết hắn trò chơi ai đi sau mặt hắc xú hắc xú ha 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 tiểu bác cũng cười một trận sau đó mới nói ngươi không phải thích thân thể sạch sẽ sao nguyên thế giới đại bốt kia phương diện không được có đâu đâu tâm lý bệnh tật thế giới giả thuyết đương nhiên muốn hắc hắc nam tầm cười đến đấm bàn cư nhiên không được phốc ha 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 tiểu bác ngươi quá cấp lực Tiểu Bác hừ một tiếng, ai kêu hắn cho ta cấm ngôn lâu như vậy, làm ta không thể cùng ngươi giao lưu, thế giới này gia cũng muốn làm hắn nghẹn khuất nghẹn khuất. Hơi đốn, tiểu bác ngữ khí đặc ôn nhu, thân ái đác, "Hắn nếu là lại khi dễ ta, ngươi nhưng đến bảo hộ ta a, à, ta đây đều là vì ngươi, tiểu bác bác yên tâm, tỷ nhất định che chở ngươi." "Bất quá, tiểu bác a, à, ngươi xác định lần này là thật sự không được, nhưng đừng giống yến mạch hàng thế giới kia, vừa mới bắt đầu không được, sau lại lại được rồi." lần này là thật không được, ngươi phóng một trăm tâm, nguyên bản nam tầm là nhất định phải trốn tránh huyết minh này lão dâm xà, nào lưu tiểu bác như vậy cấp lực, trực tiếp làm lão dâm xà bất lực, như thế, nàng còn trốn cái con khỉ. Nam tầm ở thanh tìm kiếm đưa vào vừa thô vừa dài mấy chữ, phía dưới ra tới người chơi chân dung cùng người chơi tin tức, vừa thô vừa dài, vạn kiếm tông, 19 cấp, luyện khí trung kỳ, nhập đạo 2 tháng. Trạng thái, tại tuyến, Nam tầm, quả nhiên là trò chơi cặn bã hai tháng mới tu luyện đến 19 cấp nam tầm gửi đi thêm bạn tốt xin kết quả dây tiếp theo hệ thống liền phát tin tức đối phương đã cự tuyệt ngươi thêm bạn tốt xin nam tầm hay là a à minh nguyên thần còn không có cùng lại đây nếu chỉ là một sợi thần thức bám vào thế giới này đại bốt trên người đó là không có a à minh ký ức nhiều lắm hành sự tác phong mang theo hắn thói quen trừ phi a à minh cách bất đồng thế giới cũng có thể thao tác chính mình thần thức bất quá một loại khác khả năng lớn hơn nữa đi phía trước nàng còn ở sinh khí cho nên tới rồi tân thế giới không có khả năng chủ động liên hệ hắn a minh chỉ là cự tuyệt người xa lạ thông đồng huống chi cái này người xa lạ vẫn là cái nam nam tầm thật là không tính toán để ý đến hắn có biết hắn bất lực lúc sau liền hi 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 nàng tính toán vẫn là để ý đến hắn liền dùng cái này nam hào đem hắn bẻ công hư hư bị cự tuyệt nam tầm lại lần nữa điểm đánh sinh lúc này mới bổ sung phụ gia tin tức, lão đệ, đi theo ca tổ chức thành đoàn thể soát quái không, ca 90 cấp, có thể mang ngươi trang bức mang ngươi phi, trước mắt thiếu đồ đệ một quả, ca thông qua ngươi trò chơi ID nhìn ra được ngươi cực có thiên phú, quả thật đồ đệ tốt nhất người được chọn, lúc này đây, đối phương vẫn là không thêm, không chỉ có không thêm nàng, còn trực tiếp đem nàng kéo vào sổ đen, nam tầm, hảo, phi thường dứt khoát, tiểu bác vô tình cười nhạo, chính ngươi nhìn xem, Ngươi câu này nói đến nhiều đàn ông, vẫn là cái loại này tháo đàn ông. Huyết minh đại đại sẽ lý ngươi mới là lạ. Nam tầm không có thể sử dụng tháo hán tử thân phận thành công thông đồng huyết minh, đành phải trước tính. Tiến vào trò chơi, nam tầm bắt đầu thao tác xã hội ngươi tầng ca, làm đơn người nhiệm vụ tích góp kinh nghiệm giá trị, kinh nghiệm giá trị soát đến nhất định giá trị, là có thể lên tới 91 cấp. Ở thần tôn phía trước, thế giới này trò chơi ngành sản xuất đã phát triển tới rồi nhất định trình độ, thần tôn, có thể từ một chúng võng du trung trổ hết tài năng, không phải không có đạo lý. Nó trò chơi giao diện làm được thập phần tinh mỹ, mặc kệ là cảnh tượng bố cục vẫn là nhân vật thiết kế, đều thực mỹ quan, còn có nhân vật đánh nhau thời điểm đặc hiệu làm được thập phần rất thật. Hoa Nga, cảnh tượng thật xinh đẹp, ta thích, tiểu bác hát hát nói, xem ra đối với ngươi hảo đi, thế giới này quả thực sau nghĩ phép còn thoải mái có phải hay không? Nghe nói trò chơi này là bôn game online thực tế ảo đi, khi nào mới có thể chính thức đẩy ra, nằm tầm một bên quen thuộc thao tác, một bên hỏi tiểu bác. Nghiên cứu phát minh công ty đã thiết kế ra trò chơi mũ giáp, gần nhất đang ở làm thí nghiệm, chờ đến thí nghiệm thành công. Trò chơi mũ giáp liền sẽ miễn phí gửi đưa cho đăng ký trước 1.000 danh người chơi lâu năm, ngươi vừa vặn là đề 999 danh đăng ký người chơi, hi hi. Nam tầm có chút tiểu kích động, nghe nói mang lên kia cái gì trò chơi mũ giáp, là có thể đem người chơi sóng điện não liên tiếp đến trong trò chơi, nhắm mắt lại, phản phất xuyên qua đến trong trò chơi, thể nghiệm độ cực cao, ngẫm lại liền đặc biệt hăng hái. Nam tầm ngay từ đầu tương đối mới lạ, nhưng bởi vì có nguyên chủ ký ức, thao tác ba bốn thứ lúc sau liền thuần thục, an tĩnh phòng trọ nhỏ, có thể nghe được bạch bạch gõ bàn phím tiếng vang, nam tầm ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh địa điểm động, càng lúc càng nhanh. Tiểu bác xem ngay người, đờ mờ nam tầm, nguyên lai like ngươi là cái ẩn hình trò chơi đại lão, này tốc độ tay tuyệt bức vượt qua 200. Nam tầm cười nói, có thể là ta đàn dương cầm luyện ra đi, khi còn nhỏ ta đàn dương cầm, thích huyển kỹ, đặc biệt mau cái loại này tiết tấu, một phút đạn xong đều không mang theo thở dốc. Nam tầm thao túng trò chơi nhân vật ở Linh Sơn nhắc lấy một ít linh thảo linh hoa, lại đi sát một ít hoang dại tiểu bốt, tuy rằng kinh nghiệm giá trị trướng đến chậm, nhưng nàng mục đích vốn chính là vì thuần thuộc trò chơi chờ đến cũng đủ thuần thục sau nam tầm mới đi chính mình ban hội đi bộ một vòng trên thế giới có rất nhiều ban hội tổ kiến ban hội là vì càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ ban hội có viễn trình công kích tiến trình công kích trị liệu chờ người chơi đại gia tổ chức thành đoàn thể soát quái cũng tương đối phương tiện nhìn ban hội những cái đó không gì dinh dưỡng đối thoại nam tầm hứng thú thiếu thiếu nhưng vẫn là chào hỏi xã hội ngươi tầng ca gương mặt tươi cười dịp gờ mạo cái phao đánh xong tiếp đón đang chuẩn bị lui ra ngoài khi ban hội đã có mắt sắc người thấy được nam tầm mỹ diễm lan tần đại ca ngươi tới rồi đã lâu không gặp ngươi lạp sáng quắc đào hoa tần ca ca lần trước ngươi nói muốn mang người ta đi soát quái như thế nào nuốt lời ta sinh khí hừ thiên hạ đệ nhị đờ mờ tần ca ngươi gần nhất liền đem ban hội mùi tử câu đi rồi còn có để các huynh đệ sống trương đại điếu lão tần cùng nhau tổ chức thành đoàn thể soát quái đi ta nơi này vừa vặn thiếu cái viễn trình công kích nam tầm nàng xem như tin xác thật không ai hoài nghi tần ca giới tính nhìn một cái kia mùi tử lời nói sùng bái chi tình còn có hán tử lời nói hâm mộ chi ý nhìn đến tư nhân tin tức đột nhiên nhảy ra tới tổ chức thành đoàn thể mời nam tầm điểm đồng ý đoàn đội tổng cộng 5 người trương đại điếu là chơi vạn kiếm tông chủ yếu gần trình công kích nam tầm chính mình xã hội ngươi tầng ca là hợp hoang tông viễn trình công kích dư lại ba cái luôn có đậu bị muốn dết trẫm chơi là khôi lỗi tông có thể khống chế con rối viễn trình công kích lôi đã bất động ngươi đại gia chơi là thiền tông tu có kim cương bất hoại chi thân còn có một cái y tông trò chơi ai đi là phi thiên mộng tử cũng chính là giúp đại gia thêm huyết trị liệu tục xưng vú em trừ bỏ y tông là cái người chơi nữ dư lại đều là tháo đàn ông nam tầm là cái giả tháo đàn ông trương đại điếu đại gia đến linh sơn hạ băng truyền tập hợp cùng đi quỷ sơn soát hát sơn lão quỷ luôn có đầu bị muốn giết trẫm thu được lôi đã bất động ngươi đại gia thu được phi thiên mộng tử đại điếu ca vì sao không phải tần ca chỉ huy hắn cấp bậc giống như sau ngươi cao xã hội ngươi tần ca ha hả đại điếu năng lực chỉ huy thực hảo tin hắn trương đại điếu o o lão tần thật ấm lòng mấy người tập hợp sau cùng nhau thông qua băng truyền tiến vào quỷ sơn theo băng truyền phát ra một đạo kim quang, trò chơi giao diện cũng đi theo đã xảy ra biến hóa, chung quanh âm trầm trầm một mảnh, đưa mắt nhìn lại, đều là phần mộ. Nơi này đó là quỷ sơn. Mấy người xâm nhập quỷ sơn, kinh động đóng giữ quỷ sơn tiểu quỷ, tiểu quỷ nhóm nhe răng trận mắt mà triều mấy người đánh tới. Trương Đại Điếu, ta đi kéo thù hận, lôi đã bất động ngươi đại gia, nhớ rõ yểm hộ ta. Vạn kiếm tông thống nhất bạch y, trò chơi cảnh tượng trung bạch y phiêu phiêu trò chơi nhân vật trút kiếm chém ra mấy kiếm, kiếm khí đưa tới càng ngày càng nhiều tiểu quỷ. Thân xuyên một thân áo cà sa người chơi lôi đã bất động ngươi đại gia lập tức vọt tới phía trước, sử dụng kim cương bất hoại chi thân, ngăn trở tiểu quỷ công kích, yểm hộ trương đại điếu rời đi, dư lại người viễn trình công kích. Luôn có đầu bị muốn giết chậm tế ra sơ cấp con rối, mà nam tầm thao túng trò chơi nhân vật phát động niêm hoa nhất tiếu. Này kỹ năng rất là tao bao. Một thân hồng y hợp hoang tông người chơi trống rỗng biến ra một đóa hợp hoang hoa hàm ở trên môi, sau đó tà mị cười, chắp tay trước ngực lại kéo ra, nháy mắt, vô số đóa hoa cánh triều nơi xa bay đi, cánh hoa nơi đi qua, sở hữu tiểu quỷ bị định thân 10 giây, đại gia nhân cơ hội chạy nhanh sát tiểu quỷ, chờ đến tiểu quỷ bị giết hơn phân nửa thời điểm, ngủ say hắc sơn lão quỷ rốt cuộc bị kinh động, phát ra một tiếng trung trời trống to. Mặt đất trung rẩy, một con ba người cao răng nanh quái vật từ mặt đất chui ra tới, là ai nhiễu ta thanh mộng, ta muốn ăn các ngươi, trương đại điếu, đờ mờ đờ mờ. Bê bốt ra tới, mau mau mau, dựa theo ta chi gian tìm hảo công kích phương vị, tuy rằng trước đó đã xem qua công lược cũng thương lượng hảo chiến lược phương án, chờ thật tới rồi thực chiến thời điểm, mấy người vẫn là có chút lúng cuốn. Trương đại điếu, đờ mờ đờ mờ, lôi đã bất động ngươi đại gia, ngươi mẹ nó nhưng thật ra yểm hộ ta a. À lôi đã bất động ngươi đại gia, yểm hộ cái cầu, lão tử kim cương bất hoại chi thân, mười phút nội chỉ có thể dùng ba lần, vừa rồi dùng hết đã. trương đại điếu, trị liệu trị liệu, mau cho ta thêm huyết. phi thiên mộng tử, đã ở bỏ thêm, nhưng là ngươi rất huyết tốc độ quá nhanh, xã hội ngươi tầng ca, mau tập trung kỹ năng đánh nó phần đầu, đánh đầu của nó khi rất huyết nhanh nhất. trương đại điếu, năm giây thời gian quá ngắn, ly đến thân cận quá ta còn không kịp giết chết bốt liền chết trước kiều kiều. Niêm hoa nhất tiếu chỉ có thể định trụ bốt 5 giây, sau so bình thường tiểu quỷ thiếu một nửa thời gian. Xã hội ngươi tần ca, chỉ lo đi phía trước hướng, ta có biện pháp định trụ nó 10 giây. Nam tầm 10 ngón bay nhanh mà gõ động bàn phím cùng con chuột, liên tục phát động hai lần niêm hoa nhất tiếu kỹ năng. Trương Đại Điếu, tê mỏi A, tần ca ngươi mẹ nó quá xoái. Niêm hoa nhất tiếu kỹ năng thao tác vốn là thập phần phức tạp, yêu cầu không làm lỗi mà liền ấn 12 cái kiện, trung gian một khi sai một cái kiện, này kỹ năng liền sử không ra, cho nên niêm hoa nhất tiếu xem như hợp hoang tông cao cấp nhất kỹ năng chi nhất, hậu kỳ sẽ theo người chơi cấp bậc tăng lên, định thân thời gian càng ngày càng trường. Nam tầm cư nhiên tại như vậy mau thời gian nội liền phát động hai lần kỹ năng, những người khác đã suy đoán ra, bọn họ tầng ca tốc độ tay chỉ sợ ở 200 trở lên cũng không biết trương đại điếu có phải hay không bởi vì bị nam tầm ngưu bức thao tác kinh tới rồi mắt thấy tới rồi máu chốt nhất thời điểm cương nhiên tay vừa trượt dẫn tới kia nhất điếu tạc thiên một kích đánh oai chỉ có một nửa đánh vào bốt trên người trương đại điếu đờ mờ sau đó trương đại điếu bởi vì thao tác sai lầm bị hắc sơn lão quỷ một quyền tạp đến trên mặt đất vốn là không nhiều lắm huyết điều nháy mắt về linh quang vinh hy sinh lực công kích tối cao trương đại điếu vừa chết lôi đã bất động ngươi đại gia cùng luôn có đậu bị muốn giết trẫm lộn xộn lôi đã bất động ngươi đại gia lão tử huyết mau không có vũ em mau cho ta thêm huyết luôn có đậu bị muốn giết trẫm ta cũng mau không có trước thêm ta trị liệu bên này thêm một chút bên kia thêm một chút kết quả hai người đều không đủ cuối cùng đồng thời quan vinh phi thiên mộng tử a a a hảo dọa người a à, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ nam tầm thao túng nhân vật trốn tránh bốt ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản vô pháp bảo hộ trị liệu. Vì thế, trị liệu mùi tử thực mau cũng quan vinh, chỉ còn nam tầm một người, hiện tại nàng chỉ có thể áp dụng vu hồi chiến, biên trốn tránh biên bắn ám khí. Tuy rằng hợp hoang tông ám khí lực công kích không lớn, nhưng như vậy qua lại cái mười lần, hắc sơn lão quỷ dư lại kia một chút huyết cũng có thể bị nàng hao hết. Mắt thấy chỉ cần cuối cùng một đợt ám khí bắn trúng này hắc sơn lão quỷ là có thể đem hắn huyết điều đánh không thời điểm nơi xa đột nhiên bay tới một thanh kiếm ngự kiếm xa công vạn kiếm tông hiếm thấy viễn trình công kích kỹ năng chi nhất lực công kích cực thấp người bình thường căn bản không thể tưởng được dùng cái này kỹ năng nhưng lúc này chính là này vạn kiếm tông sơ cấp kỹ năng xóa sạch bốt cuối cùng một chút huyết oanh mà một tiếng hắc sơn lão quỷ rốt cuộc ngã xuống chết bốt trên người tuôn ra hai kiện trang bị một kiện tiếng võ một cây ngọc trâm treo ở giữa không trung một người mặc bạch y vạn kiếm tông người chơi vui vẻ thoải mái mà đã đi tới, giơ tay ở hai kiện trang bị thường một chút, đem đồ vật thu vào chính mình hầu bao. Nam tầm, bạch y nam tử đỉnh đầu có thể nhìn đến trò chơi ai đi, vừa thô vừa dài, vừa thô vừa dài quét trên mặt đất bốn cổ thi thể liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía nam tầm. Tổ chức thành đoàn thể nhân tại có thể cho nhau giọng nói, vì thế người này ở một bên trò chơi đối thoại lan đánh ra hai hàng tự, vừa thô vừa dài, vất vả vừa thô vừa dài, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm tạ. Sau đó, thằng nhãi này liền thu hồi kia trang bị đi rồi, đi rồi. Nam tầm khí cực, xã hội ngươi tầng ca, đờ mờ, ngươi mẹ nó cấp gia đứng lại. Vừa thô vừa dài quả nhiên đứng lại, quay đầu lại xem hắn. Vừa thô vừa dài, có việc, xã hội ngươi tầng ca, đoạt chúng ta bốt ngươi còn có mặt mũi. Vừa thô vừa dài, nghi vấn mặt dịp gờ. Ta là xem các ngươi mau đoàn diệt, cho nên ra tay giúp đỡ xã hội ngươi tần ca ngươi đại gia không cần ngươi giúp vừa rồi ta cũng có thể đánh chết kia bốt ngươi không thấy ra tới sao vừa thô vừa dài thứ tại hạ mắt vụng về không thấy ra tới xã hội ngươi tần ca xã hội ngươi tần ca lưu lại bốt tuôn ra tới trang bị bằng không ta đi kênh thế giới vạch trần ngươi ác hành nếu không phải bởi vì đội viên đều đã chết vô pháp nhắn lại lúc này nhất định sẽ cùng nhau dùng nước miếng chết đuối này vương bát đảng vừa thô vừa dài, vì đạo hữu này vì sao như thế ngang ngược vô lý. Ta xem các ngươi hơi kém đoàn diệt hảo tâm giúp đỡ, ngươi cư nhiên bôi nhọ ta, xã hội ngươi tần ca, ngươi mẹ nó cư nhiên cho ta trang tiểu bạch liên, mặc đâu. Nam tầm bị mặt dày vô sĩ vừa thô vừa dài khiếp sợ tới rồi, có như vậy trong nháy mắt đều phải hoài nghi cái này vừa thô vừa dài rốt cuộc có phải hay không huyết minh, huyết minh sẽ trang vô tội tiểu bạch liên. Đậu nàng chơi đâu, lúc này kha thị tập đoàn, đỉnh tầng keo văn phòng, một cái xuyên cao cấp định chế hắc âu phục nam nhân lười biến mà ngồi ở da thật mềm ghế, tay phải cầm bút ký tên, tay trái ở trên bàn phím nhàn nhã mà gõ gõ đánh đánh. Máy tính trên mặt bàn vừa vặn cũng là thần tôn trò chơi giao diện quỷ sơn. Kha thị tập đoàn tổng tài kha dĩ mặt hoặc là nói huyết minh chính nhìn kia khung thoại đối thoại, đuôi lông mày mang cười, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, cách bất đồng thế giới hắn đều có thể cảm ứng được chính mình lạc ở nàng nguyên thần thượng huyết khế, cho nên lại như thế nào không biết nàng cụ thể vị trí. Bất quá tầm tầm sinh khí, hắn đành phải dùng một loại khác biện pháp hống nàng cao hứng. Lần này thật là hắn không đúng. Huyết Minh đánh ra tiếp theo câu, vừa thô vừa dài, huynh đệ, cấp thấp người chơi nhạc của hợi không dễ dàng, cầu buông tha. Xã hội ngươi tầng ca, rốt cuộc thừa nhận ngươi đây là ở nhạc của hợi A, lão dâm xà. Xã hội ngươi tần ca, bái ta làm thầy, về sau đi theo ta hỗn, sư phụ mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Thứ này tính ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, vừa thô vừa dài, chờ ngươi tu luyện đến 119 cấp lại đến khi ta sư phụ đi. Xã hội ngươi tần ca, đứng đừng nhúc nhích, lão tử muốn đánh chết ngươi, vừa thô vừa dài, đạo hữu, ngươi liền tính đánh chết ta, trang bị cũng đến không được ngươi hầu bao. Nam tầm nổi giận, trực tiếp hướng trên người hắn vứt ra một đợt ám khí, ở vừa thô vừa dài huyết điều mau hao hết thời điểm vừa thô vừa dài triều xã hội ngươi tận ca trên người đâm nhất kiếm, vừa thô vừa dài, chúng ta cùng chết đi. Hắn tính đến chính vừa lúc, lời này rơi xuống, hai người huyết đều đồng thời về Linh, cùng chết kiều kiều, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nam tầm bị cái này không biết xấu hổ khí tới rồi, tay ban một tiếng chụp ở trên bàn, tiểu bác, ngươi nhìn xem cái này không biết xấu hổ, hắn cư nhiên đoạt chúng ta đội trang bị, tiểu bác an ủi nói, hắn hiện tại là trò chơi ra sao chỉ có thể làm nhạc của hời loại này không biết xấu hổ chuyện này hơn nữa hơi đốn tiểu bác hỏi thân ái đác ngươi muốn nghe lời nói thật sao nam tầm chẳng lẽ có cái gì ta không biết ẩn tình ngươi vừa rồi đánh ra cuối cùng một đợt ám khí thời điểm thao tác hơi chút dừng một chút hát sơn lão quỷ kia cuối cùng một kích ngươi chỉ có thể né tránh một nửa cho nên ngươi cùng kia hát sơn lão quỷ ai chết trước thật đúng là khó mà nói nam tầm sửng sốt ta chính mình đang ở trong đó nhưng thật ra không thấy ra tới, nếu thật là như vậy, ta còn phải cảm tạ hắn. Tuy rằng không có được đến trang bị, nhưng ít ra trướng kinh nghiệm đáng giá, tổ chức thành đoàn thể soát quái, chẳng sợ cuối cùng chỉ còn lại có một người, chỉ cần chết ở quái mặt sau, liền tính thành công, đoàn nội mỗi người đều có thể trướng kinh nghiệm giá trị. Nam tầm khí thế một chút liền diệt, sau khi chết 5 phút mới có thể sử dụng sống lại kỹ năng, hơn nữa sống lại muốn tiêu hao một lọ tinh lực thủy, nếu không có tinh lực thủy, liền phải chờ một giờ sau tự động sống lại. Năm người lâm đàn nội, sống lại lại đây bốn người tất cả đều kích động, luôn có đầu bị muốn dết trẫm, lão tử đều cho rằng muốn đoàn diệt, kết quả trướng nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị. Phi thiên mộng tử, đúng vậy đúng vậy, bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Trương Đại Ích, Lão Tần, kỳ thật ta đến cảm tạ vị kia nhân huynh ta xem ngươi một người đối phó bốt thật sự thực cố hết sức, lôi đã bất động ngươi đại gia, tím võ cùng một cây vô dụng ngọc trăm mà thôi, cũng bán không bao nhiêu tiền, đưa vị kia nhân huynh tính. Nam tầm, cho nên, mọi người đều cho rằng nhạc của hời kỳ thật là bọn họ sao? Trương Đại ích, vị kia nhân huynh danh nhi lấy được so với ta còn khí phách, về sau ô yêu vương danh hào các ngươi không bằng nhường cho vị nhân huynh này, ha ha ha. Xoát quái nhiệm vụ hoàn thành sau, tiểu đàn giải tán vốn chính là lâm thời tổ kiến soát quái đàn, về sau không nhất định lại gặp phải. Chỉ chốc lát sau Trương Đại Ít đã phát trò chuyện riêng lại đây, lão tần lão tần, về sau soát quái thiếu gần trình công kích nói nhớ rõ trước tiên suy xét ta, đi theo ngươi hỗn có thịt ăn. ba Ái ngươi nha Nam tầm trà sát nổi da gà, một cái đại gia nhóm cũng như vậy buồn nôn, thật là đủ rồi. Trương Đại Ít, hắc hắc, lão tần A, ngươi thanh âm thật là dễ nghe, biết cùng ngươi tổ chức thành đoàn thể quét qua quái người đều nói như thế nào ngươi sao bọn họ nói ngươi thanh âm dễ chịu ha 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 xã hội ngươi tầng ca làm biến thành xử lý bản thân giọng thái gia nhóm sợ dọa hư các ngươi trương đại ích nam tầm đã óc phlan giả ngoại soát soát tiểu quái thải thải linh thảo lại thêm một cái tổ chức thành đoàn thể soát quái nam tầm cũng không cảm thấy qua bao lâu nhưng nạn vừa thấy thời gian thế nhưng qua đi hai cái giờ ai Quả nhiên mê muội mất cả ý chí a." À. Nam Tầm cảm khái một tiếng, "Tiểu bác, ngươi nếu là nói lời này thời điểm không câu lấy miệng, gia sẽ cho rằng ngươi là thật sự ở cảm khái mê muội mất cả ý chí." Nam Tầm xoa xoa chính mình mặt, bắt đầu làm bài thể thao bảo vệ mắt, trò chơi tuy rằng hảo chơi, nhưng ta phải tìm cái công tác nuôi sống chính mình, làm tầng ca cha mẹ gửi tiền tiếp tục dưỡng ta, ta sẽ ngượng ngùng. Kỳ thật, Tần phụ Tần mẫu tuy rằng đối Tần ca không giống đối nhi tử như vậy quan tâm, nhưng nên có yêu thương cũng không tính thiếu chỉ là người có đôi khi tổng ái cùng người khác so này một so liền có cao thấp trong lòng cũng liền có bất mãn tiểu bác yên lặng phun tào khó được a à, ngươi cũng có ngượng ngùng thời điểm nam tầm trước thế giới đã lãng đủ rồi thế giới này tính toán làm chính mình phong phú một chút làm điểm nhi chính mình trước kia không trải qua sự tình tiểu bác có thể hay không thưởng ta một chút tiền vốn ta tưởng khai cái võ thuật quán ta kiếm thuật tốt như vậy không đem ta kiếm thuật phát dương quan đại cũng quá đáng tiếc, thuận tiện lại dạy giáo karate ATAE cung do A thái cực A, tiểu bác, không có tiền. Thỉnh tự lực cánh sinh, bằng không ta đi làm gia giáo đi. Ngữ số ngoại toán lý hóa tỷ đều lành nghề, mấy cái thế giới học bá không phải bạch đương, chính là giáo người khác đạn đàn dương cầm kéo kéo đàn lông gì, cũng đúng a ha ha, tiểu bác, ngươi cái gì chứng nhi đều không có, thường vẫn là nhị lưu đại học, ai tìm ngươi đương gia giáo bằng không ta đi tiệm nét đương trú sướng như vậy nghiệp dư thời gian cũng nhiều tiểu bác ngươi có thể dùng hiện tại giọng nói rống một trống nhìn xem ngươi có thể hay không sướng ra cao âm tới nam tầm quả thực a à a à hai tiếng phát hiện tầng ca tiếng nói rất dễ nghe nhưng hơi chút cao một chút âm căn bản sướng không đi lên nam tầm kỳ thật công tác cũng không khó tìm liền xem ngươi có chịu hay không làm rất nhiều cái gì nghiệp vụ giám đốc a à, giám đốc kinh doanh a à còn không phải từ tầng dưới chót hổn đi lên chẳng qua nam tầm vốn chính là cái ngắn mũi du khách thừa hành nguyên tắc là có thể nằm liền không ngồi có thể ngồi liền không đứng đối nam tầm tới nói làm điểm nhi làm chính mình cao hứng sự tình so làm điểm nhi để cho người khác lau mắt mà nhìn sự tình càng quan trọng bằng không ta đi bậy quán vỉa hè cho người ta đoán mệnh đi nam tầm cười to sau lại nam tầm rốt cuộc nghĩ tới một cái lệnh nạn vô cùng vừa lòng chức nghiệp hiện tại internet văn hóa phát triển nhanh chóng nàng hoàn toàn có thể viết tiểu thuyết tránh điểm tiền nhuận bút. Ở trong phòng nhỏ làm một bộ trong nhà vận động lúc sau, nam tầm nói làm liền làm. Ở thế giới hiện đại thời điểm còn hảo, giải trí phương tiện nhiều, nhàn không xuống dưới, ở cổ đại thế giới thời điểm, nam tầm nhàm chán thời điểm thích nhất xem thoại bản tử tống cổ thời gian. Làm một cái nhìn không dưới ngàn bổn thoại bản tử thâm niên thoại bản mê, nam tầm trong đầu có rất nhiều cẩu huyết ngôn tình kiều đoạn, giờ phút này nàng quả thực cấu tứ như suối phun nam tầm mười ngón ở trên bàn phím lạch cạch lạch cạch nhanh chóng gõ thẳng đến tiểu bác nhắc nhở nên ăn cơm nàng mới ý thức được đã tới rồi cơm điểm ngao điểm nhi dưỡng sinh cháo lại xào hai bàn tiểu thái nam tầm ăn qua sau đi tiểu khu bên ngoài tan tản bộ chờ tiêu hóa đến không sai biệt lắm lại chạy chậm nửa giờ ước chừng nửa tháng nàng đều không có trở lên trò chơi một lòng đầu nhập chính mình tân sự nghiệp trong lúc này thời gian lưu loát mà viết gần 50 vạn tự hoàn thành một nửa cốt truyện tiểu bác ngưu bức nam tầm một ngày ba bốn vạn tự ngươi đều mau biến thành xuất tu quái nam tầm nói ta phát hiện đánh chữ cũng có thể luyện tập tốc lần sau soát trách ta muốn lóe mù đại gia mắt ở trên mạng hiểu biết một phen sau nam tầm tuyển cái danh dự không tồi tiểu thuyết trang web tên là khoai lang tiểu thuyết võng tìm cái bá khí chắc lậu biên tập danh nhi đem tiền tam vạn tự cùng cẩu huyết đại cương cùng nhau phát tới rồi đối phương hòm thư xét duyệt yêu cầu hai đến ba cái thời gian làm việc Nam tầm phát xong lúc sau liền không quản. Thân ái đác, ngươi đều nửa tháng không online, tiểu bác nhắc nhở nói. Nam tầm khóe miệng một loan, cho nên đâu? A à Minh không biết ta là cái nào trò chơi nhân vật, nói không chừng còn ở trong trò chơi tìm tìm kiếm kiếm, hoặc là, hắn căn bản không đoán được này võng du là ta cùng hắn duy nhất liên hệ, đang ở trong đời sống hiện thực đau khổ tìm ta đâu. Tiểu bác lại lần nữa yên lặng phun tào, ngươi liền ỷ vào huyết minh đại đại sủng ngươi, dốc hết sức làm đi tiểu bác gần nhất đều không có trình coi hắn sao, nam tầm có chút kinh ngạc. Tiểu bác ho nhẹ một tiếng, cái này, vẫn là cẩn thận một ít vì thường, nếu là trình coi thời điểm bị hắn phát hiện, chúng ta vị trí liền bại lộ. Quyết minh đại đại vốn dĩ chính là thực ngưu bức, kết quả lại ở trước thế giới ngay người lâu như vậy, đã sớm siêu thoát với ba nghìn thế giới hảo sao. Nó cũng không dám chọc kia tôn sát thần. Nam tầm khẽ cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra sợ hắn. Nam tầm mở ra trò chơi giao diện vừa lên tới liền thấy được rất nhiều nhắn lại, đại bộ phận đều là ban hội bằng hữu. Bởi vì tin nhắn quá nhiều, nam tầm không có nhất nhất hồi phục, trực tiếp đi ban hội mạo cái phao. Xã hội ngươi tần ca, mấy ngày hôm trước có chút việc tư, hiện tại trở về. Trương Đại Ít, Lão Tần, ngươi mau đi xem hệ thống tin tức. Thần Tôn muốn biến thành game online thực tế ảo. Hiện tại trò chơi diễn đàn tất cả đều là về lần này game online thực tế ảo nhiệt thiết. Nam Tâm đã sớm nhìn đến hệ thống tin tức ở chấp động, chỉ là chưa kịp điểm. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng chơi là cái nam hào, nếu nàng tiến vào game online thực tế ảo, ha hả, nàng ngực còn ở sao? Nam Tâm ở suy xét ngực có ở đây không vấn đề này trung, clip mở không ngừng chấp động hệ thống thông tri tin tức, đỉnh cao nhất, một hàng huyết hồng chữ to tiêu đề tương đương bắt mắt. Trò chơi mũ giáp thí nghiệm thành công cũng bắt đầu mở rộng. Nội dung như sau, tôn kính người dùng, ngày mai bắt đầu, cũng chính là 18 cùng 10, chính hai ngày trò chơi server phải tiến hành đổi mới, đối ngài tạo thành không tiện cảm thấy xin lỗi, nhưng là chúng ta có một cái càng tốt tin tức muốn tuyên bố, thần tôn, trò chơi mũ giáp nghiên cứu chế tạo thí nghiệm thành công. Thần tôn, game online thực tế ảo sắp thượng tuyến. Muốn xuyên qua đến trong trò chơi tới một hồi kỳ diệu chi lữ sao? Muốn trong trò chơi nở rộ ngươi độc đáo sáng rọi sao? Mười nguyệt mười hào hoàn toàn mới bản, thần tôn, cùng ngươi ước hẹn, không gặp không về. Hữu nghị nhắc nhở, tiến vào, thần tôn, game online thực tế ảo sau, phía trước hết thảy cấp bậc toàn bộ thanh linh, nhưng là, vì cảm tạ tân lão người dùng đối, thần tôn, duy trì. Trước một ngàn vị đăng ký trò chơi người chơi miễn phí đạt được một bộ trò chơi mũ giáp, người chơi khác giống nhau nhị chiếc ưu đãi chỉ cần chi trả 200 khối, thỉnh các vị người chơi với cá nhân tin tức chỗ hoàn thiện thu hóa địa chỉ nam tầm có chút tâm tắc, tầng ca liều sống liều chết chơi ra tới 90 cấp liền như vậy thanh linh. Hơn nữa, cụ bản trò chơi nàng mới vừa thích ứng. Nếu là game online thực tế ảo, ta này điếu tạc thiên tốc độ tay tựa hồ cũng không gì dùng, nam tầm rất là tiếc nuối. Nhưng nàng thực mau lại kích động, nếu thể nghiệm độ thật sự như vậy cao, nàng chẳng phải là ở trong trò chơi treo lên đánh đại bộ phận người chơi. Ha 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 ha, làm một cái mới từ tu chân thế giới truyền đến đại lão nam tầm không có chút nào khi dễ nhỏ yếu sĩ nhục cảm. Đối với thần tôn, game online thực tế ảo đẩy ra, đại bộ phận người chơi đều phi thường kích động, chỉ có thiếu bộ phận người chơi luyến cũ tình tiết nghiêm trọng. Thần tôn, trên thế giới cùng tương quan trò chơi diễn đàn tất cả đều sôi trào. Phao tẩn thiên hạ mỹ nữ, game online thực tế ảo ra tới, thần tôn vẫn là chúng ta trước kia nhận thức cái kia thần tôn sao? Mặt ly thương, thần tôn như thế nào liền không phải trước kia cái kia thần tôn? sở hữu phó bản đều ở, nghe nói còn tân tăng càng thú vị phó bản, kỹ năng cũng sẽ trở nên càng phong phú, đây là ở trở nên càng ngày càng tốt. Trên lầu nên không phải là quá nhược kê, lo lắng cho mình bị người treo lên đánh đi. Miêu mễ manh manh đát, nếu là lo lắng cho mình lớn lên quá tỏa hoặc là quá nhược kê, thật cũng không cần, game online thực tế ảo có thể thượng điều dung mạo, kỹ năng cũng đều giống nhau, duy nhất không giống nhau chính là người chơi phản ứng năng lực. Bởi vì ngày mai liền phải đóng cửa server, Phục có rất nhiều người chơi cuối cùng cảm thụ một phen củ khoảng thần tôn, nam tầm cũng đi tú một tay tốt. xoát quái xoát đến một nửa, trò chơi giao diện đột nhiên chật lóe, biến hóa cảnh tượng. Sở hữu người chơi đều nghe được hệ thống tuyên bố, chúc mừng người chơi trường kiếm đi thiên hạ mãn cấp, thành công phi thăng thành tiên. Máy móc thanh âm tổng cộng nói ba lần, theo hệ thống thanh âm tuyên bố xong, trò chơi giao diện trung vạn kiếm tông người chơi ở một đạo kim quan chiếu rọi xuống, chậm rãi bay về phía trời cao phi thăng trường hợp rất là đồ sộ đây là thần tôn trò chơi cưỡng chế tính phân đoạn bởi vì tu chân giới bản đồ mãn cấp cũng không dễ dàng cho nên một khi có kính người cấp khi lóe mù mắt chó phi thăng cảnh tượng liền sẽ không đem với mỗi cái người chơi trò chơi giao diện cưỡng chế tính mà đánh gãy người chơi đang ở làm sự tình phi thăng đại sự đương nhiên muốn khắp chốn mừng vui kênh thế giới Storm game online thực tế ảo đề tài đột nhiên biến thành một cái khác chí tôn thiên hạ đau lòng trường kiếm đại đại một giây đồng hồ ha 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 ha. Liên Nguyệt, đau lòng 10 giây, ha 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 ha. Phía dưới từng hàng ha 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 ha, có thể nói là tương đương đồ sổ. Trường kiếm đi thiên hạ là thần tôn ăn nổi danh đại thần người chơi, một tháng trước mới bắt đầu chơi trò chơi, như vậy đoạn liền tu luyện mãn cấp. Này đã không phải phía trước những cái đó phi thăng người chơi nhân dân tệ có thể so sánh với, nhân gia bằng chính là chân chính thao tác năng lực. Mắt nhìn liền phải đổi mới server, đẩy ra game online thực tế ảo vị này đại thần lại ở ngay lúc này phi thăng tiên giới, này như thế nào không cho đại gia, đau lòng. Nam tầm nhìn chầm chầm kia trò chơi ai đi danh nhi nhìn trong chốc lát, đối tiểu bác nói, trực giác nói cho ta, người này có lẽ là thế giới này khí vận tử. Tiểu bác tắm tắt một tiếng, ngươi trực giác càng ngày càng chuẩn, hắn đích xác chính là khí vận tử. Khí vận tử còn sẽ ở trong trò chơi gặp được nàng mệnh định nữ chủ, tưởng tượng đến cái này, tiểu bác liền nhớ tới trước thế giới sốt ruột chuyện này nam Tâm đột nhiên cười trước thế giới ta không ký ức làm điểm nhi cái gì cũng không phải cố ý ngươi yên tâm thế giới này ta sẽ không phá hư chủ tuyến nhưng là a à minh có thể hay không phá hư liền không nhất định hơn nữa có lẽ thế giới này đại bốt thật là trò chơi ra nhưng vào game online thực tế ảo lúc sau a à minh không đem bọn họ khi dễ khóc liền không tồi buổi tối nam Tâm thu được bạn tốt xin khoai lang võng biên tập nguyệt nhập 10 vạn không phải mộng tiểu bác tỉ lập tức liền phải trở thành một vị vĩ đại tiểu thuyết gia nam tầm ý chí chiến đấu tràn đầy tiểu bác, ha hả diễn thật nhiều nam tầm vừa mới điểm đánh thông qua đối phương liền đã phát tin tức lại đây nguyệt nhập 10 vạn không phải mộng bảo bảo ngươi này mở đầu viết thật sự không tồi cốt truyện chặt chẽ nhân vật khắc họa sinh động no đủ cẩu huyết có tâm ý cũng có ca cảm thấy khẳng định có thể lửa lớn tìm tìm kiếm kiếm thẹn thùng mặt dịp gờ nguyệt nhập 10 vạn không phải mộng bất quá ngươi còn có thể càng tốt một ít, tìm tìm kiếm kiếm, biên biên mời nói, nguyệt nhập 10 vạn không phải mộng, lại hơi chút tình cảm mãnh liệt ái muội một chút, ngươi này trực tiếp sơ lược, cấp người đọc tưởng tượng không gian cũng quá lớn, cổ dưới không cần miêu tả, ngươi có thể đem đánh ba viết đến thoáng sinh động một chút, nhiệt tình khoai lang võng biên tập lập tức đã phát cái hai cái lệ văn lại đây, nam tầm clip mở nhìn nhìn, xác thật thực, sinh động. Nguyệt nhập 10 vạn không phải mộng, đến đây đi bảo bảo. Hoàng nghênh gia nhập chúng ta khoai lang, mộng ca về sau mang ngươi nguyệt nhập 10 vạn. Tìm tìm kiếm kiếm, mục tiêu của ta là nguyệt nhập 3.000. Tránh như vậy nhiều nạn cũng mang không đi a. À. Nguyệt nhập 10 vạn không phải mộng, không, ca nhất định phải mang ngươi nguyệt nhập 10 vạn. Hai người vui sướng mà ký kết hiệp ước, nằm tầm đệ nhất bổn cẩu huyết ngôn tình tiểu thuyết thúc, mạng ngươi trung thiếu ta bắt đầu còn tiếp, vì mau chóng cải thiện tinh khí thần, bò lên đến nhan giá trị đỉnh nam tầm trong khoảng thời gian này vẫn luôn đúng hạn ăn dinh dưỡng tam cơm, đúng hạn chạy bộ làm thao, bất quá nửa tháng, khí sắc liền đã hảo rất nhiều, quần thâm mắt đã không có, làn da cũng không như vậy thô ráp, thân thể cũng biến linh hoạt rồi. Thừa dịp server đổi mới hai ngày này, nam tầm lại bạch 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 gõ sáu vạn từ cẩu huyết tiểu thuyết, khoai lang võng thường đã còn tiếp tam chương, mỗi chương hai ngàn tự, Nam Tầm cho rằng lúc này tự ít như vậy hẳn là không gì người xem không nghĩ tới mở ra thư tịch giao diện sau cương nhiên thấy được hơn 20 điều cầu đổi mới bình luận. Uông nhiên, tầm tầm mịt mịt đại đại, đại thúc soái ta vẽ mặt, cầu đổi mới, ngao ngao ngao, chậu rửa mặt đại quả đào, nữ chủ hảo đáng yêu, manh ta vẽ mặt huyết, khẳng định cùng tầm đại đại giống nhau đáng yêu. Vũ bảo, văn văn hảo ngắn nhỏ, cầu thô dài. Nam tầm ra vẽ thẹn thùng nói, tiểu bác, ngươi xem ngươi xem, có người nói ta manh nói ta đáng yêu, tiểu bác, nga nhuyễn mùi chỉ khả năng không biết nhìn người. Nam tầm, một ngày không dỗi ta ngươi liền da ngứa có phải hay không? Ban ngày chuyên tâm đầu nhập viết làm sự nghiệp, thời gian quá đến đảo cũng phong phú. Chiều hôm nay công ty game gửi tới trò chơi mũ giáp liền đến, so nam tầm tưởng còn nhanh. Đóng gói rất cao lớn thượng, bên trong đồ vật cũng phi thường cao cấp, kim loại tính chất màu bạc mũ giáp, thủ công thập phần tinh tế. Nam tầm qua lại sờ soạn vài biến, cảm thấy này xúc cảm thật sự không tồi chờ, thần tôn, server đổi mới xong, đến lúc đó mang lên này rình coi liền có thể đem sóng điện não phản xạ đến trò chơi hệ thống trung, phản phất giống như xuyên qua vào một cái kỳ diệu thế giới. Như vậy điếu tạc thiên công nghệ cao sản phẩm, trước một ngàn lão người dùng miễn phí đưa tặng, dư lại người dùng chỉ cần 200 khối, liền tính sau lại tân đăng ký người chơi cũng chỉ dùng một nghìn khối là có thể mua được, tấm tắt, đại bốt hắn thật đúng là bỏ được, tiểu bác hắc hắc nói. Thành đại bốt người lúc sau chính là không giống nhau a à, đều biết thế đại bốt đau lòng tiền. Nam tầm, tiểu bác nói, vừa thấy ngươi liền không phải làm đại sinh ý lưu, cái này kêu giai đoạn trước đầu tư, nhà tư bản sao lại làm lỗ vốn mua bán. Trước hết nghĩ biện pháp lưu lại lão người dùng, lại hấp dẫn tân người dùng, chờ đến thần tôn có được một đám cố định người chơi, trò chơi này mũ giáp liền bắt đầu trướng giới. Lại qua một thời gian công ty game liền sẽ đột nhiên tuyên bố nghiên cứu chế tạo ra đời thứ hai càng cao cấp mũ giáp, công bố mô phỏng độ càng cao A thể nghiệm càng tốt a à, bla bla này đó nhân dân tệ người chơi khẳng định sẽ mua càng tốt mũ giáp đến nỗi không có tiền người chơi cũng có thể tiếp tục dùng đời thứ nhất mũ giáp cũng không ảnh hưởng còn có công ty game kiếm tiền biện pháp nhiều nửa liệt trong trò chơi như vậy nhiều thần binh lợi khí cùng các loại cao cấp trang bị đều có thể dùng tiền mua quý đến muốn chết nam tầm duỗi người nói ta biết a à, ta chính là cảm thán một chút bởi vì liên ngủ thời gian còn sớm nam tầm liền ghé vào trên giường luyện luyện yoga, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ triều kia trò chơi mũ giáp ngắm đi. Nghĩ đến ngày mai là có thể tiến vào game online thực tế ảo, trong lòng quái kích động, tiểu bác sớm đã nhìn thấu hết thảy. Hư hư, khẩu thị tâm phi nữ nhân, ngươi chỉ là tưởng ở trong trò chơi nhìn thấy huyết minh đại đại thôi, tiểu bác nam tầm đột nhiên kêu một tiếng, kêu ra làm gì, hẳn là nhanh đi, tiểu bác ngẩn ra, ngay sau đó ngô một tiếng, đúng vậy, nhanh, liền kém cuối cùng một chút công đức giá trị, ta liền viên mãn. Nam tầm ha hả cười một tiếng, tiểu bác đồng chí, ngươi có phải hay không đối một chút cái này từ có cái gì hiểu lầm, tiểu bác lập tức cường điệu, thật sự chỉ còn một chút lạp, trước cao cấp thế giới công đức giá trị so gia tưởng còn nhiều, nếu toàn bộ được đến, thế giới này một sông phỏng chừng liền đầy, hiện tại sao, cũng liền lại đi hai ba cái trung thấp cấp thế giới đi, tiểu bác, ngươi nói, ta hiện tại có phải hay không muốn xem kia hỗn đảng sắc mặt, hắn cao hứng mới cho ta công đức giá trị, Nam Tầm hỏi. Tiểu bác cười gượng một tiếng, đại khái có lẽ khả năng đi. Nam Tầm ghé vào trên giường, hai mắt lẳng lặng mà nhìn chầm chầm trên bàn trò chơi mũ giáp, thanh âm trầm thấp xuống dưới, tiểu bác, người biết không, ta thật sự đem trước thế giới trở thành ta cả đời. Tiểu bác sửng sốt, ngay sau đó trầm mặt, nhặt được cả đời. Ta không cần lo lắng nào một ngày đột nhiên liền biến mất không thấy, thế cho nên không dám cùng trong thế giới này bất luận kẻ nào kết giao thân thiết. Tiểu manh, thời dữ, thương vô ngôn, bọn họ không hề là đơn giản khách qua đường, mà là ta thân nhân cùng bằng hữu. Ngươi biết không, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Tuy rằng ta biết bọn họ đều sẽ quá rất khá, nhưng trong lòng vẫn là sẽ nhớ mong. Tiểu bác đột nhiên ây ra một tiếng, ngữ điều thoải mái mà nói, này có cái gì à, chờ gia công đức giá trị tập mãn thành công tu luyện đến thánh thú, về sau ngươi muốn đi chỗ nào gia liền mang ngươi đi đâu nhi trở lại trước kia bất luận cái gì một cái thế giới đều được nam tầm cười cười nói ngươi tổng không có khả năng vẫn luôn đi theo ta chờ ngươi công đức viên mãn chúng ta chi gian linh hồn khế ước cũng liền chặt đứt tiểu bác minh bạch nàng ý tứ lập tức vỗ ngực nói liền hai ta này làm bằng sắc hữu nghị tuy rằng gia không có khả năng vẫn luôn đi theo ngươi nhưng ngươi bất luận cái gì thời điểm muốn đi chỗ nào chỉ cần nói một tiếng tiểu bác vũ trụ đệ nhất thần thú da một giây xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nam tầm phốc mà một tiếng cười ra tới, nàng đột nhiên nhớ tới huyết minh trước thế giới làm chuyện ngu xuẩn nhi. Cư nhiên làm tiểu bác sửa lại khẩu lệnh, thật là ấu trĩ. Sau khi cười xong, nàng than nhẹ một tiếng, nhanh lên kết thúc đi. Tiểu bác nghe xong có chút khổ sở, hừ hừ nói, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà tưởng thoát khỏi gia sao. Giống như bây giờ, Gia mà người khắp nơi lãng không hảo mị. Nam tầm dừng một chút, nói, hảo a, à, chỉ là ta còn có vướng bận người chỉ có kết thúc chúng ta chi gian khế ước ta mới có thể yên tâm mà đi trở về xem bọn họ tiểu bác hiểu rõ ngươi tưởng đảng đảng cùng nam tỷ nam tầm hít một hơi lại thật mạnh nhổ ra đúng vậy tưởng bọn họ ta không phải cái xứng chức nữ nhi càng không phải cái xứng chức mẫu thân tiểu bác biểu môi thầm nghĩ ngươi có thể sao huyết minh đại đại xứng chức nhiều cái kia động vật máu lạnh quả thực không phải người nga đối quyết minh đại đại vốn dĩ cũng không tính người đúng rồi a minh giống như không biết đảng đảng tồn tại nam tầm a mà kêu một tiếng nghĩ vậy nhi tâm tình của nàng đột nhiên có một tí xíu phức tạp nên như thế nào cùng a minh mở miệng đâu a minh hắn hẳn là sẽ cao hứng đi nam tầm nói thầm nói tiểu bác ha hạ đác, suy nghĩ nhiều nam tầm hơi hơi câu môi có chút cảm khái nàng cùng a minh vẫn là một đôi tình yêu cùng nhiệt tình nhân lại liền hài tử đều có Tuy rằng mỗi cái thế giới thời gian tiến trình không giống nhau, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nàng đảng đảng khẳng định đều trưởng thành. Hắn cha huyết mạch như vậy cường, đảng đảng có phải hay không cùng hắn cha giống nhau điếu tạc thiên đâu. Nam tầm càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng dơ lên độ cung càng lúc càng lớn, tiểu bác, ta đột nhiên không nghĩ cùng hắn náo loạn, sớm một chút làm xong nhiệm vụ trở về đi, cái gì đều không có ta đảng đảng quan trọng, khụ, ngươi có thể nghĩ như vậy đương nhiên hảo, sau đó, Tiểu bác ở trong lòng yên lặng mà vì người nào đó chăm cây nến. Hiện tại Nam tầm còn không có nhìn thấy đảng đảng nhi tử liền nhắc mãi đến không được, chờ thật gặp được kia còn lợi hại. Huyết minh đại đại, ngày ngày sau địa vị kham ưu a. À. Ngày hôm sau, mọi người chờ mong đã lâu ở thần tôn, game online thực tế ảo rốt cuộc online. Nam tầm mang lên mũ giáp, tiến vào trò chơi. Game online thực tế ảo lệnh làm người chơi giống như đặt mình trong với ba dây phim nhựa trung chung quanh cảnh sát Mỹ đến chỉ có điện ảnh trung mới có thể nhìn đến. Nam tầm nhìn chung quanh một vòng, suối nước tróc trách, hoa thơm chim hót, mặc kệ đối thị giác vẫn là nghe giác đều là một loại cực đại hưởng thụ, ngay cả kia mùi hoa cũng phản phất có thể ngửi được giống nhau. Lúc này, trong trò chơi Nam tầm vẫn là tiến vào trò chơi trước bộ dáng, cho nên, ngực còn ở, đinh một tiếng. Nam tầm trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoạn phù không kim sắc văn tự. Một đào trầm thấp có từ tính giọng Nam tùy theo vang lên, trăm vạn năm trước trên chín tầng trời thần giới cuối cùng một vị thần tôn ngã xuống từ đây thiên hạ lại không người thành thần nam tầm hai mắt hơi hơi trợn mắt là nàng ảo giác sao vì cái gì cảm thấy này phía chính phủ giảng giải trò chơi bối cảnh thanh âm cùng huyết minh có chút giống nhưng nghĩ lại tưởng tượng huyết minh dùng chính là người khác thân thể thanh âm không có khả năng vẫn là nguyên lai thanh âm có lẽ chỉ là trùng hợp phía chính phủ giảng giải trò chơi bối cảnh thời điểm chung quanh cảnh tượng cũng đi theo thay đổi ráng màu chiếu khắp thác nước phi lưu thẳng hạ tiên thú thủy thú ở tiên sương mù lượn lờ trong rừng chạy vội thú kêu chim hót đột nhiên không trung xuất hiện một cái thật dài cầu thang kia cầu thang nải kim ngọc sở xây kim quan bức người nối thẳng cửu thiên nguyên lai nơi này là tiên giới mà kia cầu thang chính là đi thông thần giới thần thang cầu thang đột nhiên kéo gần cuối là một tòa kim bích huy hoàng đại điện tầm vang một tiếng cửa điện mở ra nam tầm thấy được chỗ cao kia một phen cửu thiên thần ngọc làm thành bảo tọa thần tôn bảo tọa lưu động ba dê cảnh tượng phối hợp phía chính phủ giảng giải quả thực làm người máu sôi trào chiến ý đốn sinh trên chín tầng trời kia đem thần tôn chi ghế một chút ở nam tầm trước mắt phóng đại nhưng mà ở nàng đang muốn duỗi tay đụng vào thời điểm chung quanh cảnh tượng lại là biến đổi khí thế rộng rãi đại điện không thấy hết thảy về tới lúc ban đầu như cũ là hoa thơm chim hót cánh rừng mới vừa rồi kia chấn động nhân tâm cảnh tượng phản phất giống như hải thị thận lâu. Đó là nam tầm một cái tiểu nữ tử cũng bị vừa rồi kia từng bức họa cấp khiếp sợ tới rồi, càng đừng nói những cái đó trong xương cốt liền tôn trọng lực lượng hán tử nhóm. Khi phía chính phủ giảng giải giới thiệu xong trò chơi bối cảnh lúc sau, nam tầm trước mắt kim sắc văn tự chậm rãi giấu đi. Sau đó, phía trước xuất hiện một cái nhắc nhở khung. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngài là lão người dùng, ngài có một lần thay đổi môn phái cơ hội, thỉnh lựa chọn là hoặc là không. Nam Tầm cảm thấy hợp hoang tông rất có ý tứ, lựa chọn không, cam chịu nguyên lai like chức nghiệp cùng trang phục, nhắc nhở khung lập tức lại bắn ra nàng cá nhân tin tức. Mặt khác đều là chữ màu đen, chỉ có trò chơi danh xã hội ngươi tầng ca mấy chữ biến thành màu đỏ, tỏ vẻ này hạng nhất không thông qua. Mặt sau đi theo một câu nhắc nhở, đây là tu tiên võng du, tên trung sinh đừng mang hiện đại từ ngữ. Nam Tầm, hảo đi, nàng cũng cảm thấy nguyên chủ lấy tên chơi trò chơi khi thực ra diễn nam tầm nghĩ nghĩ đem trò chơi danh đổi thành thiên hạ đệ nhất đạo lữ khụ khụ có điểm tiểu ngượng ngùng tuy rằng đem thần thú hai chữ tĩnh lược nhưng người nào đó hẳn là nhìn ra được nàng đã nguôi giận đi nam tầm ấn xuống xác định cái nút nhắc nhở khung lại nhảy ra tân nhắc nhở người chơi dung mạo có thể tiến hành điều tiết điều chỉnh biên độ vì năm không cộng năm không nam tầm đem lăn lộn điều kéo đến cộng ba không vị trí nàng hiện tại là nhan giá trị thấp phong, không điều cao điểm nhi còn như thế nào đương Mỹ Nam tử. Nhưng là đâu, cũng không cần cộng năm không như vậy khoa trương, có đôi khi Mỹ quá mức nói sẽ làm người cảm thấy giống ma nơ canh. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, thỉnh tôn kính người dùng lại lần nữa xác minh, điểm đánh xác nhận. Trò chơi ID, thiên hạ đệ nhất đạo lữ. Môn phái, hợp hoang tông, giới tính, nam, nhân vật hình tượng, yêu nghiệt nam ba hào Jeep G, dung mạo điều chỉnh cộng ba không. Tin tức trong khung cung lựa chọn nhân vật hình tượng đã toàn bộ đổi mới thành thượng điều sau nam tầm mặt, bởi vì tính cách vị nam, này đó mặt tự động biến thành nam tướng, hoặc xoái khí hoặc yêu nghiệt. Nam tầm qua lại hoạt động thưởng thức thưởng thức. Không tồi, đủ mỹ, cũng không tính quá sai lệch. Điểm đánh xác nhận, hệ thống, tin tức xác nhận, nhân vật hình tượng hợp thành trung, hợp thành xong. Nam tầm bộ dáng đột nhiên thay đổi, nguyên bản tầng ca 168 thân cao đã tính không tồi, không ngờ hệ thống thế nhưng đem thân thể của nàng kéo trường, sinh sôi cấp cấp cao tới rồi 180 mễ, thân thể trở nên so ban đầu rắn chắc một ít, ngực tự nhiên cũng không có. Hợp hoang tông tao bao hồng bào mặt ở trên người nàng, tóc cũng tự động biến thành một đầu cặp mông tóc đen. Nam tầm cúi đầu nhìn nhìn, không cấm đỡ tráng, thật là chuyên nghiệp hệ thống, cương nhiên đem nàng hoàn toàn biến thành một cái thật nam nhân. Nhân vật hợp thành lúc sau, hệ thống tự động đem nam tầm truyền tống tới rồi hợp hoang tông đại điện hợp hoang tông nợp cờ trưởng lão tuyên bố tay mới nhiệm vụ nam tầm tiếp thu nhiệm vụ tiến vào tay mới nhóm đều sẽ đi vạn linh chi lâm mới vừa tiến vào vạn linh chi lâm nam tầm liền sợ ngay người thật nhiều người có thể nói là biển người tấp nập liếc mắt một cái nhìn lại đều là người thân xuyên bất đồng tông môn phục sức người chơi tất cả đều là soái ca mỹ nữ đẹp mắt đến cực điểm ở phát hiện có hơn phân nửa nam tính người chơi cùng hơn phân nửa nữ tính người chơi đều là một cái thân cao lúc sau, nam tầm không cấm cười. Nàng minh bạch, hệ thống cam chịu nam tính người chơi thân cao là 180M, mà nữ tính thân cao, đại khái là 165M, nếu người chơi không đạt được cái này độ cao, vì trò chơi nhân vật Mỹ quan độ, hệ thống sẽ tự động đem người chơi thân cao điều chỉnh đến cam chịu giá trị. Đương nhiên, nếu vượt qua cam chịu giá trị, hệ thống liền sẽ không hỗ trợ điều thân cao, chỉ ở hình thể thượng điều chỉnh, bảo đảm mỗi một cái người chơi đều là soái soái đát, mỹ mỹ đát, cùng bàn phím võng du thời điểm giống nhau, mỗi người trên đầu đều có thể nhìn đến chính mình trò chơi danh nhi cùng tu luyện cấp bậc. Nam tầm hiện tại biểu hiện đó là, thiên hạ đệ nhất đạo lữ, không cấp, tu chân tân nhân. 15 cấp sơ cấp nhiệm vụ đều tại đây vạn linh chi trong rừng hoàn thành, phần lớn là ngắt lấy một ít linh thảo, hoặc là trảo một ít cấp thấp yêu thú, lấy này da lông hoặc là giác cùng móng vuốt ai chờ làm thuốc chờ lộng tới mấy thứ này người chơi liền sẽ bị yêu cầu đưa đến trấn nhỏ thượng địa phương nào sau đó lại liên lụy ra một đống lớn nhiệm vụ này đó đối nam tầm tới nói đều là chút lòng thành thực mau nàng liền luyện đến năm cấp thành công tu luyện đến luyện khí trung kỳ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm nam tầm liền ở chính mình trước mặt một chút di động màn hình lại lần nữa xuất hiện mặt trên có người tin tức kênh thế giới rời khỏi chờ lựa chọn Nam Tâm click mở kênh thế giới, tính toán dạo một vòng. Trước kia kênh thế giới đều là người chơi đánh chữ hoặc là giọng nói giao lưu. Chính là hiện tại, Nam Tâm nhìn thấy kia hình ảnh lúc sau mừng rỡ không được. Không dưới ngàn danh người chơi ở cùng phiến trên cỏ ngồi trên mặt đất, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, trực tiếp miệng giao lưu. Nam Tâm tìm cái địa phương ngồi xuống, mong còn không có ngồi nhiệt, một cái vạn kiếm tông người chơi liền thấu lại đây. Người này nói chuyện đồng thời, Nam Tâm phía trước cũng có một hàng chữ nhỏ xuất hiện. Trương Uy Võ, huynh đệ, lợi hại a, à, lúc này mới khi nào ngươi liền luyện đến năm cấp. Suy xét gia nhập cái nào ban hội? Tới ta một nồi hầm ban hội thế nào? Nam tầm hơi hơi nhướng mày, một nồi hầm. Này không phải phía trước tầng ca gia nhập cái kia ban hội sao? Trước mắt người mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, làn da thượng còn có thể nhìn đến thô lỗ chân lông. Nam tầm hoài nghi người này không điều quá nhan giá trị, chính là bản tôn hình tượng. Họ trương, lại là như vậy cái quen thuộc miệng lưỡi. Nam Tầm lập tức liền nghĩ tới một người, Trương Đại Ít, trước mắt người lập tức trừng mắt, cả kinh nói, đờ mờ. Nguyên lai là trong ban huynh đệ. Huynh đệ, người lớn lên cũng thật xinh đẹp, huynh đệ, người mắt mù a, à, ta là nam nhân, ta biết a, à, nam nhân liền không thể lớn lên xinh đẹp. Huynh đệ, ta đều sửa tên ngươi còn có thể nhận ra ta, hai ta quan hệ khẳng định thực thiết đi, nhắc tới này sửa tên một chuyện, trước mắt người này nhìn không được bạo thô khẩu dựa lão tử nguyên lai danh nhi thật tốt nghe a à, hệ thống phi nói không văn minh làm ta cấp sửa lại nói huynh đệ ngươi rốt cuộc ai a à. nam tầm hơi hơi mỉm cười ta là xã hội ngươi tần ca hệ thống nói ta danh nhi quá hiện đại ta liền sửa lại trương uy võ sửng sốt đờ mờ a à. lão tử vẫn luôn cho rằng ngươi cùng ta là giống nhau tháo hán tử ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp hỗn đảng ngươi lừa gạt lão tử trương uy võ bla bla trung gian mổ một giây lại đột nhiên một đốn mắc kẹt hắn xem xét nam tầm trên đầu đỉnh kia trò chơi ai đi thiên hạ đệ nhất đạo lữ lại xem xét nơi xa tản bộ đi tới kia tuyệt đỉnh soái ca không cấm lại lần nữa đờ mờ nam tầm đi theo hắn ánh mắt quay đầu nhìn đến một cái bạch y phiêu phiêu nam nhân chính hướng bên này dạo bước mà đến người nọ bước đi thanh thản từ dung tuyệt sắc có người xuyên bạch y sẽ làm người cảm thấy là trang bức người này lại làm người cảm thấy, hắn nên như thế, khí độ cao quý thanh lãnh, hồn nhiên thiên thành. Nam tầm ánh mắt dừng ở hắn đỉnh đầu, khóe miệng không cấm vừa kéo, thiên hạ đệ nhất, một cấp, luyện khí sơ kỳ. Trương Uy võ qua lại ngó vài lần, nhìn về phía hai người ánh mắt tức khắc trở nên cổ quái lên, thấp giọng hỏi câu, lão tần, các ngươi nhận thức, hơi đốn, thanh âm ép tới càng thấp, các ngươi nên không phải là cái kia đi, nam tầm, khi vạn kiếm tông người chơi đi đến hai người trước mặt, ưu nhã mà vén lên áo bào trắng, ở nam tầm bên cạnh ngồi trên mặt đất. Tuấn giật phi thường nam tử nhìn về phía nàng, đạm đạm cười, vị đạo hữu này, nhìn đến ngươi trò chơi ai đi, ta cảm thấy cùng ngươi duyên phận quá sâu. Nam tầm ở trong lòng ha hả một tiếng, gặp quỷ duyên phận quá sâu. Nếu hiện tại nàng còn không biết thứ này đã sớm nhận ra nàng, lại còn có ở trong tối rình coi nàng đã lâu, nàng liền không gọi nam tầm. Bởi vì chơi là nam hào, nam tầm thanh âm cũng bị hệ thống điều chỉnh thành giọng nam, vẫn là cái loại này tô tô giọng nam hồng y yêu nghiệt nam nhiên hắn liếc mắt một cái quả nhiên là phong tình liễm diễm làm nhân tâm thần nhộn nhạo đúng vậy ta cũng cảm thấy duyên phận không cạn làm bằng hữu nay vạn kiếm tông người chơi đạm cười nói vinh hạnh đến cực điểm đạo hữu không ngại nói có thể xưng hô ta một tiếng a minh nam tầm giữa mày run rẩy cái này không biết xấu hổ không biết đạo hữu ngươi lại như thế nào xưng hô thiên hạ đệ nhất hỏi nam tầm nghe thấy cái này vấn đề tức khắc mặt mày hớn hở, cười tủng tỉm nói, đạo hữu có thể xưng hô ta tần ca, đại ca ca, thiên hạ đệ nhất, tần huynh, hắn kêu lên. Nam tầm nhướng mày, lão đệ, là tần ca, tần huynh nghe văn trứ trứ, ca không thích nghe, thiên hạ đệ nhất, cũng chính là huyết minh nhìn nàng, trong mắt mỉm cười, nửa ngày lúc sau, hắn môi mỏng vừa động, thấp giọng gọi nàng, tần ca, ha hả, người vui vẻ liền hảo. Nam tầm cười cong mắt, ha 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 ha, tiểu đệ, ngươi xem ngươi mới một bậc, hoàn toàn chính là cái trò chơi tay mơ, về sau đi theo ca, ca mang ngươi cơm ngon rượu say. Nam tầm làm như có thật mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ đại ca đại bộ dáng, chỉ tiếc gương mặt kia quá xinh đẹp, thiếu điểm nhi khí thế, huyết minh môi hơi hơi một hiên, ta thật là cái trò chơi tay mơ, tần ca nếu là không ngại nói, ta liền đi theo ngươi lăn lộn, về sau lao tần ca nhiều hơn chiếu cố. Một bên trương uy võ xem trận tròn mắt, Hắn còn tưởng rằng này hai người nhận thức đâu, hơn nữa là cái loại này không thể ngôn nói quan hệ, nguyên lai không phải a, à, kia tên này nhi lấy được cũng quá vừa khéo đi, cho nên này hai người liền như vậy vui sướng mà biến thành đại ca cùng tiểu đệ quan hệ, cái kia, không phải, lão Tần a, à, ngươi sao liền nghĩ đến lấy tên này nhi? Hải ta vừa rồi hơi kém hiểu lầm các ngươi, Trương Uy võ đột nhiên chen vào nói, đánh vỡ hai người gian cái loại này kỳ quái bầu không khí. Nam Tầm giải thích nói, thiên hạ đệ nhất đạo lữ, có vấn đề sao? Ta chơi là hợp hoang tông, rất nhiều cao cấp kỹ năng muốn xong tu lúc sau mới có thể giải khóa, ta tên này nhi là ở nói cho quảng đại các người chơi nữ, tưởng kết đạo lữ tìm ta, ta là thiên hạ đệ nhất đạo lữ, tốt nhất đạo lữ người được chọn. Trương Uy võ gãi gãi đầu, hắc hắc nói, ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy là ý tứ này, chính là vị này thiên hạ đệ nhất huynh đệ danh nhi cùng ngươi cũng quá, hai ngươi đi cùng một chỗ đại gia thực dễ dàng hiểu lầm đi nam tầm một bộ cao thâm khó đoán trang bức hình dáng đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi ta cùng minh tiểu đệ chỉ là thuần khiết huynh đệ chi tình Quyết minh xem nàng ở đàng kia trang đuôi lông mày nhiễm cười khóe miệng câu cười minh tiểu đệ a à, không phải ca nói ngươi ngươi một trò chơi tay mơ không biết xấu hổ lấy tên này như sao cũng không sợ người khác dỗi chết ngươi nam tầm đột nhiên giáo dục hắn trương uy võ cũng liên tục gật đầu đúng vậy huynh đệ chúng ta toàn phục lợi hại nhất đại thần trường kiếm đi thiên hạ cũng không dám nói chính mình thiên hạ đệ nhất. Ngươi tên này nhi quả thực là tự cấp chính mình kéo thù hận a, à, ngươi sẽ không sợ có người tìm ngươi ca. Quyết Minh hơi hơi mỉm cười, không quan hệ, tê ca cái hai ba lần, bọn họ liền biết ta thực đồ ăn, sẽ không lại tìm ta phiền toái. Hơi đúng, hắn rất là ý lại mà nhìn Nam Tầm, lại nói, ta hiện tại có tầng ca che chở, không sợ. Nam Tầm, thật đúng là sẽ thuận côn bò. Quyết Minh nhìn về phía Trương Uy Võ, hỏi, Trương Đạo Hữu tự hồ ở chiêu mộ ban hội thành viên. Đúng vậy, tuy rằng ban hội còn không có bắt đầu thành lập, nhưng là ta thân là phó ban chủ, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Quyết Minh gật gật đầu, nói, đem ta cũng thêm vào đi thôi, ta tưởng cùng tần ca gia nhập cùng cái ban hội. Trương Uy Võ, hắn là tưởng chiêu mộ thành viên, nhưng tuyệt không phải loại này tay mơ a. À. Nam tầm quét Quyết Minh liếc mắt một cái, nói, lão Trương, khiến cho hắn cùng ta một khối nhập ban đi cùng lắm thì ta ngày thường nhiều làm điểm nhi cống hiến trương uy võ vội vàng nói nhìn ngươi lời này nói ai còn không đều là từ nhỏ tay mơ lại đây ta xem trọng minh huynh đệ quyết minh hơi hơi híp híp mắt sửa đúng nói trương huynh vẫn là trực tiếp kêu thiên hạ đệ nhất đi ta thích người khác như vậy kêu ta trương uy võ đinh một tiếng nam tầm trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở khung thiên hạ đệ nhất xin thêm ngươi vì bạn tốt đồng ý hoặc cự tuyệt nam tầm quét về phía bên người nam nhân nam nhân đạm đạm cười về sau còn có rất nhiều không hiểu thỉnh giáo tần ca bỏ thêm bạn tốt sẽ phương tiện rất nhiều nam tầm trong lòng hừ một tiếng ấn đồng ý trương uy võ cũng vội vàng xin thêm bạn tốt huyết minh vô tình mà ấn cự tuyệt hướng hắn cười đến thực ôn hòa muốn tìm ta nói liền tìm tần ca ta cùng tần ca khẳng định như hình với bóng nam tầm yên lặng mà bỏ qua một bên mắt vương bát đảng ai muốn cùng ngươi như hình với bóng trương uy võ cười gượng một tiếng tổng cảm thấy này thiên hạ đệ nhất huynh cho người ta cảm giác quái quái nói hắn tính tình ôn hòa đi rồi lại giống như không phải như vậy bình dị gần gũi nhưng nói hắn người này lạnh nhạt đi rồi lại không phải như vậy hồi sự hơn nữa lão tần cùng người này thật là lần đầu tiên nhận thức sao này hai người đối thoại nghe như thế nào liền như vậy cơ tình trạng đầy đâu xấu hổ trương uy võ dời đi lực chú ý ngắm hướng chung quanh Kênh thế giới các người chơi đều ở thảo luận lần này game online thực tế ảo thể nghiệm, 99% người chơi biểu tình kích động. Hiển nhiên đối thần tôn này khoảng tân ra game online thực tế ảo vừa lòng không thôi. Các ngươi nhìn đến ban đầu trò chơi bối cảnh giới thiệu sao? Quá chấn động, nếu có thể tu luyện thành thần, quả thực muốn sản phá chân trời, một năm người chơi nói. Khi phía chính phủ giảng giải thanh âm thật là dễ nghe, nghe được ta lỗ tai đều mang thai, một người chơi nữ nói này người chơi nữ ly đến không xa, thanh âm cũng không thấp. Nam tầm nghe được lời này, theo bản năng mà ngắm huyết minh liếc mắt một cái, thằng nhãi này còn nhìn chầm chầm vào nàng, đôi mắt đều không mang theo chớp. Ngươi tổng nhìn chầm chầm ta làm cái gì? Nam tầm hỏi. À, ta chính là muốn nhìn một chút tần ca như vậy cao thủ rốt cuộc trông như thế nào? Tần ca, không bằng chúng ta lại đi làm làm nhiệm vụ, buổi tối lại tiếp tục đi, các ngươi ban ngày chẳng lẽ không có công tác phải làm? Huyết minh nhàn nhạt nhướng mày, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Người công tác là vì sinh hoạt, lại không phải vì đem chính mình mệt mỏi chết, Trương Uy Võ Hắc Hắc nói, ta thích đệ nhất huynh lời này. Dù sao ta không gì tiền đồ, tính toán tốt nghiệp lúc sau liền đi ta lão ba công ty ngốc, nam tầm, nguyên lai là cái phú nhị đại. Bất quá, đương sâu gạo đương đến như vậy đương nhiên cũng là đủ tươi mát thoát tục, ngươi như vậy nhiệt tình yêu thương trò chơi, có thể suy xét làm trò chơi tương quan ngành sản xuất, trò chơi nghiên cứu phát minh a à, trò chơi kế hoạch a à, trò chơi thí nghiệm a à từ từ trương uy võ nghe được lời này đôi mắt bỗng dưng sáng ngời rạng rỡ sinh quan lão tần ngươi như vậy vừa nói ta đột nhiên tìm được rồi chính mình nhân sinh phương hướng huyết minh đúng lúc cắm câu game online thực tế ảo phát triển nhanh chóng không ra hai năm liền sẽ xuất hiện game online thực tế ảo cạnh kỹ ngành sản xuất ngươi nếu là thao tác không tồi cũng có thể suy xét đương một người tuyển thủ chuyên nghiệp trương uy võ nghe được huyết minh nói càng kích động từ hôm nay trở đi ta phải hảo hảo chơi trò chơi sớm ngày thành thần huyết minh hơi hơi gật đầu hiện tại liền đi thôi giành giật từng giây được rồi trương uy võ lập tức rời khỏi kênh thế giới tiếp tục làm nhiệm vụ soát kinh nghiệm đi trương uy võ cái này bóng lưỡng bóng đèn cứ như vậy bị huyết minh một câu chi đi rồi nam tầm thật sự là ngốc đến có thể dư lại hai người trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc không nói gì một giây hai giây năm giây sau Ngồi ở nam tầm bên cạnh bạch y nam tử đột nhiên động, thân mình lặng lẽ hướng nàng bên này cỏ tới, cùng nàng vai sát vai ngồi, thấp giọng nói câu, ta có chút thân mật lời nói muốn cùng ngươi nói, chúng ta đổi cái không ai địa phương. Nam tầm nhưng thật ra không có dịch vị nhi, cam chịu hắn như thế đường đột hành vi, chỉ trừng hắn một cái, nhắc nhở nói, kêu tận ca, huyết minh khóe miệng hơi hơi một câu, ca, chúng ta đổi cái chỗ ngồi. Nam tầm nghe thế một tiếng triền miên lâm ly ca, tầm can nhi khẽ rung lên, tô. Này một tiếng ca, nàng nghe như thế nào liền như vậy mang cảm đâu, chẳng lẽ nàng nội tâm quả thực ở một cái tháo hán tử. Nam tầm thất thần một lát công phu, bên người này không biết xấu hổ mà đã được một tất lại muốn tiếng một thước mà ông nàng bả vai. Ca, người ở đây quá nhiều, chúng ta tìm cái không ai địa phương trò chuyện đi. Người trước buông ra, trước công chúng, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì, nam tầm trừng hắn liếc mắt một cái. Huyết Minh gật đầu, cà giáo huấn chính là nam tầm nhân vật sắm vai ngươi còn sắm vai nghiện rồi huyết minh buông ra tay kiến nghị nói không bằng đi rừng hoa đào khi chỗ đào hoa thành phiến mùi hương diên người không chừng còn có thể phát hiện ngươi thích nhất đào hoa nhưỡng nam tầm đang muốn đáp ứng trong ốc lại đột nhiên vang lên ông ông thanh âm minh tiểu đệ hai ta chỉ có thể lần sau lại hẹn ta mũ giáp cảnh báo vang lên thu được trò chơi mũ giáp thời điểm Nam Tâm liền nghiên cứu qua mũ giáp các loại cách dùng, trò chơi mũ giáp có nhắc nhở cảnh báo, game online thực tế ảo cảnh tượng lại chân thật cũng là giả thuyết, trong hiện thực người sẽ đói khác sẽ khác, hệ thống cam chịu cảnh báo thời gian là 8 giờ, nói cách khác, người chơi thượng tuyến thời gian vượt qua 8 giờ lúc sau, mũ giáp sẽ tự động báo nguy, người chơi không thể không rời khỏi trò chơi, cái này cảnh báo thời gian có thể chính mình thiết trí, thời gian cụ thể tới rồi vài giờ vài phần, có thể nói là tương đương phương tiện Đương nhiên, dài nhất không được vượt qua cam chịu 8 giờ, người chơi nếu chơi trò chơi thời điểm chết đói, kia trò chơi này công ty cũng liền đóng cửa. Ngươi định chính là vài giờ, Huyết Minh hỏi. 11 giờ rưỡi, sớm như vậy. Còn không đến cơm điểm, ai cùng ngươi đại lão gia dường như, ta là một giới thảo dân, cái gì đều phải tự lực cánh sinh, lúc này ta nên nấu cơm đâu. Huyết Minh đột nhiên duỗi tay xoa xoa nàng đầu, tuy rằng hiện giờ nam tầm là cái nam nhân, có được một. M thân cao nhưng không chịu nổi huyết Minh càng cao a à, tiếp cận một M chín thân cao sờ đầu sát gì đó làm lên vẫn là không hề ảnh hưởng trong khoảng thời gian này khổ ngươi huyết Minh than nhẹ một tiếng sau đó thập phần chân thành mà kiến nghị nói không bằng ngươi dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ Nam Tâm mệt nàng nghe được nửa câu đầu còn có một tí xíu ấm lòng không nghĩ tới liền toát ra mặt sau câu này Minh tiểu đệ có câu nói gọi là khoảng cách sinh ra Mỹ như bây giờ khoảng cách bản nhân đặt vừa lòng ngươi một người lại là nấu cơm lại là kiếm tiền thật sự vất vả có ta ở đây hà tất đem chính mình lộng như vậy mệt huyết minh dùng ra đại chiêu lại đây cùng ta cùng nhau trụ ta mỗi ngày cho ngươi làm dinh dưỡng bữa tiệc lớn nam tầm đáng xấu hổ mà dao động a minh trù nghệ có thể so với đầu bếp làm cơm thật sự ăn rất ngon nhưng là nàng không thể nhanh như vậy thỏa hiệp nam tầm rất có cốt khí mà lắc đầu Quyết Minh không có cưỡng cầu nữa, hơi hơi chọn Hạ Mi, hảo đi, ngươi cao hứng liền hảo. Đêm nay 8 giờ, ta ở rừng hoa đào chờ ngươi. Nam tầm vội vàng mở ra giao diện, ấn rời khỏi. Quyết Minh nhìn trò chơi nhân vật đột nhiên biến mất địa phương, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Vốn tưởng rằng còn muốn hống thượng hồi lâu, không nghĩ tới hỏa khí nhanh như vậy liền tiêu. Nam tầm tháo xuống mũ giáp, ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt. Không chỉ có là bởi vì trong trò chơi cảnh tượng làm được thực chân thật, càng là bởi vì nàng ở trước thế giới ngây người quá dài thời gian đột nhiên xuyên đến cái này hiện đại hóa thế giới ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy hoảng hốt đối nàng tới nói thế giới này đảo như là một cái võng du xoa xoa chính mình huyệt vị sau nam tầm làm trong chốc lát kéo duỗi vận động sau đó đi phòng bếp làm cơm trưa vốn dĩ trước kia không cảm thấy gì nhưng ở trong trò chơi nghe được người nào đó nói nếu trụ một khối mỗi ngày đều có thể ăn đến hắn thân thủ làm dinh dưỡng bữa tiệc lớn sau nam tầm nấu cơm cũng chưa nhiệt tình ăn cơm thời điểm cũng cảm thấy quả nhiên vô vị a a a a cái kia vương bác đảng tuyệt đối là cố ý nam tầm giữa trưa ngủ cái mỹ mỹ tiểu giác buổi chiều không tính toán tiến vào võng du mà là mở ra hồ sơ tiếp tục viết chính mình cẩu huyết tiểu ngôn viết viết một không cẩn thận liền đem bên trong nam chủ viết tàn nam chủ còn bởi vì chúng tà thuật mấy ngày không thể ăn cơm làm nhìn nữ chủ ăn các loại bữa tiệc lớn nam tầm càng viết càng vui sướng còn hừ nổi lên ca nhi, tiểu bát ấu trĩ. Buổi tối 7 giờ 55, Nam tầm đúng giờ online, yêu nghiệt hồng y Mỹ Nam đến rừng hoa đào thời điểm, kia một thân bạch y khí chất Nam tử đã tới rồi. Này phiến rừng hoa đào chính là cái dùng cho xem xét cảnh tượng, những cái đó bức thiết muốn thăng cấp người chơi tự nhiên sẽ không tới nơi này thưởng cảnh. To như vậy trong rừng hoa đào chỉ hắn một người, bạch y phiêu phiêu, thanh lãnh trác tuyệt, quyết minh dạo bước đến nàng trước mặt, đạm cười hỏi nàng, tầm tầm hết giận, không tiêu nói ta có thể lấy như vậy danh nhi, còn không phải cho ngươi xem. huyết minh ông lấy nàng bả vai hướng trong đi, tầm tầm, ta có thể giải thích. quy quy, ta hiện tại chính là đại ca ngươi, chú ý điểm nhi hình tượng. a, à, trước kia ngươi đương nam nhân thời điểm ta lại không phải không ấp ấp ông ông quá. nam tầm ngẩn ra, diêm la cùng tiểu bạch sao? nàng đột nhiên thấp giọng hỏi nói, a à minh, ngươi tất cả đều nhớ rõ sao? ân, trước kia kinh một đời quên một đời sau lại khôi phục thực lực lúc sau liền toàn nhớ ra rồi hai người tìm một cây đẹp nhất cây hoa đào ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàn cây a à minh ta biết ngươi vì cái gì muốn phong ấn ta ký ức ta có thể lý giải nhưng vẫn là không vui nam tầm nhíu mày nói ngươi chính là ở oán ta trước kia đối với ngươi làm sự huyết minh giật mình nhàn nhạt nói ngươi mang theo như vậy mục đích tiếp cận ta ta không nên oán ngươi sao nam tầm nên phi thường nên nếu là ta ta cũng oán nhưng là a à minh mặt sau chúng ta cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều thế giới, chúng ta sớm đã không phải cái thứ nhất thế giới túy ly huyên cùng yêu vương, như vậy nhiều thế giới, ngươi thật sự liền không cảm giác được sao? Có một số việc chẳng lẽ một hai phải ta làm trò ngươi mặt chính miệng nói ra ngươi mới tin tưởng, ngươi phong ấn ta ký ức, đơn giản chính là không tin ta đối với ngươi cảm tình, cho nên lòng ta có như vậy một chút khổ sở, thật giống như, giống như ta sở hữu cảm tình ở ngươi trong mắt biến thành một cái chê cười, ta là ở diễn trò, lại là dùng một trái tim chân thành ở diễn trò, mặc dù là lúc ban đầu thế giới, ta đối với ngươi huyết minh cũng không phải toàn vô cảm tình, chỉ là khi đó kia phân cảm tình trộn lẫn đồ vật quá nhiều, cho nên liền có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể lên. A à minh, ta từ đầu đến cuối đều là nghiêm túc. Huyết minh trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi, nếu là thiệt tình, vì sao ngươi mỗi lần đi được như vậy tiêu sái Vì sao ngươi xoay người liền đầu nhập một cái khác? Ta tâm ấp, nếu ta chiếm sai rồi thân mình ngươi có phải hay không liền phải cùng người khác nam tầm nghe được lời này quả thực muốn chọc giận cười đằng huyết minh ngươi cho rằng ta là khi nào nhận ra ngươi đại để bốn năm cái thế giới về sau nam tầm ngươi cho rằng cái thứ nhất thế giới thời điểm ta là bạch cùng ngươi sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm ta mẹ nó cái thứ hai thế giới liền biết kia ma quỷ là ngươi huyết minh bởi vì giật mình hai mắt hơi hơi trợn mắt xem nàng nhìn cái gì mà nhìn ngươi không phải thông minh sao này đều nhìn không ra tới. Nam tầm khoanh tay trước ngực, khí hống hống nói, thật là, ta là như vậy tùy tiện nữ nhân sao? Huyết Minh ngơ ngẩn, lẳng lặng mà nhìn nàng, trầm mặt không nói. Hai người đều là một bộ đối lẫn nhau mà nói xa lạ vô cùng gương mặt, nhưng lẫn nhau thần thái, ngôn ngữ, biểu tình, từng người đều vô cùng quen thuộc, cũng rõ ràng mà biết. Trước mắt người này chính là chính mình đầu quả tim nhi thượng cái kia. Nam tầm hít một hơi lại thật mạnh nhổ ra, tính, kỳ thật cũng không thể toàn trách ngươi ta ở cái thứ nhất thế giới thời điểm xác thật không đủ ổn trọng rụt rè a minh ta nói thật ngươi đừng bực ta cái thứ nhất thế giới thời điểm ta còn có chút không chân thật cảm không có đem kia thế giới trở thành một cái chân thật thế giới một phương diện thế giới kia đối ta tới giảng bản thân liền quá huyền huyễn. về phương diện khác tiểu bác luôn là thôi miên ta làm ta đem nó trở thành một cái trò chơi làm ta không nên tưởng thiệt ngô quan trọng nhất một chút ngươi lớn lên soái hoàn toàn phù hợp ta thẩm mỹ cho nên ta đối với ngươi cũng không phải thực kháng cự cho cốt cấp nhang khống nam tầm liền tính muốn ở trò chơi thất thân kia cũng tuyệt đối muốn tìm cái phù hợp nàng thẩm mỹ nếu huyết minh lớn lên xấu liền tính tiểu bác như thế nào lừa nàng hố nàng nàng cũng tuyệt đối không thể cùng đối phương tương tương nhưỡng nhưỡng huyết minh nghe xong lời này tâm tình có chút vi diệu tầm tầm thật đúng là kia ngắn mũi vi diệu lúc sau trong lòng liền chỉ còn lại có vui mừng nguyên bản cảm thấy này phó túi da không gì tác dụng, nhưng nàng nếu thích, kia đó là lớn nhất tác dụng. Nam Tâm tiếp tục nói, A Minh, ta thừa nhận chính mình cái thứ nhất thế giới xác thật không quá nghiêm túc, đặc biệt là ngay từ đầu, ta cũng chưa đem ngươi trở thành cá nhân. Ta ý tứ là không trở thành cái chân thật người, ngươi hiểu cái loại cảm giác này sao? Tự như chúng ta hiện tại ở Thần Tôn, game online thực tế ảo, ngươi xem, mặc kệ chung quanh cảnh tượng làm được lại Mỹ, chung quanh này đó người chơi nhìn nhiều chân thật, thế giới này với ta mà nói đều không phải thật sự ở thế giới kia đau tiểu bác liền giúp ta che chắn rất đau đớn buồn tiểu bác liền bồi ta tâm sự có cái nào chân thật thế giới sẽ là cái dạng này nhưng là a à minh sao lại cùng ngươi ở chung lâu như vậy người đối ta hảo ta đều có thể cảm giác được ta chỉ là không dám đối với ngươi động tình một cái tùy thời đều sẽ rời đi người sao có thể thật sự lãng đến bay lên ta phải chú ý sự tình quá nhiều không dám đầu nhập quá nhiều cảm tình mặc kệ thân tình tình yêu vẫn là hữu nghị nam tầm nói chính mình trước ngượng ngùng mà xoa xoa mặt đờ mờ một không cẩn thận liền lừa tình ta ngày thường kỳ thật không có như vậy cảm tính huyết minh đột nhiên duỗi tay ông vòng lấy nàng bả vai đại trưởng chống lại nàng đầu hướng phía chính mình một dựa trong lòng vui mừng phai nhạt chút biến thành đau lòng đặt mình vào hoàn cảnh người khác hắn không nhất định làm sao nàng hảo hắn không nên oán nàng nam tầm thuận thế dựa vào hắn trên vai nhẹ nhàng thở dài một hơi ngươi cho ta tâm là cục đá làm a à? tuy rằng cái thứ nhất thế giới ngươi giống cái bệnh thần kinh động bất động liền muốn ăn ta nhưng ngươi sau lại cũng là thật sự rất tốt với ta lòng ta đều rõ ràng bất quá a à minh ngươi đến thừa nhận ngươi người này có đôi khi thật thực biến thái cũng theo ta có thể chịu đựng ngươi trừ bỏ ta ai sẽ thích thượng ngươi cái này bệnh thần kinh quyết minh khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ thấp thấp ừ một tiếng có ngươi thích ta là đủ rồi hắn giơ tay mềm nhẹ hai hạ nàng đầu xuất khẩu thanh âm có chút trầm thấp mất tiếng tầm tầm ngươi tiếp tục nói ta còn muốn nghe nam tầm mắt trợn trắng khi ta thuyết thư đâu nàng xác có quá nhiều trong lòng lời nói muốn cùng người nam nhân này nói không nói rõ ràng nói tuy rằng hắn cái gì đều không nói nhưng dựa theo hắn tính tình hắn đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là sẽ chú ý nam tầm nhiều hiểu biết người này a à, nàng chính là hắn trong bụng trùng mỗi người đều có chính mình động tác nhỏ thói quen nhỏ đặc biệt ngươi người này a như vậy cố chấp như vậy táo bạo chiếm hữu dục lại như vậy cường tính tình cũng kém đến thực nhận ra ngươi cũng không khó mặc kệ ngươi biến thành người nào này đó trong xương cốt đồ vật là sẽ không thay đổi ngươi xem a à, ngươi chán ghét ăn cà rốt thói ở sạch rất nghiêm trọng này hai điểm là nhất rõ ràng hơn nữa không biết có phải hay không ngươi nguyên nhân ngươi xuyên những người này đều là môi mỏng nhìn quá bạc tình đi đường tư thái rất giống sinh khí khi vi biểu tình cùng cao hứng khi vi biểu tình cũng đều có điểm giống nhau vi biểu tình biết là cái gì không chính là híp mắt a nhấp miệng a nhíu mày a này đó kỳ thật nơi này bất luận cái gì một chút đơn đọc sách ra tới đều không thể thuyết minh cái gì vấn đề nhưng nếu này sở hữu điểm nhi đều đụng phải cùng nhau ta như thế nào còn nhận không ra ngươi huyết minh trong mắt chậm rãi trồi lên một tia một sợi ý cười sau đó càng ngày càng nhiều tràn đầy đều tràn ra tới cho nên bằng vào này đó, cái thứ hai thế giới liền nhận ra ta. Nam tầm ừ một tiếng, ngay từ đầu cảm thấy không thể tưởng tượng, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đã chết, kia trường hợp ta đến nay cũng không dám hồi tưởng. Nhưng ta sau lại lại tưởng tượng, ngươi như vậy lợi hại, có lẽ nguyên thần chưa diệt đâu. Hơn nữa tiểu bác nói rời đi cái thứ nhất thế giới thời điểm, cảm giác có người đi theo nó, như thế một liên, hệ, ta đã có 90% nắm chắc xác định đó chính là ngươi, đến sau lại, khủ nam tầm hạ giọng, có chút thẹn thùng nói, sau lại đôi ta kia cái gì lúc sau, ngươi ở loại chuyện này thường thói quen nhỏ cũng thể hiện ra tới, 90% nắm chắc liền biến thành 99%, tầm tầm, ta như thế nào không biết chính mình ở làm loại sự tình này thời điểm có chút thói quen nhỏ, ngươi có thể hay không cho ta tinh tế nói nói, huyết minh trường mi hơi hơi một chọn, không ngừng trong mắt, liền trong lòng đều là ý cười, phi, ngươi cái không biết xấu hổ, Loại sự tình này cũng có thể cùng ngươi nói tỉ mỉ ha hả huyết minh cười đến ý vị thâm trường tầm tầm không nói ta cũng biết đơn giản chính là tiết tấu thượng lực đạo thượng gốc độ thượng có độc thuộc về ta đặc điểm ngươi 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 đừng nói nữa rõ ràng là ở trong trò chơi nam tầm lại cảm thấy tao đến hoảng cái này không biết xấu hổ loại sự tình này cư nhiên cũng có thể nghiêm trang mà nói ra huyết minh mở miệng thanh âm nhiều vài phần nhu tình này đó đều phải lâu dài ở chung hòa thân mật tiếp xúc tầm tầm liền không thể liếc mắt một cái nhận ra ta nếu là ta ta định có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi. Nam tầm đột nhiên khẽ cười một tiếng, có thể a, à, ngươi không phải cố ý cho ta để lại ký hiệu sao, tài phải rủ thường kia viên tiểu chí. Đây tiểu chí cùng ngươi chân thân vị trí giống nhau như đúc. Một lần hai lần nói ta có thể cho rằng là trùng hợp, vượt qua ba lần nói, vậy không phải trùng hợp đi, cho nên từ phía sau thế giới bắt đầu, có cơ hội nói ta liền trực tiếp xem ngươi tai phải rủ có hay không chí, nếu có lời nói liền không cần uy ngươi cà rốt ăn, ha ha có đoạn thời gian nàng chính là quá để ý này viên tiểu chí cho nên có một lần không thấy được tiểu chí sau trong lòng còn rất khổ sở lo lắng hắn có phải hay không mệt mỏi loại này ngươi truy ta đuổi trò chơi tuy rằng cái thứ hai thế giới ta liền biết kia ma quỷ là ngươi nhưng vẫn là không dám đầu nhập quá nhiều cảm tình a à minh đừng oán ta ta còn muốn trải qua như vậy nhiều thế giới nhưng ngươi lại là cái không biết bao nhiêu ai biết ngươi mặt sau có thể hay không lại theo tới thẳng đến cái thứ ba thế giới cái thứ tư thứ năm cái sau lại mỗi cái thế giới ngươi đều đi theo ta mặc kệ đây là ngươi chấp niệm vẫn là ngươi thật sự phi ta không thể a à minh ta đều cảm tạ ngươi một người lữ đồ quá tịch mịch có ngươi vẫn luôn bồi thật tốt a à minh nếu không phải ngươi có lẽ ta đã sớm giống tiểu bác nói giống nhau tinh thần phân liệt hoặc là xa vào với cái nào thế giới vô pháp tự kềm chế nguyên nhân chính là vì biết ngươi sẽ đi theo ta ta mỗi cái thế giới mới có thể đi được như vậy tiêu sái trước tiên đi thế giới tiếp theo chờ ngươi huyết minh cánh tay đột nhiên buộc chặt đem nàng bả vai ông được ngay một ít tầm tầm nghe thấy phiên lời nói ta thật vui vẻ nguyên lai like, ngươi như vậy yêu ta cùng ngươi dông dài nhiều như vậy ta chính là tưởng nói cho ngươi a à minh ta đối với ngươi cảm tình không thể sau ngươi đối ta thiếu cho nên ngươi trước thế giới phong ấn ta ký ức cho ta đào hố tính kế cảm tình của ta thật sự không cần phải ta tầm đã sớm cho ngươi a à ngu ngốc nam tầm liếc khắng Hư hư nói, ngươi đương lê phong thời điểm không phải cho ta dùng quá chân tâm đoạn tràng hoàng sao, ta nếu đối với ngươi vô tình, đã sớm chết thẳng cẳng, còn có thể bồi ngươi đến lão, quyết minh nghe được chân tâm đoạn tràng hoàng mấy chữ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một mặt chột dạ chi sắc, hắn lấy một đời cảm tình cùng tầm tầm mấy đời cảm tình so sánh với, tự nhiên là so bất quá, khó trách khi đó hắn sẽ cảm thấy trái tim đau đớn, hắn quyết định đem chuyện này nhi làng ở trong bụng, kiên quyết không thể làm tầm tầm biết. Biết được tức phụ sớm như vậy liền đối hắn phương tâm ám hứa, huyết minh trong lòng tràn đầy trướng trướng, đã không hề thỏa mãn với ông lấy nàng, mà là xoay người đem nàng ông vào trong lòng ngực, ông thật chặt, tầm tầm. Nam tầm khẽ cười cười, hồi ông lấy hắn, không chuẩn lại nói buồn nôn lời nói, tâm ý của ta ngươi biết liền hảo, về sau cũng không chuẩn lại làm phong ấn ta ký ức loại này chuyện ngu xuẩn, biết không? Ngươi nói ngươi một cái mười mấy vạn tuế lão nhân, làm việc có thể hay không đáng tin cậy điểm nhi a à? có thể hay không ha hả có thể a à. đúng rồi a minh ta đã sớm nhận ra ngươi chuyện này đừng ở trò chơi bên ngoài nhắc tới tiểu bác còn không biết đâu huyết minh không để bụng kêu nó biết lại như thế nào nó biết đến lời nói khẳng định sẽ cùng ta gào nói ta thương tổn nó yếu ớt trái tim nhỏ a à bla bla huyết minh a một tiếng nó kia phó xuẩn hình dáng nam tầm nhạc nói tiểu bác chính là đơn thuần nơi nào xuẩn có một số việc thượng nó tặc tinh tặc tinh kỳ thật ta không phải cố tình giấu dếm nó nhưng là tiểu bác này chỉ thú thú thật sự quá không đáng tin cậy luôn là lừa dối ta không nói còn luôn hố ta ta nói cái thứ hai thế giới cho ta tìm cái đã thích thượng ta thanh mai trúc mã kết quả tiểu bác cho ta tìm cái cố chấp quỷ ta nói cái thứ ba thế giới thử xem dùng thân tình công lược đại bốt kết quả đến sau lại ta lại không phải thân sinh lại nói cái thứ tư thế giới ta nói không nghĩ lại thâm nhập giao lưu nó nói cho ta tìm cái bất lực, kết quả sau lại, ha hả, ngươi mẹ nó đó là bất lực. Mặt sau càng không đáng tin cậy, trực tiếp cho ta chỉnh thành cái nam nhân tâm mệt, đã không muốn nhiều lời. Xét thấy tiểu bác như thế không đáng tin cậy, ta liền vẫn luôn gạt nó chuyện này, kỳ thật có một lần ta thử quá, hỏi nó nếu ta nếu thật rơi vào đi làm sao bây giờ, kết quả tiểu bác nói sẽ cho ta uống vong tình thủy, nó đều nói lời này, ta sao có thể thật nói cho nó a. À? nàng cùng tiểu bác ngay từ đầu đối lẫn nhau đều có điều giữ lại cho tới bây giờ nam tầm đều cảm thấy tiểu bác trong lòng còn cất giấu chuyện này nhưng là mỗi người đều có bí mật nàng tôn trọng tiểu bác đồng dạng cũng hy vọng tiểu bác có thể lý giải nàng giữ lại này phân bí mật tâm tình huyết minh nói nó đã biết cũng không dám trách ngươi cái này không dám một từ dùng đến thật đúng là sinh động hình tượng nam tầm dở khóc dở cười ngươi về sau thiếu hù dọa nó ngươi không biết nó có bao nhiêu sợ ngươi Quyết Minh nhàn nhạt hỏi câu, là nó không cho ngươi đối ta động tình. A à Minh, chuyện này thật không oán tiểu bác, tương phản, chúng ta còn phải cảm tạ nó. Nếu không phải nó, ta sao có thể nhìn thấy ngươi a, à? là không. Nam Tầm hướng hắn cười, ân, là lý lẽ này, vốn chính là chết quá một lần người, ta còn phải cảm tạ nó cho ta một lần thay đổi sinh tử cơ hội. Kỳ thật trước kia ta đối sinh tử cũng không có quá lớn chấp niệm, này không phải phí hoài bản thân mình, ta chính là cảm thấy người hoặc muộn hoặc sớm luôn có vừa chết cứ việc ta chết sớm ta sinh mệnh cũng hòa thượng giấu chấm câu trừ bỏ có chút tiếc nuối cũng không có cái gì quá thâm chấp niệm nói đến nơi này nam tầm khẽ cười một tiếng có một lần ta hỏi tiểu bác vì cái gì không tìm cái oan ma quỷ tới thế nó làm nhiệm vụ những người này đối nhau chấp niệm hẳn là rất mạnh đi kết quả ngươi đoán tiểu bác nói cái gì huyết minh cười xem nàng nói cái gì nó nói ta vô tâm không phổi không dễ động tình dùng yên tâm ngươi xem ta à, cái này vô tâm không phổi như vậy đã sớm đối với ngươi động tình ngươi nếu là làm nó đã biết phốc kia không phải đánh nó mặt sao huyết minh xem nàng cười đến vui vẻ chính mình cũng đi theo nàng cười tâm tình thực hảo a à minh ngươi làm làm chuẩn bị tâm lý ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói nam tầm đột nhiên nghĩ đến cái gì chính sắc mặt huyết minh ôn nhu mà xem nàng tầm tầm ngươi nói a à minh ta chúng ta có hài tử nam tầm nói xong lời này trái tim đột nhiên nhảy thật sự mau. Huyết Minh khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, ta biết, kia xuẩn thú trước thế giới cùng ta đã nói rồi. Tầm tầm, khổ ngươi. Nam tầm có chút há hốc mồm, đây là cái quỷ gì phản ứng? A à Minh, ngươi đương phụ thân rồi. Cái thứ nhất thế giới ta còn là túy ly huyên thời điểm, ta cho ngươi sinh cái hài tử, Nam tầm cường điệu nói. Huyết Minh xoa xoa nàng đầu, ánh mắt càng thêm ôn nhu, tầm tầm, ngươi nguyện ý vì ta sinh hài tử, ta thật sự thật cao hứng nam tầm liền cứ như vậy a à minh ngươi không nghĩ thấy con của chúng ta sao nam tầm hỏi tưởng nam tầm cái này tưởng tự nói thật mẹ nó gượng ép huyết minh tự hồ ý thức được chính mình phản ứng không làm đối phương vừa lòng vội vàng bổ cứu nói chờ hết thảy kết thúc chúng ta liền trở về xem hắn chúng ta nhi tưởng nhất định cùng ngươi giống nhau thông minh cùng ta giống nhau cường tráng nghe được lời này nam tầm lúc này mới vui mừng lên hảo đến lúc đó chúng ta một nhà ba người là có thể đoàn tụ. Hai người hiện tại đều là trong trò chơi Mỹ Nam Tử, một bạch y, phiêu nhiên tự tiên, một hồng y, quyến rũ như lửa, như thế nị oai tại cùng nhau, hình ảnh thật sự đẹp mắt. Nhưng mà, vào nhầm rừng hoa đào một cái tay mơ người chơi bị một màn này cây tới rồi mắt. Người nọ đờ mờ một tiếng, ở hai người đồng thời triều hắn nhìn qua khi, xấu hổ mà cười cười, sau đó quay đầu liền chạy. Người chơi mở ra mới gia nhập ban hội đàn, một trận a a thẳng kêu một nồi hầm lôi đình phong vũ a a a a đờ mờ a a a liền ở một giây đồng hồ trước lão tử thấy được một đôi gây lôi đình phong vũ một câu đem một nồi hầm ban hội mới cũ thành viên toàn bộ tạc ra tới một nồi hầm một đời khinh cuồng ta đi thiệt hay giả một nồi hầm mộng kiếp phù du hảo kích động cư nhiên có thể ở trong trò chơi nhìn thấy một nồi hầm mỹ nhân nhiều như vậy kiều trên lầu hũ nữ một quả, di hì hì, vừa khéo ta cũng là, lôi đình huynh, này một đôi lớn lên xoái không, ngươi là ở đâu nhìn đến, ta muốn đi vây xem. Một đồi hầm, lôi đình phong vũ, rừng hoa đào, tận mắt nhìn thấy, hai cái đại nam nhân ông thành một đoàn, nếu không phải ta đi đến xảo, đều mẹ nó muốn miệng đối miệng thân thường. Má ơi a a a! Này một nồi hầm ban hội đúng là phía trước trương uy võ mời huyết minh cùng nam tầm gia nhập cái kia ban hội. Tuy rằng hệ thống quy định muốn ít nhất tu luyện đến 50 cấp, cũng chính là Kim Đan Kỳ lúc đầu mới có thành lập ban hội tư cách, nhưng trò chơi sao, chủ yếu mục đích vẫn là kiếm tiền, không đạt được cấp bậc yêu cầu dùng tiền tạp là được. Trương Uy võ bị nam tầm cùng huyết minh như vậy một kích thích sau, đối chính mình trò chơi đại sự nghiệp càng thêm để bụng, buổi chiều trực tiếp tạp tiền khai thông ban hội đàn. Đem nguyên lai like không sửa tên nhi thành viên tất cả đều mời tiến vào không nói, còn các loại đào đại thần, có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, Trương Uy võ thả ra một nồi hầm phong phú nhập ban đãi ngộ, thật là có không ít cao cấp người chơi bị hấp dẫn tiến vào. Bất quá một cái buổi chiều, một nồi hầm ban hội thành viên liền đã lớn mạnh tới rồi 500 người. Một nồi hầm, một đao trảm, cầu gây trò chơi ai đi, về sau lão tử muốn đường vòng đi. Một nồi hầm, mỹ nhân nhiều như vậy kiều, trên lầu khinh thường gây sao, gây chọc người sao. Một nồi hầm, lưu mặt thiển ca, bài trên lầu, ghét nhất mang thành kiến người. Một nồi hầm, thính vũ xanh xanh, trên lầu cộng một, một lưu bài lâu, một đồi hầm, một đao trảm, trên lầu mùi tử nhóm, luyến ái tự do, ca tuyệt không khinh bỉ chi ý, chỉ là hai cái nam nhân ở bên nhau hình ảnh quá cay mắt, ca không dám nhìn mà thôi, cho nên ca đường vòng đi còn không được sao. Một đồi hầm, nửa thành phong nguyệt, mùi tử nhóm bình tĩnh a à, hết thảy tốt đẹp toàn vì phán đoán, trong hiện thực tuyệt toàn cục gây lớn lên đều thực, ân, các ngươi hiểu, lại vào lúc này, lôi đình phong vũ lại hồi tin tức. Một đồi hầm lôi định phong vũ, không không, ta gặp được kia gây trong đó một cái lớn lên đặc biệt đẹp, nói thật, hai người ở bên nhau hình ảnh còn rất mỹ. Trò chơi ai đi ta nhìn lướt qua, bạch y chơi vạn kiếm tông, kêu thiên hạ đệ nhất, hồng y chơi hợp hoang tông, kêu thiên hạ đệ nhất đạo lữ. Mọi người, chưa từng gặp qua gây có thể cơ đến như vậy trắng trận táo bạo, nhìn một cái tên này nhi. Toàn, toàn chết người này đối cơ ra phía chân trời trò chơi ID tạc ra không ít lặng xuống nước ban hội thành viên, vừa mới làm xong nhiệm vụ tiến vào ban hội đàn phó ban chủ Trương Uy Võ đột nhiên lên tiếng. Một nồi hầm, Trương Uy Võ, tan đi, đều tan đi, này hai đều là ta lão huynh, còn không có tới kịp gia nhập ban hội, cái gì gây, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi chính là thuần khiết huynh đệ tình nghĩa. Trương Uy Võ mới vừa thành lập ban hội liền cấp này hai người đã phát nhập ban mời, chỉ là này hai người cũng không biết là chưa kịp xem, vẫn là sao vài tiếng đồng hồ cũng không thấy nhập bang một đồi hầm lôi đình phong vũ trương lão đại ngươi xác định hai anh em sẽ ấp ấp ôm ôm còn kém điểm miệng đối miệng ngươi nhưng thật ra cho ta tìm ra như vậy một đôi thuần khiết huynh đệ tới một đồi hầm trương uy võ đờ mờ rốt cuộc sao lại thế này hắn liền nhìn mặt sau tin tức không thấy được phía trước lôi đình phong vũ nói ấp ấp ôm ôm bởi vì bỏ thêm lão tần vì bạn tốt Trương Uy Võ lập tức một cái tin nhắn đã phát qua đi. Trương Uy Võ, Lão Tần, ngươi cùng thiên hạ đệ nhất Lão Huynh rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa nhận thức sao, như thế nào trong bang có người nhìn đến các ngươi hành cẩu thả việc? Nam Tầm cùng huyết minh đối phía trước kia đánh vỡ hai người bọn họ nị oai người chơi không để trong lòng nhi, nào liêu cư nhiên là một nồi hầm bang hội huynh đệ, còn nháo đến các huynh đệ tất cả đều đã biết, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tin nhắn huyết minh cũng thấy được hắn chọn hạ mi, rất là thích ý hỏi, hai ta gian tình bại lộ. Nam tầm hơi kém không phun hắn vẽ mặt nước miếng, gian tình ngươi cái đại đầu quỷ A, à? đúng vậy, bại lộ, ngươi nói ca muốn hay không cho ngươi cái danh phận, nam tầm đột nhiên cười tủm tỉm hỏi hắn, quyết minh bình tĩnh mà chỉ chỉ nàng trên đầu trò chơi ai đi, lại chỉ chỉ chính mình đỉnh đầu trò chơi ai đi, cười nhẹ nói, tầm tầm, ngươi xem hai ta tên này nhi, ngươi có phải hay không nói ngược, một cái là thiên hạ đệ nhất, một cái là thiên hạ đệ nhất đạo lữ, ai chủ ai từ, vừa xem hiểu ngay. Nam tầm, tính sai. Nam tầm đột nhiên ông lấy hắn cánh tay, cười đến nhưng sáng lạng, a à minh, không bằng, chúng ta trao đổi ai đi danh nhi. Trò chơi ai đi một khi xác định, trong tình huống bình thường là không thể tùy ý sửa đổi, nhưng này dù sao cũng là lấy kiếm tiền vì mục đích trò chơi, có tiền có thể sửa quỷ đẩy ma, tạp điểm tiền nói vẫn là có thể sửa lại. Quyết minh nhàn nhạt nhướng mày, Cười như không cười mà xem nàng Nếu tầm tầm thích Trao đổi ID cũng không phải không thể Chỉ là Tầm tầm có phải hay không nên suy xét một chút ta phía trước kiến nghị Dọn qua đi cùng nhau trụ kiến nghị Kỳ thật nam tầm vốn là có một tí xíu dao động Nàng muốn ăn amin à làm dinh dưỡng bữa tiệc lớn Ây da Chỉ là ngẫm lại nước miếng đều phải chảy ra hảo sao Bất quá Nam tầm vẫn là muốn dãy dùa từng cái Người kêu ta dọn qua đi ta liền dọn qua đi Ta đây nhiều thật mất mặt Quyết Minh ha hả cười một tiếng, tầm tầm ngẫm lại chúng ta trò chơi ai đi, trao đổi lúc sau, ngươi rất có mặt mũi. Nam tầm phốc phốc cười ra tiếng nhi, thật là lần có mặt mũi, cái này, người nào đó thật là một chút cũng không dãy dụa, lập tức liền nói chính mình hiện địa chỉ, còn thuận tiện đem chính mình trò chơi mật mã tài khoản nói cho đối phương, ý tứ không cần nói cũng biết, trừ cái không đem danh nhi sửa lại, ngày mai ta tới đón ngươi, hai người yêu yêu đương đương, cả đêm liên nhiệm vụ cũng không có làm liền rời khỏi trò chơi rời khỏi trò chơi trước nam tầm còn không quên trở về trương uy võ tin nhắn thiên hạ đệ nhất đạo lữ đôi ta nhất kiến chung tình đã lẫn nhau hứa chung thân hoàn toàn không biết kia một đầu trương uy võ bị này tin nhắn lôi đến như thế nào ngoại tiêu lý nộn nam tầm luyện luyện yoga tắm rửa đắp mặt nạ cao hứng đến hừ nổi lên ca tiểu bác thân ái đác xem ra ngươi đêm nay cùng huyết minh đại đại ở trong trò chơi ở chung thật sự vui sướng nam tầm đã lên giường đang nằm ở trên giường hồi phục chính mình tiểu thuyết nhắn lại nghe vậy nàng cười khanh khách nói ta cùng hắn trước kia tích lũy một ít vấn đề nhỏ hôm nay toàn nói khai tâm tình tự nhiên hảo hơn nữa a à minh cũng biết đảng đảng tồn tại a à minh nói chờ hết thảy kết thúc chúng ta cùng nhau hồi cái thứ nhất thế giới xem đảng đảng chúng ta người một nhà thực mau liền phải đoàn tụ tiểu bác Quyết minh đại đại cư nhiên đáp ứng rồi, thật khó đến. Nam tầm ngày hôm sau dậy thật sớm, vẫn là cùng phía trước giống nhau đi tiểu khu ngoài chạy vài vòng, sau đó mới bắt đầu dọn dẹp chính mình. Nàng đã đem tầng ca tinh khí thần dưỡng đã trở lại, bất quá nàng tới thời điểm, nguyên chủ mụ mụ đánh tới tiền đã bị nguyên chủ tiêu xài hơn phân nửa, mà nàng tiểu thuyết còn không có bắt đầu kiếm tiền, dư lại này đó tiền chỉ đủ căng thẳng mà mua điểm nhi rau dưa trái cây thịt, liền kia một hộp mặt nạ đều là nàng cắn răng mua tới mắt nhìn lập tức liền phải đi huyết minh chỗ đó cơm ngon rượu say, nam tầm liền không tỉnh, trực tiếp đem dư lại tích tụ dùng hết, tân váy, tân giày, lại làm tóc hộ lý. Nam tầm nhìn trong gương chính mình, tiểu mỹ nữ một cái, hoàng mỹ, tiểu bác, tắm tắt, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, lời này quả nhiên không tồi. Lúc này, một chiếc thấp xa xe hơi nhỏ khai vào này tòa kiểu cũ tiểu khu, ngừng ở một đống nhà lầu phía trước. Sơ qua, điều khiển vị trên dưới tới một cái ăn mặc tây trang tinh anh phạm nhi nam nhân người này cung kính mà kéo ra sau cửa xe thỉnh trên xe người xuống xe sát đến sáng bóng tư nhân định chế giày da đạp trên mặt đất ngay sau đó nam nhân thân mình chậm rãi dò xét ra tới t soái a soái đến một so người qua đường mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc xuống xe nam nhân xuyên một thân cao cấp màu đen định chế âu phục đèn nhánh tóc ngắn toàn bộ chải lên bên sườn lại có tóc mái rơi rụng vài sợi Ngũ quan tuấn Mỹ, khí chất cao lãnh, từ đầu đến chân đều bị lộ ra xa hoa cao quý, cùng này cũ xưa tiểu khu có vẻ không hợp nhau. Khi mang kính rộng vàng tinh anh Phạm Nhi trợ lý cung kính mà đi theo nam nhân phía sau. Trợ lý thấp giọng nói câu cái gì, nhưng nam nhân không đáp lại, trực tiếp hướng này trước mắt trong tòa nhà này đi. Nam tầm chính xuống Mỹ đâu liền nghe được có người gõ cửa. Phanh, 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 tiếng đập cửa không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng. Quan từ này có chú ý tiếng đập cửa trung liền có thể nghe ra người này cực có hàm dưỡng. Tiểu bác nhắc nhở nói, nhà ngươi nam nhân tới, nhanh như vậy, A à Minh cùng nàng giống như cách thật sự xa a à, ngồi xe đến 5-6 tiếng đồng hồ. Tiểu bác trợn trắng mắt, nếu không phải trên đường tắt xe, có thể càng mau. Nam tầm xác định chính mình mỹ mỹ đắt lúc sau, mới chạy tới mở cửa. Ngoài cửa nam nhân một đôi thượng nàng, trong mắt lập tức hiện ra một sợi ý cười. Thực đạm, lại đặc biệt câu nhân nam tầm rụt rè mà đứng ở tại chỗ khóe miệng hơi hơi một loang hỏi hắn ta là thiên hạ đệ nhất ngươi là ai huyết minh đạm cười ta là thiên hạ đệ nhất đạo lữ nam tầm ngao mà một tiếng tức khắc làm rụt rè thấy quỷ hai tay chống đỡ hắn bả vai hai chân vừa dẫm nhảy tới trên người hắn cuốn lấy đi theo cửa trương trợ lý bá một chút trừng lớn mắt tiểu tâm can ngươi như thế nào tới nhanh như vậy nam tầm ở trên mặt hắn bẹp một ngụm tưởng ngươi nam nhân cười nhẹ một đêm không ngủ, trương trợ lý hai mắt đại trừng, miệng đại trương, lại lần nữa trong gió hỗn độn. Ai không biết Kha thì tập đoàn Kha tổng ghét nhất nữ nhân, trước kia trong công ty có mấy cái nữ công nhân ăn mặc bại lộ, muốn câu dẫn Kha tổng, không có chỗ nào mà không phải là một cái rơi vào khai trừ kết cục. Kha tổng đối nữ nhân đó là thật chán ghét, giống như này đó câu dẫn hắn nữ nhân xúc phạm hắn cái gì cấm kỵ. Trước kia Kha tổng tính cách còn có chút âm tình bất định, gần nhất tính tình nhưng thật ra hảo một ít, nhưng kia một thân thượng vị giả khí thế càng thêm bức nhân. Chính là trước mắt một màn này tình huống như thế nào? Nữ nhân này cư nhiên, cư nhiên trực tiếp nhảy lão bản trên người. Dùng nàng chân cuốn lấy kha tổng eo, cánh tay cũng ôm kha tổng cổ, giống chỉ bạch tuột giống nhau. Mà kha tổng thế nhưng tiếp được nàng, còn đôi tay bám trụ nàng, đơ mờ. Trợ lý còn không có tới kịp từ một đám lao nhanh thảo nê mã trung thoát thân, nhà hắn lão bản đột nhiên ông nữ nhân này đi phía trước đi rồi hai bước, chân phải lại như vậy sau này nâng lên, một đá, phanh mà một tiếng. Môn bị hạp đã chết, cái gì đều nhìn không tới. Bên trong cánh cửa, huyết minh nâng trong lòng ngực bạch tuột, không cấm cười nhẹ một tiếng, cố ý trang điểm qua. Nam tầm đánh chết không thừa nhận, ta liền đồ cái sau môi, ngày thường cũng là cái dạng này. Ngươi mới là cố ý trang điểm qua, nhìn một cái ngươi này kiểu tóc này âu phục, tới phía trước không thiếu ở gương trước mặt chiếu đi. Huyết Minh đối thượng kia ngắm tới đôi mắt nhỏ, cười nhạo nói, đúng vậy, ở gương trước mặt chiếu nửa giờ, liền sợ tầm tầm cảm thấy không đủ xoái, ai kêu ta tiểu tâm can là cái nhan khống. Nam tầm khóe miệng hơi hơi một loan, lại đẹp cũng không kịp ngươi bản tôn đẹp, lời này nói được nhiều ngọt a, à, ngọt đến người nào đó ý cười không ngừng. A à Minh, ta đồ vật còn không có thu thập đâu, Nam tầm nhắc nhở nói, tiểu đồ lười, muốn thu thập cái gì, ta giúp ngươi nam tầm từ trên người hắn nhảy xuống tới lôi kéo hắn hướng trong đi ta máy tính cùng trò chơi mũ giáp ta đệm chăn một bao quần áo còn có này chỉ đại cẩu hùng ta nhưng thích ông nó ngủ huyết minh tiếp một câu về sau có ta còn muốn cái gì đại cẩu hùng nam tầm cười mắng đi đi không cái chính hình nhi trương trợ lý lái xe phía trước cả người đều là mộng bức hắn vừa rồi nhìn đến cái gì kha tổng một tay dẫn theo máy tính một tay xách theo cái mau nhung đại cẩu hùng cao lãnh mặt không có biểu tình thực sinh động đuôi lông mày treo cười khóe miệng câu lấy cười mẹ nó cùng quỷ phụ thân giống nhau hai người ngồi ở sau xe tòa lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói cái gì trương trợ lý trước nay chưa từng nghe qua kha tổng như vậy ôn nhu mà đối bất luận cái gì một người nói chuyện qua hắn biết kha tổng muốn tới tiếp một cái rất quan trọng người lại không nghĩ là như vậy một cái thường thường vô kỳ nữ nhân còn ở tại như vậy rách nát tiểu khu cùng kha tổng so sánh với quả thực một cái trên trời một cái dưới đất giống như vương hậu khanh tướng cùng xóm nghèo con cái chênh lệch kỳ thật nữ nhân này lớn lên rất đẹp còn đặc có linh khí lớn lên đẹp nữ nhân không ít nhưng lớn lên đẹp lại có linh khí liền không nhiều lắm rất nhiều mỹ nữ đều là tục nhân trương trợ lý tưởng kha tổng đại khái chính là coi trọng trên người nàng này sợ linh khí chờ xe khai thượng đại đạo lúc sau trương trợ lý mới không xác định hỏi câu kha tổng trực tiếp hội, chủ trạch kha tổng vài chỗ biệt thự tòa nhà, nhưng mặt khác đều không thường trụ. Mặt sau nam nhân ư một tiếng, về sau tầng tiểu thư sẽ là chủ trạch nữ chủ nhân. Trương trợ lý trong đầu nổ tung một đạo sấm sét, kha tổng lần này đùa thật, đờ mờ, nữ nhân này rốt cuộc có gì mị lực. Mặt sau kia nữ nhân đột nhiên khẽ cười một tiếng, hỏi hắn, trương trợ lý chính là suy nghĩ, ta rốt cuộc có gì mị lực đem các ngươi kha tổng mê thành như vậy. Trương trợ lý bưng chức nghiệp cười, tần tiểu thư nói đùa, kha tổng sự tình ta cái này làm cấp dưới cũng không dám hỏi đến nam tầm nhìn hắn cái ót nhéo nhéo huyết minh tay không bằng ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc thích ta nơi nào có đoạn thời gian nàng chấp nhất với vấn đề này hiện tại tuy rằng cảm thấy đáp án không quan trọng lại vẫn là muốn nghe xem xem người nam nhân này rốt cuộc sẽ nói ra chút cái gì huyết minh lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng khóe miệng nguế một cái cảm tình nào có như vậy nhiều vì cái gì có đôi khi chính là vừa lúc ở đối thời gian gặp đúng người ngẫu nhiên một cái ngoái đầu nhìn lại cười nhạt liền đủ để cho nhân tâm động, sau đó động tâm. Nam tầm một đốn, sau đó che mặt, từ khe hở ngón tay xem hắn, nói thực ra, kỳ thật ngươi là nhìn cái gì lời âu yếm bảo điển đi, thiết thân hiểu được thôi, tầm tầm không tin. Nam tầm yên lặng xoay người, mặt không như vậy năng lúc sau mới lại xem hắn, còn có hay không khác đáp án, quyết minh nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, nói, đại khái là đương con thỏ thời điểm bị ngươi uy quá nhiều củ cải đó là đối với ngươi tưởng quên cũng quên không được phốc ha 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 nam tầm cười ha hả cười đến bụng đều đau a à minh nguyên lai like ngươi là bởi vì cái này mới chán ghét ăn cà rốt sao ngươi thật sự quá đáng yêu ha 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 hai người nói nói liền không cẩn thận đem lái xe trương trợ lý cấp đã quên trương trợ lý yên lặng tâm tác trung này hai người nói cái gì à hắn hoàn toàn nghe không hiểu chẳng lẽ là trong trò chơi đồ vật lẫn nhau xưng hô cũng rất kỳ quái đại khái cũng là trò chơi ai đi. Nữ nhân này thật lợi hại, thế nhưng đem Kha Tổng chọc cười, liền hướng về phía điểm này, trương trợ lý cũng đem nàng địa vị nâng lên vài phần. Làm Kha Tổng kim bài trợ lý, trương trợ lý tự nhiên biết nhà hắn lão bản gần nhất xa vào với võng du vô pháp tự kềm chế. Mỹ kỳ danh là muốn đích thân thể nghiệm nhà mình công ty game nghiên cứu phát minh trò chơi, thông minh như hắn. Ở nhìn đến này tần tiểu thư dọn xuống dưới trò chơi mũ giáp liền đoán được một ít chân tướng lão bản cùng vị tiểu thư này tám chín phần mười là trong trò chơi nhận thức làm một cái chỉ biết không ngừng khai thác thị trường thu mua công ty công tác cuồng bọn họ được xưng là đồ cổ kha tổng cương nhiên võng luyến hết chương một nghìn không trăm ba mươi tám cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha